bị tát một cái, mặt của Châu Mỹ Ngọc sưng lên. Bà ta kinh ngạc nhìn Châu Chí Kiên, rất nhanh biểu cảm trên mặt trở nên ngây ngốc, ba, tại sao đánh con? Đám người, Châu Mỹ Hòa cũng nhìn tới mơ hồ, không phải nên đánh Vương Nhất sao, sao lại đánh Châu Mỹ Ngọc? Chỉ có Vương Nhất hiểu đầu đuôi của sự việc, lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhà họ Châu này, tốc độ còn khá nhanh. Đánh mày đấy! Châu Chí Kiên mặt mày u ám nhìn Châu Mỹ Ngọc, lớn tiếng mắng, nhìn mày đã mang tới rắc rối lớn cỡ nào cho nhà họ Châu đi, đều là vì mày, nhà họ Châu của tao mới rơi tới bước đường này. Những lời này làm cho đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa đều mờ mịt. Nửa đêm hôm qua Châu Chí Kiên suy đoán ra đầu đuôi của cả sự việc, bọn họ cũng không ở đó, cho nên cũng không biết nguyên nhân nhà họ Châu gặp nạn. Ba rốt cuộc đang nói cái gì? Châu Mỹ Ngọc đè nén lửa giận trong lòng mà nói, con dẫn Mộng Đình Mỹ Hòa mới vừa về nhà mẹ đẻ, chuyện gì cũng không biết, sao có thể trách lên đầu con chứ? Ông nội, ông như này cũng quá không rõ phải trái rồi. Thấy mẹ của mình chịu đối đãi bất công, Lý Mộng Đình cũng đứng ra nói, ông cũng nhìn thấy rồi, mẹ là bên bị ức hiếp, ông không đánh tên phế vật đó thì cũng thôi đi, vậy mà đánh mẹ cháu. Hơn nữa nói không chừng là nhà họ Châu của ông làm ăn không đàng hoàng, dẫn tới kẻ thù thì sao? Nếu không biết chân tướng sự việc, Châu Chí Kiên có tức giận nữa cũng sẽ không đánh Châu Mỹ Ngọc, nhưng sau khi biết chân tướng sự việc, Châu Chí Kiên đâu có thể đè nén cỗ lửa giận này. Tốt, nếu các người đã không phục, vậy tôi cho các người nhìn cho hiểu. Châu Chí Kiên hừ một tiếng, sau đó quay đầu nói với Châu Vĩ Dạ, khiêng thằng cháu mất dạy đó lên đây. Vâng. Trong mắt Châu Vĩ Dạ tràn ngập sự đau đớn, ngay cả mắt cũng khóc sưng, quay đầy vẫy tay. Sau đó, 4-5 người đàn ông cường tráng khiêng một cái cáng đi xuống, trên cáng là một thanh niên hơi thở thoi thóp nằm đó, đặc biệt là một cái chân, càng khủng khiếp, bị đánh tới biến dạng nghiêm trọng. Anh Quốc Hưng. Nhìn rõ người thanh niên trên cáng, Lý Mộng Đình lập tức co rút đồng tử, không nhịn được mà bịt miệng lại, sửng sốt thốt lên. Quốc Hưng, cháu làm sao vậy? Châu Mỹ Ngọc cũng bị dọa cho tái nhợt mặt mày, nhanh chóng chạy tới bên cáng, muốn hỏi han thì bị Châu Vĩ Dạ đẩy mạnh ra. Cô cút ra cho tôi, tránh xa con trai của tôi ra. Ánh mắt Châu Vĩ Dạ nhìn Châu Mỹ Ngọc tràn ngập ý hận, các người hại con trai tôi biến thành như này, tôi làm ma cũng không tha cho các người. Vẻ mặt của đám người Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hoa vụt qua sự u ám, họ không dám thở mạnh, bọn họ không ngờ, Châu Quốc Hưng hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay đã bị đánh gãy một chân. Nửa đêm hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhất đứng ở trên cùng của đám người, nhìn tình trạng thê thảm của Châu Quốc Hưng, trên mặt cũng nở nụ cười. Châu Chí Kiên làm việc không hổ là tàn độc, để chuộc tội, ngay chân của cả cháu ruột của mình cũng có thể đánh gãy. Nhìn thấy chưa, nếu không phải chúng mày liên lụy tới các nhà này, nhà họ Châu, cũng sẽ không biến thành như hiện nay, tao cũng không cần đánh gãy một chân của Quốc Hưng. Châu Chí Kiên hút sâu một hơi, tức giận nhìn đám người Châu Mỹ Ngọc, nói. Vừa dứt lời, cơ thể của đám người Châu Mỹ Ngọc đều run rẩy, giống như tim bị bóp, chân của Châu Quốc Hưng là do chính tay Châu Chí Kiên đánh gãy sao? Bọn mày đã hại nhà họ Châu thành như này, còn dám ở bên ngoài gây sự. Xem tao có đánh chết đứa con gái bất hiếu như mày không? Châu Chí Kiên càng nói càng tức giận, nói rồi thì lao tới, muốn đánh Châu Mỹ Ngọc, dọa Châu Mỹ Ngọc la lên. Ba, dừng tay, con là con gái của ba mà Châu Mỹ Hòa, Châu Mỹ Hòa cũng lũ lượt cản ở trước mặt Châu Chí Kiên, ba bình tĩnh. Con gái, Châu Chí Kiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn Châu Mỹ Ngọc, cơn giận còn chưa tiêu. Con gái gả đi giống như bát nước hắt đi, mày đã không phải là người của nhà họ Châu chúng tao nữa. Cái gì? Lời này vừa dứt, sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc lập tức biến sắc. Từ trước đến nay, bà ta ở nhà họ Lý có thể mặc sức sai khiến, chính là vì có bối cảnh của nhà họ Châu chống lưng. Bây giờ Châu Chí Kiên nói ra câu này, há chẳng phải, chỗ dựa lớn nhất của bà ta mất rồi hay sao? Châu Chí Kiên đã tức tới mức đỏ bừng mặt, tức tới mức không thở được. Nhưng Vương Nhất lại không cảm thấy một chút thành ý, càng giống kiểu chịu thua mềm nắn rắn buông. Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc tái nhợt trốn ở đằng sau Lý Thiên Dương, thấy vậy, Châu Chí Kiên lập tức dừng bước, quay đầu lại, chỉ vào Châu Quốc Hưng bị đánh gãy một chân và nói, thằng cháu mất dạy, còn không mau quỳ xuống, dập đầu. Bụp,
Dưới ánh mắt khó tin của những người ở đây, Châu Quốc Hưng kéo Lê Cái Chân bị gãy nghiến răng quỳ ở trước mặt Lý Thiên Dương, đầu đập mạnh xuống đất. Dượng hai, xin lỗi, cháu không nên giúp gì hai đập công ty của Dượng, còn đánh Dượng bị thương. Thiên Dương, con gái của ba bất hiếu, gây rắc rối cho con rồi. Châu Chí Kiên cũng cúi người 90 độ, cúi đầu, nói với Lý Thiên Dương, bây giờ ba thay mặt con gái bất hiếu đó của ba, dẫn theo hung thủ là thằng cháu bất hiếu, đến xin lỗi con, hy vọng con rộng lượng đừng chấp tiểu nhân, bảo bạn của con tha cho nhà họ Châu của ba. Cầu xin ông, tha cho nhà họ Châu. Những người của nhà họ Châu ở đằng sau cũng đồng loạt cúi người 90 độ, cùng nhau xin lỗi. Nhất thời, âm thanh cộng hưởng, vang vọng ở trong tai của mỗi người. Một màn này gây chấn động tâm hồn của Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình. Đám người Châu Mỹ Hòa, Châu Mỹ Hoa, Lý Sung đều ngây ngốc, một lúc lâu cũng không nói được lời nào. Lý Thiên Dương lúc này cũng sửng sốt nhìn Châu Chí Kiên, không dám tin, ba vợ vậy mà cúi người xin lỗi ông ta. Lúc đầu, khi ông ta cưới Châu Mỹ Ngọc, tất cả mọi người đều xem thường ông ta, ba vợ của ông ta, Châu Chí Kiên, càng coi ông ta như người hầu. Bây giờ vậy mà hạ giọng cầu xin ông ta tha cho nhà họ Châu. Bỗng nhiên, Lý Thiên Dương nhớ ra điều gì đó, ông ta quay đầu nhìn sang Vương Nhất. Vẻ mặt của Vương Nhất rất bình thản, lạnh lùng nhìn nhà họ Châu xin lỗi, không nói một câu. Bỗng chốc, trước mắt Lý Thiên Dương chợt mơ hồ. Những lời mà Vương Nhất nói với ông ta ngày hôm qua vẫn hiện ở trước mắt, lúc đó ông ta còn tưởng chỉ là lời nói an ủi, không ngờ Vương Nhất thật sự khiến nhà họ Châu trả giá đắt. Ba, mọi người đang làm gì vậy? Châu Mỹ Ngọc còn chưa ý thức được chuyện này là như nào, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ba của bà ta và tất cả mọi người của nhà họ Châu vậy mà xin lỗi chồng của bà ta, vậy sau này ở cái nhà này rốt cuộc là ai quyết? Bốp! Châu Chí Kiên tát một cái vào mặt Châu Mỹ Ngọc, tức giận nói, mày im miệng cho tao, ở đây có phần cho mày nói hay sao? Còn không mau cùng nhau dập đầu xin lỗi. Còn cả mấy người nữa, cùng nhau làm. Châu Chí Kiên lại chỉ đám người Châu Mỹ Hòa, Lý Mộng Đình, ra lệnh. Ngay lập tức, sắc mặt của đám người Châu Mỹ Ngọc cực kỳ khó coi, nhưng vẫn bất động. Mày quỳ xuống, xin lỗi cho tao. Châu Chí Kiên đạp một cước vào chân của Châu Mỹ Ngọc, ngay lập tức đạp bà ta tới trước mặt Lý Thiên Dương và Vương Nhất. Bị đạp đau, Châu Mỹ Ngọc lập tức ngân ngấn nước mắt, tức giận và sợ hãi tới mức mặt mày của bà ta trở nên vặn vẹo. Móng tay của bà ta cào vào nền gạch dưới đất, ngay cả móng tay bị gãy cũng không nhận ra. Hai mắt tràn ngập tơ máu, cực kỳ đáng sợ. Tôi khuyên các người vẫn nên xin lỗi sớm một chút, nếu không nhà họ Châu thật sự sẽ bị hủy trong tay các người. Giọng nói giống như thẩm phán của Vương Nhất từ từ truyền tới, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình ngẩng đầu nhìn, cái nhìn thấy là một đôi mắt cực kỳ lạnh nhạt. Ánh mắt như vậy, không chỉ dọa đám người Châu Mỹ Ngọc, cũng dọa tới Châu Chí Kiên. Ông ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy người trẻ tuổi nào có thể lạnh nhạt vô tình như vậy. Cậu bạn trẻ, xin hỏi cậu là... Châu Chí Kiên đã hơn 60 tuổi, nói chuyện với Vương Nhất vậy mà dùng kính ngữ. Trực giác nói với ông ta, người trẻ tuổi này không tầm thường. Tôi là Vương Nhất. Vương Nhất hờ hững nói, phế vật, trong miệng bọn họ. Khi nhìn vào mắt của Vương Nhất, tâm thần của Châu Chí Kiên rung mạnh, không dám nghĩ nhiều nữa. Lại đạp một cước vào chân Châu Mỹ Hòa, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hoa, tức giận quát, chúng mày còn không mau quỳ xuống cho tao, xin lỗi, nếu nhà họ Châu diệt vong, người đầu tiên tao giết, chính là chúng mày. Đám người Châu Mỹ Ngọc bị dọa cho mất hết hồn vía, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba của bọn họ dọa thành như này, lập tức dập đầu xin lỗi với Lý Thiên Dương. Thiên Dương, chúng tôi xin lỗi, cầu xin anh, tha cho chúng tôi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy đám người Châu Mỹ Ngọc cũng dập đầu xin lỗi theo, Châu Chí Kiên lúc này mới thẳng người, vẻ mặt buồn bã nói với Lý Thiên Dương, Thiên Dương, con xem đã dập đầu, xin lỗi cả rồi, có phải nên tha thứ cho chúng ta không? Ba cũng không ngờ đứa con gái bất hiếu đó lại làm ra loại chuyện người, thần phẫn nộ như vậy, vậy mà liên hợp với cháu của ba cùng nhau phá công ty của con, còn đánh người con nữa, chuyện này ba tuyệt đối không biết. Nếu không ba nhất định sẽ ngăn cản. Châu Chí Kiên nói rất hùng hồn, tẩy sạch sẽ cho nhà họ Châu, Vương Nhất thấy vậy cũng cười lạnh không ngớt. Ba nào con tất, có thể sinh ra loại con gái như Châu Mỹ Ngọc, nhân phẩm của Châu Chí Kiên cũng không tốt đi đâu được. Sau khi xin lỗi xong,
Châu Mỹ Ngọc cắn chặt răng, răng nghiến cũng sắp gãy rồi. Bà ta không ngờ bản thân có một ngày lại hạ mình quỳ ở trước mặt người chồng ở rể của bà ta, cầu xin ông ta tha thứ. Phải, bà ta quả thật đã nhờ Châu Quốc Hưng phá công ty của Lý Thiên Dương, nhưng bà ta vẫn cảm thấy mình không sai. Thiên Dương, nhà họ Châu chúng ta thật sự biết sai rồi, con bảo bạn của con tha cho chúng ta đi. Châu Chí Kiên khổ sở cầu xin, suýt nữa quỳ xuống trước Lý Thiên Dương, còn chỉ vào Châu Quốc Hưng và nói, con xem, ba đã đánh gãy chân thằng cháu mất dạy đó rồi, đó là cháu ruột của ba. Vương Nhất Hiên lặng nhìn Lý Thiên Dương, chuyện lần này, anh nhìn thái độ của ba, nếu ba không nuốt trôi cục tức này, vậy thì nhà họ Châu cũng không cần thiết tồn tại nữa. Lý Thiên Dương trầm mặc một lúc, thấy đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình quỳ trước mặt ông ta cũng thở dài, nói, đứng lên hết đi. Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, vốn muốn nói gì đó, nhưng giống như nghĩ tới điều gì đó, anh vẫn dừng lại. Nếu ba đã chọn tha thứ, vậy thì chỉ có thể như vậy trước đã. Châu Chí Kiên nghe vậy, cũng rất vui mừng, vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn Thiên Dương, cảm ơn Thiên Dương, phía bạn của con, thì nhờ con rồi. Lý Thiên Dương khẽ gật đầu. Châu Chí Kiên dẫn người của nhà họ Châu vội vàng rời đi, còn thuận tiện dẫn cả đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Nhất và Lý Thiên Dương cũng cùng nhau rời đi. Châu Mỹ Ngọc mặt mày u ám ngồi trên xe, trán bị đập tới bầm tím, xuất hiện vết máu tụ. Đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa cũng không tốt đi đâu được, mặt mày cũng đầy cát. Vốn tưởng Châu Chí Kiên là tới chống lưng cho bọn họ, không ngờ là tới xin lỗi Lý Thiên Dương. Nhà họ Châu nói thế nào cũng là gia tộc tuyến một của Thiên An, cho dù làm sai, sao có thể xin lỗi một con rể ở rể chứ? Sao hả, vẫn còn giận ba? Châu Chí Kiên ngồi ở trước mặt, thông qua gương chiếu hậu, thu chọn biểu cảm của đám Châu Mỹ Ngọc vào trong mắt, lúc này lạnh nhạt hỏi một câu. Châu Mỹ Ngọc mang theo oán khí nồng đậm, nói, không dám. Lúc này, trên mặt Châu Chí Kiên đâu còn tí biểu cảm nhận sai, chỉ có sự lạnh lẽo vô tận, đừng trách ba vô tình, đó đều là chuyện hết cách, cũng không biết tên Lý Thiên Dương gặp vận may chó má gì, vậy mà quen được nhân vật lớn bản lĩnh thông thiên, vừa rồi chỉ là diễn trò, cầu xin sự tha thứ của Lý Thiên Dương, giải trừ nguy cơ của nhà họ Châu mới là việc cấp bách, có thể co không thể duỗi, sao mà được chứ? Nhưng, như vậy quá hèn nhát rồi. Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc ẩn hiện tia sắc lạnh, cái nhà đó con quản cả một đời, còn chưa từng quỳ trước tên phế vật đó. Không có nhà họ Châu của chúng ta, Lý Thiên Dương là cái thá gì chứ? Sớm đã chết đói ở đầu đường rồi. Châu Mỹ Hòa cũng hằn học nói. Châu Chí Kiên khoát tay, nói, hai đứa yên tâm, chuyện này ba sẽ cho hai đứa một lời giải thích. Một thằng con rể ở rể không tiền không thế, muốn dẫm lên đầu của nhà họ Châu chúng ta, đó là không thể. Đợi sau khi nhân vật lớn đó tha thứ cho nhà họ Châu chúng ta, ba lập tức đòi lại mặt mũi cho mấy đứa. Nghe vậy, Châu Mỹ Ngọc lập tức mừng rỡ, cảm ơn ba. Còn cả chuyện của Quốc Hưng, cũng phải có một lời giải thích. Trong ánh mắt của Châu Chí Kiên ẩn hiện tia sắc lạnh, vì diễn vở kịch này, vậy mà phế đi một cái chân của cháu trai của ba, thật không đáng, điều duy nhất khiến ba để tâm là người trẻ tuổi tên Vương Nhất kia. Lời này vừa dứt, Lý Mộng Đình không nhịn được mà lên tiếng, ông nội, ông để tâm tên phế vật đó làm cái gì, anh ta chỉ là kẻ ăn bám đợi chết, không cần để trong lòng. Hơn nữa, con người của ba cháu dễ mềm lòng, ông nội mọi người không trả một đồng, ba cháu cũng sẽ tha thứ cho mọi người, bên phía công ty, còn cả một đống chuyện rắc rối cần ba cháu xử lý. Lý Mộng Đình lại mỉm cười, nói, công ty đã bị đập, công nhân cũng chạy rồi, hơn nữa ngày giao hàng đã hẹn trước của tập đoàn Lệ Tinh cũng sắp tới, không có nhân lực và thiết bị, ba cháu làm sao giao hàng. Đến lúc đó, còn không phải sẽ hạ mình cầu xin nhà họ Châu chúng ta hay sao? Châu Chí Kiên nghe vậy cũng gật đầu, nói có lý, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào nhà họ Châu chúng ta, nhà họ Châu chúng ta sẽ thuận tay tiếp nhận hợp tác béo bở với tập đoàn Lệ Tinh, lợi nhuận kiếm được cũng không thiếu mấy đứa. Cảm ơn ba, cảm ơn ông nội, Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình mừng rỡ, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Trong mắt Châu Chí Kiên vụt qua tia sắc lạnh, Lý Thiên Dương, tôi muốn khiến cậu hiểu rằng, không có nhà họ Châu chúng tôi, cậu không làm được chuyện gì cả. Trong xe rất nhanh vang lên tiếng cười. Ở một bên khác, Vương Nhất và Lý Thiên Dương đi tới công ty Áo Tân, cả đoạn đường Lý Thiên Dương vẫn ủ rũ.
Vương Nhất biết Lý Thiên Dương đang phiền chuyện gì, lúc này thì mỉm cười nói, ba, đừng lo lắng, vấn đề công xưởng và công nhân đều sẽ được giải quyết thôi. Giải quyết thế nào? Lý Thiên Dương lại lắc đầu, đau đầu nói, ngày giao hàng đã bàn xong với tập đoàn Lệ Tinh chỉ còn nửa tháng, thời gian ngắn như vậy, làm sao mua được thiết bị, tuyển được công nhân? Cho dù tuyển được, hơn 10 ngày, cũng không hoàn thành được số lượng trên đơn hàng. Vương Nhất lại mỉm cười nói, thời gian nửa tháng, đủ. Lý Thiên Dương sững người, hỏi, Nhất, còn lại có cách gì rồi sao? Vương Nhất cười ha ha, nói, ba, mấy ngày tiếp theo, ba giao mọi chuyện cho con đi, trong nửa tháng, con giúp ba hoàn thành đơn đặt hàng của Lệ Tinh, kiếm một khoản lớn. Nói xong thì cười to rời đi. Anh lần lượt gọi điện cho Lãnh Nhan và La Chí Viễn, dặn dò hai chuyện, Lãnh Nhan và La Chí Viễn vui vẻ đồng ý. Khách sạn Châu Tế. Tất cả nhà cửa dưới tên của nhà họ Châu đều bị cầm đi thế chấp rồi, cho nên trước khi nhận được sự tha thứ của nhân vật lớn, bọn họ chỉ có thể sống ở đây. Trong phòng Tổng thống, tất cả người dòng chính của nhà họ Châu tập trung lại. Tất cả mọi người đều đang lo lắng chờ đợi, trên mặt là sự lo lắng. Sau khi trở về, Châu Chí Kiên lại gọi điện cho Lý Thiên Dương, nói bóng nói gió về động thái của nhân vật lớn kia, kết quả Lý Thiên Dương cũng mờ mịt. Nhưng điều có thể chắc chắn là vị nhân vật lớn kia đã tha thứ cho nhà họ Châu, bây giờ bọn họ đang đợi tin tức truyền tới. Reng reng reng. Vào lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Châu Chí Kiên vội vàng nghe máy. Chỉ nghe thấy một âm thanh kích động truyền tới, gia chủ, vừa rồi truyền tới tin, tất cả bất động sản bị niêm phong dưới tên nhà họ Châu đã được gỡ, bao gồm cả công ty cũng được gỡ niêm phong. Ngoài ra, tổng giám đốc của trụ sở ngân hàng cũng thu hồi thư mời luật sư, 15.000 tỷ này không cần trả nữa. Thật sao? Châu Chí Kiên nghe vậy, giọng nói cũng run rẩy hỏi. Chắc chắn. Ha ha ha. Châu Chí Kiên cười to ba tiếng, thoải mái nằm ở sofa. Ba, như thế nào, nguy cơ được giải trừ rồi sao? Đám người dòng chính của nhà họ Châu như Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa, Lý Mộng Đình. Cũng kích động hỏi. Đương nhiên giải quyết rồi. Tâm trạng của Châu Chí Kiên rất tốt, vẻ mặt rạng rỡ nói, xem ra nhà họ Châu chúng ta, ở Thiên An vẫn có chút sức ảnh hưởng, vị nhân vật lớn đó cũng vì vậy mà kiêng kỵ thu tay rồi. Nhà họ Châu được cứu rồi, đại nạn không chết ắt được phục. Vẫn là ông nội lợi hại, chỉ cần ông nội ra mặt thì không có chuyện gì không giải quyết được. Ông nội, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Những người dòng chính của nhà họ Châu cũng lũ lượt thở phào, sau đó nịnh nọt. Sống yên ổn nghĩ tới lúc nguy nan, không thể vui mừng quá sớm. Rất nhanh, biểu cảm của Châu Chí Kiên lại trở nên nghiêm túc, nhìn sang Châu Mỹ Ngọc, nói, Mỹ Ngọc, còn cả Mộng Đình, Mỹ Hòa, cho mấy đứa một cơ hội lấy công chuộc tội. Lúc này Lý Thiên Dương chắc đang lúc kẹt, thời gian ngắn căn bản không mua được thiết bị, không tuyển được công nhân, mà những điều kiện phần cứng này, nhà họ Châu chúng ta có đủ, mấy đứa ngày mai đến công ty Áo Tân một chuyến, xem thử Lý Thiên Dương có nguyện ý giao đơn hàng hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh cho nhà họ Châu chúng ta không, đương nhiên, sẽ không để cậu ta chịu thiệt, cho cậu ta 1,5 tỷ. Được. Đám người Châu Mỹ Ngọc nghe vậy thì cũng mừng, sau đó cười lạnh. Ba đây là muốn bỏ ra 1,5 tỷ cướp lấy đơn đặt hàng hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh. Tòa nhà quốc tế, tầng chóp. Vương Nhất đang thong thả uống cà phê, trước mặt anh là tài liệu về một người đàn ông. Người đó chính là Đồng Thiên Tường. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Tăng Quốc Vinh đẩy cửa bước vào. Ông ta cố tình bước rất nhẹ, sợ tiếng bước chân của mình phá vỡ sự im lặng trong phòng làm việc. Cậu Vương, tôi đã thông báo với Chu Tổng của công ty Ẩn Long rồi, trong vòng 5 phút nữa, người đó sẽ đến gặp cậu. Ông cung kính nói. Vất vả rồi. Vương Nhất gật đầu, sau đó lại nhìn lên đống tài liệu về Đồng Thiên Tường, hai mắt anh híp lại, tên Đồng Thiên Tường này là con nuôi của Đồng Kiệt à? Vâng. Tăng Quốc Vinh liếc nhìn tấm hình của Đồng Thiên Tường rồi nghiêm mặt nói, khi còn trẻ, Đồng Kiệt cực kỳ trăng hoa, nợ tình nhiều vô số kể, Đồng Thiên Tường chính là một trong số những đứa con rơi của ông ta. Một trong số. Vương Nhất nhạy bén nắm được điểm mấu chốt, anh hỏi, Đồng Kiệt có rất nhiều con riêng sao? Tăng Quốc Vinh gật đầu đáp, ông ta có rất nhiều con trai, tất cả đều là con riêng. Nghe thế, Vương Nhất liền đặt tách trà trên tay xuống rồi nheo mắt, thông tin có chính xác không?
Chính xác 100%. Tăng Quốc Vinh nghiêm túc đáp, vợ của Đồng Kiệt đã qua đời từ rất sớm, lúc đó ông ta đã có rất nhiều con rơi bên ngoài rồi. Nhưng trước khi chết, vợ đã sinh cho ông ta một đứa con gái. Con gái? Tăng Quốc Vinh trịnh trọng gật đầu, Đồng Kiệt có một người con gái nhưng quan hệ giữa hai ba con rất tệ, chính xác là người con gái rất hận Đồng Kiệt, thường xuyên không ở nhà họ Đồng nên có rất ít thông tin về cô ta. Điều duy nhất điều tra được về con gái của Đồng Kiệt chính là cô ta không mang họ Đồng mà đặt tên theo họ của mẹ. Thì ra là thế. Vẻ mặt Vương Nhất khá vi diệu, có lẽ vì anh là một người cha nên khi nghe con gái của Đồng Kiệt theo họ mẹ, trong lòng có chút kích động. Sau khi trưởng thành, tất cả những đứa con riêng của Đồng Kiệt đều trở thành người nhà họ Đồng và trở thành tay chân của ông ta. Đồng Thiên Tường cũng là một trong số đó. Tăng Quốc Vinh nói tiếp. Nhưng Đồng Kiệt không hề có chút tình cảm gì với đám con riêng kia, ông ta chỉ xem họ như con tốt để xông pha chiến trường. Trong lòng Đồng Kiệt chỉ thương người con gái đó, thậm chí còn định lúc về già, ông ta sẽ trao cho cô ấy vị trí gia chủ. Chuyện này khiến những người con riêng kia vô cùng bất mãn. Nghe tới đây, mắt Vương Nhất hơi lóe lên, có lẽ chính bản thân Đồng Kiệt còn không nhận ra mình đã tự tay gieo xuống mầm mống hủy hoại nhà họ Đồng. Tiếp tục điều tra, Vương Nhất căn dặn. Trực giác mách bảo anh rằng nhà họ Đồng là một nhân tố không ổn định. Tăng Quốc Vinh vừa đi khỏi thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này, người bước vào là một người đàn ông trung niên. Đỉnh đầu hơi hói, dáng người không cao lắm, chỉ khoảng 1m7 khiến bộ vest trên người ông ta trông hơi cồng kềnh. Vương Nhất quan sát ông ta, trên mặt lộ ra ý cười, anh nói, ông là Chu Bá sao? Cậu là, Chu Bá cảnh giác nhìn Vương Nhất. Ông ta chưa từng nghe tới tên của chủ tòa nhà quốc tế, càng chưa từng gặp Vương Nhất. Tôi là ai không quan trọng. Vương Nhất mỉm cười, anh nhìn Chu Bá rồi nói, quan trọng là tôi có thể gỡ nút thắt trong lòng ông, khiến cuộc sống của ông một bước lên mây. Nút thắt. Nghe thế, Chu Bá cười khinh, tôi là phó tổng giám đốc của công ty Ẩn Long, mỗi năm kiếm được mấy tỷ, trong lòng còn có nút thắt gì chứ? Vương Nhất không hề tức giận, anh chỉ cười nhạt nói một câu. Ông đã từng nghe qua, yếu đuối vốn là một tội lỗi chưa? Là sao? Hai mắt Chu Bá bỗng trở nên tối sầm, trong lòng có chút áp lực. Soạt. Vương Nhất vứt một tập tài liệu tới trước mặt Chu Bá rồi nhếch mép, sự kiện 316 vào 3 năm trước là kế hoạch của ông đúng không? Vương Nhất vừa nói xong, sắc mặt Chu Bá lập tức thay đổi, cậu rốt cuộc là ai? Cậu muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng ông. Vương Nhất lạnh nhạt nói, vốn dĩ ông chỉ muốn thay giám đốc vạch ra một kế hoạch để leo cao hơn. Không ngờ cuối cùng lại bị người khác hãm hại, không chỉ bị đá ra khỏi hội đồng quản trị mà còn thân bại danh liệt. Từ đó ông mất hết ý chí, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu. Ông ở lì trong nhà suốt một năm trời, sau đó mới gia nhập Ẩn Long, nhận một chức vụ phó tổng giám đốc hữu danh vô thực. Nếu là tôi thì tôi thà chọn cái chết còn hơn. Mặt Chu Bá tái nhợt, lúc này, ông ta như đang đối mặt với một kẻ địch khổng lồ. Chu Bá đứng bật dậy rồi chỉ vào Vương Nhất, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nếu mấy kẻ giàu có kia muốn bóp chết cậu thì dù cậu có dốc toàn lực thì cũng vô dụng thôi. Vương Nhất trầm mặc nhìn Chu Bá, sau đó anh lạnh nhạt đáp lời, trong mắt ông thì họ là kẻ địch không thể đánh thắng nổi. Nhưng với tôi thì chúng chỉ yếu như một con kiến. Sống cả đời vô danh hay lấy công chuộc tội, tùy ông chọn. Nói xong, Vương Nhất đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc kệ Chu Bá đang tức tới mức không thở nổi. Điện thoại trước ngực rung lên, là tin nhắn từ Lãnh Nhan. Tất cả mọi công ty và bất động sản dưới trướng nhà họ Châu đều đã được dỡ bỏ lệnh cấm. Bọn Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đã tới công ty Áo Tân. Nhìn thấy hai đoạn tin nhắn như thế, nụ cười khinh bỉ trên mặt Vương Nhất càng sâu hơn. Đúng là mới cho chút liền hớn hở. Nói xong, Vương Nhất liền đi thẳng tới công ty Áo Tân. Vừa bước vào phòng họp, anh liền nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Châu Mỹ Ngọc. Ông còn suy nghĩ gì nữa? Bây giờ, các công ty dưới trướng của nhà họ Châu đều không còn bị niêm phong nữa rồi, muốn tiền có tiền, muốn nhân lực có nhân lực. Quy mô và số lượng nhà máy cũng hơn cái nhà máy rách nát của ông gấp mấy lần. Nể tình ông là chồng tôi nên tôi mới tới tìm ông đó, đừng có không biết điều. Đúng vậy đó ba còn do dự gì nữa.
giọng của Lý Mộng Đình cũng vang lên, bây giờ nhà máy không còn, công nhân cũng chạy rồi, ba không thể tuyển được người trong một thời gian ngắn đâu. Sắp tới hạn giao hàng rồi, nếu ba không cung cấp được hàng thì sẽ không kiếm được đồng cắt nào đâu. Lý Thiên Dương đen mặt, ông tức run người, dù có thể thì mấy người cũng quá bắt nạt người khác rồi đó. Chỉ trả 1,5 tỷ mà muốn mua dự án này, mấy người muốn giúp đỡ, hay là muốn mượn gió bẻ măng vậy? Lý Thiên Dương. Châu Mỹ Ngọc nổi điên, bà ta nhìn Lý Thiên Dương bằng ánh mắt đầy oán hận rồi gầm lên, tôi có thể bỏ qua cho ông chuyện không bắt tôi dập đầu xin lỗi. Nhưng ông bắt buộc phải giao dự án này cho nhà họ Châu. Nếu không có chúng tôi thì ông nghĩ mình sẽ hoàn thành nổi sao? Sao lại không hoàn thành nổi? Châu Mỹ Ngọc vừa nói xong, một âm thanh truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Nhất đang sải bước vào phòng họp. Anh nhìn Châu Mỹ Ngọc rồi cười nhạt, dì Châu tưởng nhà mình giỏi lắm sao, bà quên rằng mới hôm qua, nhà họ Châu còn chịu cảnh gà chó không yên à. Vương Nhất, lại là mày. Thấy Vương Nhất đi tới, ánh mắt Châu Mỹ Ngọc liền chất chứa đầy oán hận. Không biết tại sao nhưng bà ta cảm thấy Vương Nhất còn khó ưa hơn Lý Thiên Dương. Mấy người về đi. Vương Nhất xua tay, dự án của nhà họ Lý và Lệ Tinh không thể giao cho nhà họ Châu đâu. Mà dù có giao cho mấy người thì mấy người làm nổi chắc. Mày dám nghi ngờ thực lực của nhà họ Châu bọn tao. Châu Mỹ Ngọc tức tới bật cười, bà ta khinh khỉnh nhìn Vương Nhất, nực cười, dù gì nhà họ Châu bọn tôi cũng là gia tộc hàng đầu ở Thiên An. Nếu xét về phương diện chế tạo thì bọn tôi mạnh hơn nhà họ Lý nhiều lắm. Tôi cũng vì muốn tốt cho cái nhà này thôi, nếu nhà họ Lý muốn đi lên thì phải dựa vào nhà họ Châu chứ không phải thằng đó. Sắc mặt Lý Thiên Dương rất tệ nhưng ông ta cũng chẳng nói lời nào. Vì những gì Châu Mỹ Ngọc nói đều đúng, nhà bố mẹ vợ ông thực sự mạnh hơn ông rất nhiều. Vậy tôi có thể thử. Vương Nhất vẫn bất động, anh lạnh nhạt nói, dự án này không thể giao cho mấy người được. Ngoài ra, ngày mai, dự án sẽ bắt đầu khởi công, đến lúc đó, cả nhà họ Châu mấy người có thể tới xem. Tiểu Nhất, con nói cái gì? Nghe tới đây. Lý Thiên Dương hơi biến sắc rồi đưa mắt ra hiệu Vương Nhất đừng nói nữa. Bọn Châu Mỹ Ngọc Lý Mộng Đình sững người một lúc, sau đó cười lớn. Tôi nghe nhầm sao, ngày mai bắt đầu khởi công. Mấy người không có nhà máy, không có công nhân, định khởi công bằng gì? Bằng cái miệng khoác lác đó à? Châu Mỹ Ngọc giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Bà ta nhìn Vương Nhất rồi chế giễu, được, vậy bọn tao sẽ tới xem thử ngày mai mấy người khởi công thế nào. Nhưng tao có một điều kiện. Châu Mỹ Ngọc đổi chủ đề, nếu ngày mai mấy người không thể khởi công thì chứng tỏ mấy người không đủ năng lực phụ trách dự án này nên phải giao dự án lại cho nhà họ Châu. Không thành vấn đề, Vương Nhất cười cười gật đầu. Thấy Vương Nhất đồng ý dứt khoát như vậy, Châu Mỹ Ngọc có chút sững sờ. Nhưng ngay sau đó, bà ta chỉ trừng mắt nhìn Vương Nhất rồi dẫn mọi người rời đi. Trước khi đi còn nhìn Vương Nhất và Lý Thiên Dương đầy khiêu khích. Ngày mai, mày đừng làm tao thất vọng đấy. Đến lúc đó, tao sẽ dẫn cả nhà họ Châu tới xem mày khởi công bằng cách nào. Thấy Châu Mỹ Ngọc rời đi, Lý Mộng Đình cùng bọn Châu Mỹ Hòa cũng ngạo nghễ theo đuôi, Lý Thiên Dương ngồi phịch xuống ghế, trông vô cùng bất lực. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Lý Thiên Dương lập tức quay sang nhìn Vương Nhất rồi hỏi, Tiểu Nhất, sao con có thể tùy tiện khoác lác như thế, con cố ý làm ba mất mặt sao? Vương Nhất nhấp một ngụm nước, ba. Con cũng nói rồi, thời gian khá eo hẹp nên chúng ta phải khởi công sớm thôi. Nhưng lấy đâu ra thiết bị và nhân công đây? Chuyện này ba đừng lo, con có cách giải quyết. Vương Nhất uống hết nước trong cốc, thấy Lý Thiên Dương vẫn lo lắng như thế, anh không khỏi an ủi thêm lần nữa. Ba, chẳng lẽ con sẽ hại ba sao? Nếu đã dám nói như thế thì chứng tỏ con có đủ tự tin. Người thông minh sẽ không tắm hai lần trên cùng một dòng sông đâu. Nghe thế. Lý Thiên Dương lập tức sững sờ. Lời này muốn chỉ bọn Châu Mỹ Ngọc sao? Vương Nhất đã từng hoàn thành mấy nhiệm vụ tưởng chừng không thể hoàn thành nổi rồi. Cả Lý Thiên Dương cũng cảm thấy thân phận của Vương Nhất không tầm thường. Thế mà bọn Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình vẫn cảm thấy Vương Nhất là phế vật. Quả đúng là, ai xem Vương Nhất là phế vậy thì người đó mới là phế vật thật sự. Ngày mai ba cứ chờ xem kịch hay đi. Nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt anh. Vương Nhất uống hết nước rồi xoay người rời đi. Trước cổng công ty Áo Tân, La Chí Viễn và Lãnh Nhan đã đứng chờ anh. Sắc mặt họ cực kỳ cung kính.
đều đã bố trí ổn thỏa chưa? Vương Nhất hỏi. Thiếu chủ, người đã vào vị trí. Ông chủ lớn và trực thăng đã vào vị trí. Tốt lắm. Vương Nhất mỉm cười, hai mắt hơi nheo lại, một tia lạnh lùng lóe lên. Nhà họ Châu, mấy người sẽ rất thích vở kịch này đó. Nhà họ Châu. Bọn Châu Mỹ Ngọc vừa về tới nhà thì Châu Chí Kiên đã vội vàng hỏi, thế nào rồi, Lý Thiên Dương có giao dự án ra không? Châu Mỹ Ngọc lắc đầu, không, chồng con rất cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu bán. Cái gì, không chịu bán, Châu Chí Kiên lập tức nổi giận. Nhưng Châu Mỹ Ngọc vẫn cười khúc khích, bà ta nói, ba đừng gấp, tuy ông ta không chịu bán nhưng ngày mai, chúng ta vẫn có thể lấy được dự án này mà không tốn đồng nào. Châu Chí Kiên vốn đang rất tức giận liền hết giận ngay, ông ta nhìn Châu Mỹ Ngọc đầy kinh ngạc, nghĩa là sao? Nụ cười trên mặt Châu Mỹ Ngọc càng thêm thần bí, Châu Chí Kiên không đợi nổi nữa, ông ta thúc giục, lúc nào rồi mà còn úp úp mở mở như thế, còn không nói nhanh đi. Châu Mỹ Ngọc cười ha ha, chẳng phải là nhờ thằng phế vật kia đẩy ba nó xuống hố sao? Vương Nhất, biểu cảm trên mặt Châu Chí Kiên hơi kỳ lạ. Ông ta bỗng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm kia rồi bất giác rùng mình. Ông ta không hiểu, tại sao một người trẻ tuổi đến ông ta còn không thể nhìn thấu, thế mà qua miệng Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình lại trở thành phế vật đồ sao chổi rồi. Đúng vậy. Lý Mộng Đình đứng bên cạnh cười ngọt, thằng phế vật đó đã giúp chúng ta một phe lớn rồi. Còn dám khoác lác rằng ngày mai nhà họ Lý sẽ bắt đầu khởi công, hoan nghênh cả nhà họ Châu chúng ta đến dự. Ngày mai khởi công. Sao có thể, rõ ràng tôi đã dặn người đập nát nhà máy của ông ta và đuổi hết công nhân đi rồi mà, ông ta khởi công bằng cái gì? Lúc này, Châu Quốc Hưng đang chống gậy đứng một bên tái mặt rồi hét lớn. Sau khi bị Châu Chí Kiên đánh gãy một chân, tính cách Châu Quốc Hưng liền trở nên cáu kỉnh và bạo lực. Chỉ cần hơi xáo động một chút thôi cũng khiến anh ta nổi điên. Châu Chí Kiên lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi quát, câm miệng, để Mộng Đình nói tiếp. Châu Chí Kiên lập tức im lặng nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hận ý. Lý Mộng Đình tiếp tục kể lại, sự thật đúng như anh Quốc Hưng nói đó ông. Nhà máy của ba con đã không còn, đừng nói là mai, dù cho ông ta một tháng cũng chưa chắc khởi công nổi. Mẹ và thằng phế vật kia đã bàn xong rồi. Ngày mai, cả nhà họ Châu chúng ta đến tham quan. Nếu ngày mai chúng không thể khởi công thì dự án với tập đoàn Lệ Tinh sẽ rơi vào tay chúng ta. Mọi người xem. Đây chẳng phải là không cần tốn sức cũng hái được quả ngọt sao? Ha ha, ai cho thằng phế vật đó dũng khí để nói thế? Vẫn là Mỹ Ngọc lợi hại, khiến thằng ở rể đó phải ngoan ngoãn khuất phục. Sau khi Lý Mộng Đình nói xong, những người trong nhà họ Châu đều lần lượt lên tiếng nịnh bợ Châu Mỹ Ngọc. Hai mắt Châu Chí Kiên cũng sáng lên, ông ta kích động nắm lấy tay Lý Mộng Đình, thằng đó nói thế thật sao? Còn có thể là giả sao? Lý Mộng Đình đắc ý. Cháu thấy hắn ta biết mình tiêu rồi nên muốn phá cho nát luôn. Châu Chí Kiên cau mày suy nghĩ, cậu ta tự tin như thế, chẳng lẽ có mánh khóe gì sao? Nó thì có gì chứ? Châu Mỹ Ngọc cười lạnh, nó chỉ quen vài người bạn lợi hại thôi, nhưng bạn bè cũng không thể mãi giúp nó được. Thế nên con dám cược, nhất định ngày mai thằng đó không thể khởi công đâu. Nghe thế, Châu Chí Kiên liền cảm thấy nhẹ nhõm, không còn nghĩ linh tinh nữa. Nhưng mà ba cần chú ý một chút. Châu Mỹ Ngọc nói tiếp, bây giờ trong tay hắn có 2.640 tỷ, còn có nhân viên tài vụ của tập đoàn Lệ Tinh quản tiền nữa. Đó là một số tiền không nhỏ, nếu Vương Nhất bảo Lý Thiên Dương dùng khoản tiền này. Châu Chí Kiên gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi công nhân của các ngành nghề đều không được tới công ty Áo Tân làm việc. Thế lực của nhà họ Châu ở cái đất Thiên An này vẫn còn đó. Châu Mỹ Ngọc liền vui mừng khôn xiết, thế này thì không thể nào thấy bại được rồi. Truyền lệnh xuống đi, 8 giờ sáng mai, toàn bộ người nhà họ Châu cùng đi tới công ty Áo Tân. Châu Chí Kiên vung tay, mặt mày đỏ gay mà ra lệnh. Vâng thưa gia chủ, tất cả con cháu trực hệ đều hưởng ứng. Nhà họ Châu tràn ngập tiếng cười, chỉ chờ ngày mai nhanh đến. Sáng hôm sau, tất cả người trong nhà họ Châu đều tập hợp rồi rồng rắn kéo nhau đến công ty Ẩn Long. Khi bọn họ đến nơi thì Vương Nhất và Lý Thiên Dương đều đã có mặt và đứng giữa khoảng đất trống rộng lớn. Vương Nhất, mày nói khởi công đâu? Vừa xuống xe, Châu Mỹ Ngọc liền hùng hổ bước tới rồi đưa mắt nhìn quanh. Một bóng người, một thiết bị đều không có, bà ta không nhịn được mà bật cười,
đây là khởi công mà mày nói sao? Tao có thể hiểu là hai người khởi công không? Ha ha ha! Vừa nói dứt câu, tất cả người nhà họ Châu đều không nhịn được mà bật cười. Vương Nhất, một mình mày mất mặt là đủ rồi, sao còn kéo ba tao theo? Lý Mộng Đình không thèm khách khí, mày có thấy cả nhà máy đều không có một bóng người không, mày khởi công thế nào? Tao thấy mày chỉ đang tự sỉ nhục bản thân thôi. Khục khục. Lúc này, Châu Chí Kiên cũng đi tới trước mặt Lý Thiên Dương rồi ho khan vài tiếng. Thiên Dương à, chúng ta đều là người một nhà mà, không cần phải làm loạn thế đâu, bọn ta cũng chỉ muốn giúp con thôi. Sau đó ông ta ngừng lại, rồi chỉ vào công ty áo tân đổ nát, con nhìn công ty của mình đi, một là không có người, hai là không có thiết bị, mà cả hai thứ này nhà họ Châu đều có. Nước sông không chảy ruộng ngoài, con giao dự án này cho bọn ta đi, bọn ta sẽ không bạc đãi con đâu, đúng chứ? Lý Thiên Dương trầm mặc nhìn về phía Vương Nhất. Sáng hôm nay, CMT đã bảo ông đứng đợi ở mảnh đất trống này, nói lát nữa sẽ có người tới. Nhưng ông đã đợi rất lâu mà chẳng thấy bóng người nào. Đến ông ta cũng không khỏi nảy sinh hoài nghi. Vương Nhất vẫn bình tĩnh như thế, anh lạnh nhạt trả lời, người sắp tới rồi, lát nữa mấy người sẽ thấy thôi. Lời nói dối sắp bị vạch trần rồi mà còn không chịu thừa nhận. Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất đầy kinh bỉ, hôm nay chắc chắn mấy người không thể khởi công rồi. Ngoan ngoãn giao dự án cho nhà họ Châu đi, nể mặt quan hệ của chúng ta, bọn tôi sẽ chia cho mấy người vài trăm triệu. Lúc này, Châu Mỹ Ngọc liền cản Lý Mộng Đình lại, ra hiệu cô ta không cần ép người như thế. Sau đó, bà ta nhìn Vương Nhất rồi nói, bọn tao đã tới xem khởi công như đã hẹn rồi đấy. Nhưng khi nào thì người mới đến đây, chẳng lẽ họ cứ không tới thì bọn tao cứ phải đợi mãi ở đây với mày à? Bọn tao bận lắm, thời gian là vàng bạc đấy, không thể cứ ở đây với mày được. Những người khác cũng lên tiếng chỉ trích, thật ra bọn họ cố tình đó, chúng sớm biết Vương Nhất căn bản không tuyển được người, bây giờ đang bị vả mặt đó. Chúng muốn xem cảnh tượng Vương Nhất hoàn thành không nổi sẽ mất mặt đến nhường nào. Nhưng Vương Nhất không biết tự giác ngộ, anh liếc nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc nói, sắp tới rồi, 3 phút nữa. Châu Mỹ Ngọc càng cười lớn hơn, được, tao cho mày thêm 3 phút nữa. Nếu 3 phút sau mà mấy người vẫn chưa khởi công thì phải giao dự án này cho nhà họ Châu. Đương nhiên, Vương Nhất mỉm cười. Rất nhanh, 3 phút đã trôi qua nhưng vẫn không có một bóng người. Châu Mỹ Ngọc cười lạnh nhìn về phía Vương Nhất, 3 phút rồi đó, mấy người vẫn không thể khởi công, giao dự án cho nhà họ Châu đi. Ầm ầm ầm. Bà ta còn chưa nói xong thì một chuỗi âm thanh inh tai nhức óc từ trên trời truyền đến. Một cái bóng cực lớn lướt qua. Mọi người bất giác ngẩng đầu rồi lập tức sững sốt. Một chiếc máy bay đang dừng trên đầu họ. Chiếc máy bay lượn qua, che kín cả bầu trời. Ngay sau đó, bóng đen biến mấy, chiếc máy bay đã lao về hướng sân bay Thiên An. Tất cả bọn họ đều sững sờ, mỗi Vương Nhất vẫn bình tĩnh cười nhạt. Châu Chí Kiên kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại, ông ta bĩu môi phản bác, chỉ là một chiếc máy bay thôi mà, mấy người xem mình bị dọa thành cái gì rồi. Những người khác cũng dần hồi phục tinh thần. Tôi còn tưởng là gì, thì ra là một chiếc máy bay. Nó dám dùng máy bay lừa chúng ta. Lý Mộng Đình tức giận chỉ vào mặt Vương Nhất. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Nhất, biểu cảm có chút kỳ lạ. Nghĩ kỹ lại thì cũng quá trùng hợp rồi. Vương Nhất nói trong vòng 3 phút, nhất định sẽ có người tới. Kết quả, 3 phút sau, một chiếc máy bay dừng lại trên đầu bọn họ một lúc rồi mới bay về phía sân bay. Nghĩ tới đây, Châu Mỹ Ngọc bỗng tức giận, phô trương thanh thế, suýt chút nữa là bị mày lừa rồi. Khi chiếc máy bay kia dừng lại trên đầu bọn họ, cả người Châu Mỹ Ngọc đều toát mồ hôi lạnh. Vương Nhất cảm thấy rất buồn cười, hình như tôi có làm gì đâu, tự mấy người bị dọa sợ đấy chứ. Lời này như châm thuốc nổ, tất cả người nhà họ Châu đều phẫn nộ không thôi. Mày không biết xấu hổ à? Rõ ràng là máy bay dân dụng thôi, đừng có làm như là do mày gọi đến. Nó làm gì có khả năng gọi được máy bay? Mấy người có biết một lần bao máy bay tốn bao nhiêu tiền không hả? Lũ tiểu bối nhà họ Châu xôn xao hết cả lên. Không ai nhận ra, trên khoảng trời cao hơn lại xuất hiện thêm 7,8 chiếc máy bay dân dụng. Điểm đến của chúng đều là sân bay Thiên An. Châu Mỹ Ngọc lạnh lùng nhìn Vương Nhất và Lý Thiên Dương, đã tới giờ rồi nhưng mấy người vẫn chưa bắt đầu khởi công.
theo như ước định thì mấy người phải giao hạng mục này cho bọn tôi. Lý Thiên Dương nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt phức tạp, ông thầm thở dài. Lần này, Vương Nhất thất bại rồi. Đinh! Lúc này, điện thoại của tất cả mọi người đồng loạt được đề xuất một bản tin mới. Một tiểu bối nhà họ Châu lấy điện thoại ra lướt lướt đọc thử. Nhưng vừa mới nhìn qua thôi, cậu ta đã lập tức kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch như vừa thấy quỷ, giọng nói run run thốt lên. Mọi người chấm mau xem bản tin trên điện thoại đi. Hả? Những người khác hơi sửng sốt, họ lần lượt mở bản tin lên. Đọc xong, mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa còn trợn trừng mắt. Trên màn hình là một dòng chữ lớn. Bao máy bay dân dụng, 1.000 công nhân xuống máy bay. Bên dưới còn có video. Lý Mộng Đình ấn xem, video rất ngắn, chỉ có 30 mấy giây. Nhưng cảnh tượng trong đó lại khiến cô ta chấn động. Cả phi trường Thiên An rộng lớn bị một lượng lớn người phủ kín. Mỗi người đều mặc quần áo bảo hộ và đội mũ bảo hiểm. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt mấy đứa xấu thế? Châu Chí Kiên cảm thấy có gì không ổn, ông ta vội lên tiếng. Ông ơi! Lý Mộng Đình sửng sốt ngẩng đầu, giọng cô ta run run, chiếc máy bay vừa bay ngang qua đầu chúng ta ấy, trong không phải hành khách bình thường, mà là cả nghìn công nhân. Cái gì? Châu Chí Kiên trợn trừng mắt. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh của Vương Nhất. Là thằng phế vật này gọi tới sao? Câu hỏi này lập tức hiện lên trong đầu bọn Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa, tim họ bị đả kích nặng nề. Không thể nào, không thể nào. Trên trán Châu Mỹ Ngọc đều là mồ hôi lạnh, bà ta gượng cười, nhất định là do công trình lớn nào đó ở Thiên An bắt đầu xây dựng. Tôi nhớ ở cửa sông Thiên An có một khu vực cải tạo đúng không? Chắc mấy tên công nhân này đến đó thôi. Không thể. Vương Nhất thâm thúy liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của mọi người nhà họ Châu, anh lạnh lùng mỉm cười, tất cả những gì mấy người tưởng là không thể, chỉ là vì tầm hiểu biết của mấy người quá hạn hẹp nên chưa tới được đẳng cấp đó thôi. Thế giới này, không có gì là không thể cả. Lời vừa dứt, trên trời lại xuất hiện rất nhiều vệt trắng. Những bóng đèn ập đến, càng nhiều máy bay từ khắp nơi đổ về, xuyên qua làn mây tới với bầu trời Thiên An. Từng chiếc máy bay dân dụng cực lớn băng qua, mang theo tiếng động vang trời. Không khí lưu động thổi bay tóc của bọn Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, khiến lớp trang điểm của bọn họ nhòe đi. Nhưng bọn họ vẫn không có cảm giác gì cả, tất cả mọi người đều nhìn về phía trên với ánh mắt không dám tin. Một chiếc lại một chiếc máy bay kết thành đoàn lướt qua. Không ai biết sau tầng mây kia còn bao nhiêu chiếc máy bay nữa. Cảnh tượng hoành tráng như thế là khiến tất cả dân cư ở Thiên An sửng sốt. Mọi người trong thành phố đều kinh ngạc ngẩng đầu lên trời. Tôi bị hoa mắt rồi hả? Sao lại nhiều máy bay như thế? Có người đờ cả mắt, kinh ngạc không thôi. Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh này. Thậm chí, chuyện này còn kinh động tới các vị lãnh đạo cấp cao. Họ hốt hoảng cử người tới sân bay Thiên An để xem chuyện gì đã xảy ra. Ầm ầm ầm. Cùng lúc nào, cả sân bay Thiên An đều chìm trong tiếng máy bay tiếp đất. Tất cả máy bay dự kiến cất cánh vào thời điểm này đều bị delay vô thời gian để nhường chỗ cho những chiếc máy bay dân dụng này. Từng chiếc hạ cánh, nhiều máy bay vẫn còn bay lượn trên bầu trời. Tất cả xếp thành một hàng dài. Một sân bay rộng lớn liền bị vây kín trong phút chốc. Những hành khách bên ngoài đều rướn cổ nhìn xem rốt cuộc là ai tới. Cửa máy bay mở ra, một nhóm công nhân mặc đồng phục đội mũ bảo hiểm lần lượt bước xuống theo nhóm. Ngay lập tức, cả sân bay Thiên An chỉ toàn người là người. 100.000 công nhân từ khắp mọi miền đất nước đồng loạt hạ cánh xuống Thiên An. Bọn họ xếp thành hàng rồi lần lượt lên leo lên xe. Riêng quá trình lên xe đã tốn thời gian rồi. Cả Thiên An chấn động. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía sân bay Thiên An. Các tòa soạn báo, đài truyền hình, phương tiện truyền thông đều chạy về phía sân bay Thiên An để giành giật đưa tin. Xin chào, tôi là phóng viên của đài truyền hình Thiên An. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao nhiều người đáp xuống Thiên An như thế? Vị phóng viên này khó khăn lắm mới tóm được một người công nhân trong đám đông, cô ta lớn tiếng hỏi. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bên này có một công trình cần người gấp, hơn nữa ông chủ cũng trả rất nhiều tiền, một ngày 900.000 đó.
Cuộc phỏng vấn này khiến bản tin càng thêm chấn động. Một ngày trả lương 900.000, 100.000 người là 90 tỷ. Một ngày tiêu 90 tỷ, ông chủ nào ở Thiên An mà dám làm vậy? Ông chủ nào tiêu nhiều tiền như vậy để đưa công nhân khắp cả nước tới Thiên An chứ? Không ai phát hiện, những chiếc xe kia chỉ đi về một hướng. Công ty Áo Tân, các tòa soạn báo và đài truyền hình đều lần lượt đưa tin về sự kiện này. Tin tức liên tục truyền đến điện thoại của Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình. Bọn họ kinh ngạc đọc tin tức, họ cũng bị khoản tiền khổng lồ kia dọa sợ. Trời ạ, một người trả 900.000 một ngày, 100.000 người thì phải trả 90 tỷ đó, chuyện này do ai làm thế? Lý Mộng Đình sững sờ lẩm bẩm. Châu Mỹ Ngọc cũng nghĩ một lúc rồi tự cho mình là thông minh, còn nghĩ chuyện này nhất định là của mấy dự án lớn do bên trên phê duyệt, chính phủ đầu tư, thuộc dự án cấp quốc gia nên mới bỏ ra nhiều tiền như thế. Chẳng phải thành phố Thiên An chúng ta luôn có kế hoạch cải tạo khu cửa sông Thiên An sao? Không chừng là làm thật đấy. Nói rồi, bà ta quay đầu nhìn Châu Chí Kiên rồi kích động nói, ba, con nhớ nhà họ Châu chúng ta cũng tham gia vào dự án cải tạo này đúng không? Châu Chí Kiên cau mày nói, không, đó là dự án lớn. Chỉ có tứ đại hào môn mới có tư cách toàn quyền tham dự. Ba chỉ theo chân một vị công tử của nhà họ Lương húp chút canh cặn thôi. Nét mặt Vương Nhất vẫn như cũ, trong tứ đại hào môn Thiên An, Kim, Lương, Nhan, Thẩm, Vương Nhất chỉ mới tiếp xúc với nhà họ Kim thôi, ba nhà còn lại vẫn không lộ chút bóng dáng. Nhưng anh cũng chẳng hề bận tâm, dù gì thì trong mắt anh, bọn họ không là cái thá gì. Nghe Châu Chí Kiên nói thế, Châu Mỹ Ngọc bất chấp phấn khích, vậy cũng là chuyện tốt mà. Đó là dự án lớn đó, dù húp canh thì lợi ích mang lại cũng nhiều vô số kể. Nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này mà kết thân với tứ đại hào môn. Châu Chí Kiên cũng thấy có ký. Nếu ông ta có thể là một phần của dự án cải tạo cửa sống Thiên An thì lợi ích đem lại sẽ rất nhiều. Được, hôm sau đích thân ba sẽ đến thăm nhà họ Lương. Cả nhà họ Châu đầu chìm trong sự phấn khích. Bọn họ cho rằng lần điều động nhiều công nhân thế này chắc chắn là vì dự án cải tạo cửa sông Thiên An sắp khởi công. Trong đám đông, chỉ có Lý Thiên Dương vẫn trầm mặc nhìn Vương Nhất. Vương Nhất nhìn ông ra hiệu không cần phải lo lắng. Được rồi, kịch cũng xem xong rồi, chừng nào mấy người mới giao dự án ra đây. Dự án này mấy người làm không nổi đâu. Bỗng Châu Mỹ Ngọc đổi chủ đề. Bà ta quay đầu lại rồi cười lạnh nhìn Vương Nhất và Lý Thiên Dương. Khục khục, Châu Chí Kiên lại ho vài tiếng rồi nghiêm mặt nói, dự án này nhất định phải do nhà họ Châu phụ trách, Thiên Dương, nghiêm khắc mà nói thì con cũng là người của nhà họ Châu. Lúc đầu ba đồng ý cho con và Mỹ Ngọc dọn ra ngoài đã tính là nhân từ lắm rồi. Lý Thiên Dương vừa định lên tiếng thì Vương Nhất liền đưa tay ra hiệu ông đừng tham dự. Anh cười cười nhìn Châu Mỹ Ngọc và Châu Chí Kiên. Mấy người chắc chắn 100.000 công nhân kia tới vì dự án cải tạo cửa sông Thiên An à? Tại sao không phải là vì công ty Áo Tân? Nghe tới đây, Châu Mỹ Ngọc cười to như vừa mới nghe một chuyện vô cùng nực cười. Cười xong, bà ta lập tức nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt khinh thường, xem ra mày vẫn chưa tỉnh nhỉ. Nhiều tiền như thế, nhiều người như thế, sao có thể tới vì công ty Áo Tân chứ? Vương Nhất, mày đừng dẫy dụa nữa. Lý Mộng Đình tới trước mặt Vương Nhất rồi nghiêm túc nói, chuyện mày đã giúp bọn tao giành được hạng mục này, bọn tao nhất định sẽ nhớ. Sau khi hoàn thành xong, bọn tao sẽ chia cho mày một khoản. Thế này đã nhân từ lắm rồi, mày còn gì bất mãn? Vương Nhất cười cười không đáp. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe. Tất cả mọi người nhìn sang, từng chiếc xe lớn tiền vào công ty Áo Tân rồi dừng lại trong bãi đất trống. Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình đều sững người. Không biết mấy chiếc xe này tới đây làm gì. Này, mấy người tới nhầm chỗ rồi. Khi Châu Mỹ Ngọc còn định nói thêm gì đó thì cửa xe bỗng mở ra, một đám đàn ông bước xuống. Họ mặc đồng phục và đội mũ bảo hiểm, Châu Mỹ Ngọc khiếp sợ hô lên. À, mấy người là ai? Vương Nhất không khỏi bật cười, họ tới đây làm việc, bà còn hỏi họ là ai sao? Làm việc. Châu Mỹ Ngọc vẫn đang sửng sốt, đột nhiên. Bà ta bỗng hiểu ra gì đó, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, mấy người là. Bíp, bíp, bíp. Trong phút chốc, cửa xe lại mở ra, công nhân lần lượt bước xuống. Sau khi xuống xe, họ nhanh chóng đứng vào hàng ngay ngắn. Mỗi xe chở 80 người, mười mấy chiếc xe là tổng cộng hơn 1.000 người. Họ đứng giữa công ty Áo Tâm,
trong phút chốc, khoảng đất rộng bỗng chen kín người. Đây, là, trước cảnh tượng này, tất cả người nhà họ Châu liền tái mặt. Châu Mỹ Ngọc nghiến răng, mặt bà ta thoát đỏ thoát trắng. Nhiều công nhân như vậy, cứ tưởng họ đến để khởi công dự án cải tạo cửa sông, không ngờ lại đến vì áo tân. Lý Thiên Dương đã sớm kinh ngạc tới mức không thốt nên lời rồi, ông ta sững sờ nhìn Vương Nhất. Cứ nghĩ lần này sẽ không xuất hiện kỳ tích nữa, không ngờ người tới thật rồi. Ầm ầm ầm, trên đường lại truyền tới tiếng động cơ gầm rú. Họ chạy ra phía trước rồi bàng hoàng. Con đường rộng rãi ban đầu đã đầy kín xe, từng chiếc xe nối đuôi nhau, thậm chí còn gây tắc đường. Cửa xe mở ra, lại là từng người công nhân mặc đồng phục đội mũ bảo hiểm bước xuống. Số người đếm không hết. Còn nữa, đây là bao nhiêu người vậy chứ? Chứng kiến cảnh này, tất cả người nhà họ Châu đều bàng hoàng không thốt nên lời. Nhiều người như vậy là do thằng phế vật này gọi tới. Hai mắt Lý Mộng Đình co giật dữ dội, cô ta nhìn Vương Nhất với ánh mắt không dám tin. Mặt Châu Chí Kiên đã tái mét, ông ta thở hổn hển. Châu Vĩ Dạ vội vỗ lưng Châu Chí Kiên, ba chú ý sức khỏe. Cút ngay. Châu Chí Kiên đẩy Châu Vĩ Dạ ra rồi đến trước mặt Vương Nhất, ông ta nheo mắt nhìn anh, mấy người này là do cậu gọi tới sao? Sao, có vấn đề gì không? Vương Nhất mỉm cười hỏi ngược lại. Tốt, rất tốt, nhưng hình như cậu đã quên mất một vấn đề. Châu Chí Kiên tựa như nhớ ra chuyện gì đó, ông ta bật cười, người đủ rồi, nhưng máy móc thiết bị đâu? Nghe thế, bọn Châu Mỹ Ngọc cũng cười rộ lên. Ba nói đúng, người có đông đến đâu mà không có máy móc thì cũng không thể. Vù vù vù, bà ta còn chưa nói xong thì vài chiếc trực thăng bay tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, những chiếc trực thăng kia đã đậu cách đó không ra. Một vài người đàn ông mặc quần áo bảo vệ đặc biệt vác một chiếc máy khổng lồ xuống rồi đưa vào xưởng của công ty áo tâm. Vương Nhất nhếch môi chế giễu, chuyện mấy người nghĩ ra được mà tôi không nghĩ ra được sao? Đã biết câu trả lời mà còn hỏi. Từng chữ như khứa vào tim của bọn người nhà họ Châu, Châu Chí Kiên tức run người, mặt mày tái mét, hô hấp dồn dập. Ầm ầm ầm. Một chiếc trực thăng đậu cách đó không xa. Từng cỗ máy được đưa vào công ty áo tân khiến bọn nhà họ Châu ngẩn người. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc hết đỏ rồi lại trắng như vừa bị ai tát. Châu Chí Kiên cũng xanh mặt, thịt trên mặt ông ta giật giật không ngừng. Dùng trực thăng để vận chuyển thiết bị. Thế phải tốn biết bao nhiêu tiền chứ? Châu Chí Kiên không thể tưởng tượng nổi, ông ta dụi mắt quay đầu nhìn Vương Nhất. Vương Nhất đã đi tới hiện trường rồi vẫy tay, phiền mấy người tránh đường, nhiều người quá chiếm chỗ lắm. Hay mấy người ra ngoài đi. Nghe thế, huyết áp Châu Chí Kiên đột ngột tăng vọt, ông ta tức tới run bần bật. Người nhà họ Châu bị đuổi ra ngoài, trợn mắt nhìn về phía công ty áo tâm, muốn người có người, muốn thiết bị có thiết bị. Vương Nhất đã nói ngày mai có thể khởi công, kết quả là không ngờ nó lại mang người và thiết bị tới thật. Châu Chí Kiên không nhịn nổi mà tát thẳng vào mặt Châu Mỹ Ngọc, ông ta tức giận nói, ai có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao bỗng có nhiều người như thế hả? Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc cũng rất khó coi, bà ta không dám nói lời nào. Bản thân bà ta cũng thấy khó tin, sao Vương Nhất lại có thể gọi nhiều công nhân tới như thế? Lũ người nhà họ Châu như đồ ngốc, họ đứng sững trước cửa công ty áo tân, hứng nắng hứng gió như gác cửa. Bọn họ vốn tới đây để xem Vương Nhất mất mặt cơ mà, sao cuối cùng, người mất mặt lại thành bọn họ chứ? Hơn nữa, điều khiến bọn họ ngạc nhiên chỉ mới bắt đầu thôi. Sau khi xuống xe, tất cả công nhân đều không hề chạy loạn mà xếp hàng ngay ngắn như đang đợi ai đó. Lý Thiên Dương cũng hoàn hồn, ông ta nhìn CNT, khó tin hỏi, mấy người này là do con tuyển à? Vương Nhất không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn ông ta. Có vài chuyện không cần nói nhiều, ai hiểu sẽ tự hiểu. Ngay lúc này, một chiếc BMW thương vụ tiến vào công ty áo tân. Bọn người nhà họ Châu lần lượt quay đâu, lần này lại là gì đây? Cửa xe mở ra, hai người đàn ông bước xuống, thong dong tiến vào công ty áo tân. Sau khi nhìn rõ một người trong số đó, bọn Châu Mỹ Ngọc Lý Mộng Đình đều tái mặt. Không ngờ là ông chủ của tòa nhà quốc tế, Tăng Quốc Vinh. Khi bọn họ định quay đầu lại hỏi Châu Chí Kiên thì phát hiện ông ta đang nhìn chằm chằm người đàn ông còn lại. Ông ta sững người như hóa đá tại chỗ, lắp bắp nói. Người đó là,
Ba, người đàn ông còn lại là ai? Châu Mỹ Ngọc tò mò hỏi. Chát. Châu Chí Kiên cho Châu Mỹ Hòa một cái bạt tai, ông ta mắng to, im mồm, phải gọi là ông chủ Hồ. Ông chủ Hồ là ai? Tuy Châu Mỹ Hòa cảm thấy rất uất ức nhưng không dám kêu oan, hai mắt bà ta tràn đầy hoang mang. Châu Mỹ Ngọc nhớ ra gì đó, bà ta tái mặt, chẳng lẽ là tỷ phú Thiên An, Hồ Hoàng Việt? Đúng vậy. Châu Chí Kiên thở gấp, ông ta sắp nghẹt thở rồi, sao tỷ phú Thiên An và chủ nhân của tòa nhà quốc tế lại đến cái công ty nhỏ này? Tuy nhà họ Châu là gia tộc hàng đầu Thiên An nhưng còn chẳng lọt vào mắt Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt đâu. Con hiểu rồi. Lý Mộng Đình bỗng tự cho mình thông minh, nhất định là họ tới vì ông. Vì ông, tại sao? Châu Chí Kiên hơi mất tự nhiên. Ông nghĩ mà xem. Lý Mộng Đình phấn khích nói, trong tất cả những người ở đây, ai là người từng gặp tỷ phú Thiên An, còn từng nói chuyện với ông ta? Chẳng phải chỉ có một mình ông sao? Nghe thế, mặt mày Châu Chí Kiên bỗng tươi tỉnh hẳn lên, ông ta tự lẩm bẩm, lần trước ông từ gặp ông chủ Hồ từ xa. Chẳng lẽ lúc đó ngài ấy đã chú ý đến ông rồi? Đây đúng là chuyện vui của nhà họ Châu. Châu Mỹ Ngọc đứng cạnh nói tiếp, ba, con thấy ba nên tới chào hỏi đến khiến ông chủ Hồ có thêm ấn tượng về nhà họ Châu. Ừ, có lý. Châu Chí Kiên suy nghĩ một lúc rồi hít thở vài hơi điều chỉnh trạng thái thật tốt, sau đó đi về phía hai người Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt. Sau khi Tăng Quốc Vinh gia nhập Thương hội Hồng Ưng, địa vị của ông ta đã tăng cao không ít nên thường đi cùng với Hồ Hoàng Việt. Tăng Quốc Vinh muốn học hỏi từ Hồ Hoàng Việt, còn Hồ Hoàng Việt cũng biết Tăng Quốc Vinh vì cơ duyên của ông chủ mới gia nhập Thương hội Hồng Ưng nên muốn thông qua Tăng Quốc Vinh mà gặp ông chủ nhiều hơn. Thế nên hai người mới cùng tới. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một lão già bỗng xông ra trước mặt hai người rồi kích động hỏi, ngài là tỷ phú Thiên An, giám đốc Hồ đúng không? Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh nhìn nhau. Lão Tăng, người của ông à? Chưa từng gặp qua, Tăng Quốc Vinh lắc đầu. Châu Chí Kiên lập tức tự giới thiệu, tôi là người nhà họ Châu ở Thượng Thành, lúc trước tôi từng có cơ hội gặp ngài. Chưa nghe qua bao giờ. Hồ Hoàng Việt lạnh lùng liếc nhìn Châu Chí Kiên, sau đó hoàn toàn mất hứng. Ai thèm quan tâm ông là người nhà họ Châu hay nhà họ Dương, đừng có chắn đường. Tăng Quốc Vinh cũng quát lên rồi đẩy Châu Chí Kiên sang một bên. Hai người tiếp tục bước vào trong công ty Áo Tân. Ba, sao thế? Bọn Châu Mỹ Ngọc vội bước tới thì thấy hai mắt Châu Chí Kiên đờ ra như vừa mới bị đả kích nặng nề. Cậu Vương. Một bên khác, Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt vội đi tới trước mặt Vương Nhất rồi cung kính chào hỏi. Giọng nói rất lớn, truyền thẳng vào tai của bọn người nhà họ Châu. Bọn họ đến gần rồi trợn trừng mắt như gặp quỷ giữa ban ngày. Tỷ phú Thiên An Hồ Hoàng Việt. Chủ nhân tòa nhà quốc tế Tăng Quốc Vinh, hai người đứng đầu giới thương nghiệp Thiên An đang kính cẩn cúi người trước Vương Nhất. Lý Thiên Dương hoảng sợ, ông không ngờ tỷ phú Thiên An Hồ Hoàng Việt, chủ nhân tòa nhà quốc tế Tăng Quốc Vinh lại đến công ty của mình. Lý Thiên Dương thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, Tăng Tổng, Hồ Tổng. Còn Vương Nhất ngồi trên ghế chỉ bình tĩnh đáp, ừ. Trên mặt Hồ Hoàng Việt là nụ cười nịnh nọt, cậu Vương, tất cả công nhân đều đã đến các cứ điểm lớn. Rất nhiều công ty trong ngành chế tạo tự nguyện đóng góp nhà máy cho Áo Tân sử dụng, 100.000 công nhân đã khởi công cùng lúc. Đoàng! Nghe thế, cả bọn người nhà họ Châu như vừa bị sét đánh, toàn thân run bần bật. Tất cả cứ điểm lớn. 100.000 người khởi công cùng lúc. Lúc này, bọn họ mới biết tại sao 100.000 công nhân lại đáp xuống Thiên An, thì ra là do tỷ phú Thiên An Hồ Hoàng Việt cử đến. Đồng thời, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Nghĩ thế nào cũng không ra tại sao Vương Nhất có thể mời được Hồ Hoàng Việt. Con hiểu rồi, là do người phụ nữ bên cạnh Vương Nhất. Bỗng sắc mặt Lý Mộng Đình thay đổi, cô ta nói ra suy đoán của mình. Người phụ nữ nào, Châu Chí Kiên chưa từng gặp Lãnh Nhan, không hề biết tới sự tồn tại của người này. Nhớ tới người phụ nữ kia, Lý Mộng Đình hơi sợ hãi, cô ta như một hồn ma luôn theo sau thằng phế vật kia. Nếu cô ta không nói thì chắc chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của cô ta đâu. Thân phận của cô ta rất thần bí, sếp của quân khu Thiên An còn phải cung kính với cô ta. Cái gì? Nghe tới đây, Châu Chí Kiên cũng sợ rồi. Ánh mắt ông ta lại rơi lên người Vương Nhất. Một thằng phế vật lại có một người vừa thần bí vừa quyền lực đi theo. Người như thế còn có thể gọi là phế vật sao? Mỹ Ngọc, kể từ hôm nay,
còn phải tiếp tục ở lại nhà họ Lý, không được về nhà họ Châu nữa. Nghĩ tới đây, Châu Chí Kiên lập tức quay sang nói với Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc tái mặt, tại sao? Thằng Vương Nhất đó không đơn giản, hơn nữa, nhất định Lý Thiên Dương cũng là một nhân vật quan trọng nào đó. Châu Chí Kiên nghiêm mặt, nhiệm vụ của con là điều tra rõ chuyện này, xem thử có thể lợi dụng được gì không. Nghe thế, CMV liền sốt sắng, ba, chẳng lẽ chúng ta cứ cho qua như thế sao? Nếu ông ta hợp tác với Lệ Tinh thì sau này sẽ đẻ đầu cưới cổ chúng ta đó. Ba biết, chắc chắc ba sẽ không để chuyện này xảy ra. Châu Chí Kiên lạnh lùng nói, ở rể thì phải biết thân biết phận của một thằng ở rể. Ba nhớ hình như thằng Vương Nhất kia có thù với nhà họ Kim đúng không? Châu Mỹ Ngọc lập tức hiểu ý của ông, ba muốn nhà họ Kim đối phó với Vương Nhất sao? Châu Chí Kiên cười lạnh, thằng Vương Nhất đó là một biến số cần phải bị trừ khử. Chúng ta không xử lý nó được, chẳng lẽ nhà họ Kim còn không xử lý được sao? Có vẻ có lý. Nghe Châu Chí Kiên phân tích, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa đều ngơ ngác nhìn nhau. Trước đây bọn họ chỉ quan tâm đến việc đuổi Sao Tang Môn, Vương Nhất kia ra khỏi cửa, vì thế đã không để ý đến sự biến hóa, từ cái mục nát thành thần kỳ kia của Vương Nhất, hoặc nói cách khác là căn bản không nghĩ đến phương diện đó. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Châu Chí Kiên suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói ra bốn chữ, lấy lòng cậu ta. Cái gì? Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa lập tức thay đổi cực lớn. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, bọn họ bắt đầu nhao nhao phàn nàn với vẻ bất mãn. Ông đưa ra ý tưởng quái quỷ gì vậy, lại còn muốn cháu đi lấy lòng tên phế vật đó. Đúng vậy, cậu ta đã hại bọn con phải chịu nhiều đau khổ như vậy, con ghét cậu ta còn không kịp nữa là. Không được không được, đổi cách khác đi. Câm miệng hết cho ta. Châu Chí Kiên gào lên một tiếng, đám người Châu Mỹ Ngọc lập tức ngớ người ra. Dùng cái đầu heo của các người mà suy nghĩ cho kỹ. Châu Chí Kiên nói tiếp, tại sao các người lại bị tên Vương Nhất đó làm nhục hết lần này đến lần khác, chính là bởi vì các cô căn bản không hiểu gì về cậu ta, phải hiểu rõ nội tình bên trong cậu ta, chúng ta mới có thể tùy bệnh mà bốc thuốc. Phải nói rằng Châu Chí Kiên nói rất đúng, chỉ có hiểu rõ Vương Nhất mới có thể biết bệnh mà bốc thuốc. Thế nhưng, cháu vẫn không thể kéo mặt mũi xuống. Lý Mộng Đình nghiến răng, nói. Mộng Đình. Châu Chí Kiên nhìn Lý Mộng Đình với vẻ mặt hòa dịu, theo ông thấy cháu mới là người dễ thành công nhất. Cháu, tại sao? Lý Mộng Đình sững sờ trong giây lát. Không phải là tên Vương Nhất kia thích cháu sao? Châu Chí Kiên nói, trong lòng cậu ta, cháu nhất định là người đặc biệt, nếu cháu có thể kéo thể diện xuống, tu sửa mối quan hệ với cậu ta, trở lại như trước đây, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Châu Mỹ Ngọc cũng phụ họa theo, đúng đấy, trước kia không phải tên phế vật đó rất mê đắm con sao. Lý Mộng Đình không thể lay chuyển, chỉ đành bất chấp đồng ý, vậy được. Nếu cháu làm được việc này, ông sẽ thưởng cho cháu một căn biệt thự hướng sông. Thật sao? Nghe thấy biệt thự hướng sông, ánh mắt của Lý Mộng Đình lập tức trở nên nhiệt huyết. Còn có thể giả sao? Châu Chí Kiên đột nhiên nói, đúng rồi, cháu và cậu Trần Cảnh kia thế nào rồi? Soạt. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của tất cả các thành viên nhà họ Lý trở về nhà mẹ đẻ đều thay đổi rõ rệt. Chuyện này. Khi Lý Mộng Đình đang lưỡng lự không biết nói ra thông tin về cái chết của Trần Cảnh như thế nào cho khéo, Châu Chí Kiên bật cười ha ha, xua tay nói, được rồi, ông không hỏi nữa, chuyện của bọn trẻ các cháu, tự mình xem xét mà làm. Đợi cơ hội thích hợp thì theo ông đến nhà họ Trần một chuyến, xác định hôn sự. Được, được ạ. Khuôn mặt của Lý Mộng Đình đầy vẻ khó xử, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Châu Chí Kiên dẫn theo người của nhà họ Châu rời đi, Lý Mộng Đình liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc, mẹ, phía bên nhà họ Trần, phải giải thích thế nào? Có thể giấu bao lâu thì giấu, hơn nữa, người cũng không phải do chúng ta giết, chúng ta sợ cái gì? Châu Mỹ Ngọc nói với vẻ hung dữ, nhiệm vụ cấp thiết hiện tại chính là tìm hiểu rõ nội tình của tên phế vật kia. Công ty Áo Tân đã hoạt động trở lại, Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh cũng nhanh chóng rời đi rồi. Vương Nhất nhìn Lý Thiên Dương, ba, chúng ta cũng về nhà thôi. Lý Thiên Dương gật đầu, mặc dù trong lòng có hàng vạn câu hỏi nhưng ông ta cũng không hỏi ra. Này, đợi một chút. Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói của Châu Mỹ Ngọc.
Châu Mỹ Ngọc dẫn theo đám người Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa đuổi lên, theo sau Vương Nhất và Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương định hỏi, nhưng Vương Nhất đã đi trước một bước, híp mắt lại quan sát bọn họ. Các người không về nhà mẹ đẻ, theo qua đây làm gì? Cậu! Châu Mỹ Ngọc vừa muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới lời nói của Châu Chí Kiên, bà ta bèn nén lửa giận xuống, nặn ra một nụ cười, nói, đương nhiên là cùng nhau về nhà rồi. Châu Mỹ Ngọc lại nói với vẻ mặt chân thành, tiểu nhất, dì biết, trước đây dì có chút khắt khe với con, ở tại đây, dì xin lỗi con, mong con đừng tức giận. Lời này vừa được nói ra, Vương Nhất cũng có chút kinh ngạc, hôm nay mặt trời mọc đàng tây sao? Châu Mỹ Ngọc lại nói chuyện với anh như vậy. Lý Thiên Dương cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Châu Mỹ Ngọc, với tính khí của bà ta, không phải chỉ mong Vương Nhất rời đi sao? Chỉ thấy Châu Mỹ Ngọc nói tiếp. Dì nói với con một câu từ tận đáy lòng, trước đây dì sợ con rốt nát kém cỏi, là sâu mọt trong nhà nên mới muốn đuổi con đi, nhưng hiện tại phát hiện con không phải là người như vậy, dì hứa với con sau này sẽ không đuổi con đi nữa. Vương Nhất rời vào trầm tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng, dì, những lời dì vừa nói đều là thật sao? Từng câu từng chữ đều là lời từ tận đáy lòng. Không chỉ dì mà Mộng Đình, Mỹ Hòa cũng biết sai rồi. Vừa nói. Châu Mỹ Ngọc đẩy bọn họ một cái. Lý Mộng Đình bị đẩy ra, vẻ mặt đầy khó xử, tầm mắt trôi dạt đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất. Chuyện này, trước đây em có nói nhiều lời quá đáng với anh, xin lỗi. Mặc dù không biết tại sao Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng Vương Nhất vẫn xua tay, nói, không sao, tôi không để bụng. Lý Mộng Đình nghe thấy vậy cũng vui mừng, tiến một bước và nói. Vậy sau khi tan làm anh có rảnh không, em muốn mời anh ăn cơm. Cô ta nghĩ rằng Vương Nhất nhất định sẽ không do dự mà đồng ý với lời mời tử tế của mình. Thế nhưng, lời nói này lại gây sự chú ý với Vương Nhất, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi sang bình thản. Cô có thể nghĩ như vậy, tôi rất vui, thế nhưng, ăn cơm thì không cần. Nói xong, anh đi qua người Lý Mộng Đình. Hai mắt Lý Mộng Đình đờ đẫn, tiếp theo, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cô ta đã bị từ chối. Cô ta nghe ra được một cảm giác xa cách nồng đậm từ trong lời nói của Vương Nhất. Giống như câu nói mà trước kia Vương Nhất đã từng nói. Tất cả đều không thể quay lại nữa. Ánh mắt của Lý Mộng Đình dần trở nên tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Là một cô gái, còn là một cô gái xinh đẹp, cô ta không cho phép loại chuyện này xảy ra. Vương Nhất, tôi không tin anh chưa từng thích tôi. Lý Mộng Đình gần như nghiến chặt răng mà nói ra câu này. Một ngày trôi qua rất nhanh, ở trong tòa nhà quốc tế đến 5 giờ, Vương Nhất mới đi thang máy xuống. Đã đến giờ tan làm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân viên của các công ty tan sở. Lúc này, nghe thấy có ai đó gọi tên mình ở phía sau. Vương Nhất! Vương Nhất quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đã thấy Lý Mộng Đình đang đứng ở cửa tòa nhà quốc tế. Anh nhíu mày! Lúc Vương Nhất vốn định coi như không nhìn thấy mà đi qua, Lý Mộng Đình đã bước lên trước. Cuối cùng anh cũng tan làm rồi. Lời nói của cô ta rất dịu dàng, khác hoàn toàn với dáng vẻ chua ngoa trước đây. Lông mày của Vương Nhất càng nhíu chặt hơn, cô tìm tôi có chuyện gì không? Nhất định phải có chuyện gì em mới có thể tìm anh sao? Lúc không có chuyện gì thì không được tìm anh. Lý Mộng Đình bĩu môi bất mãn, trước đây ngày nào anh cũng đến tìm em. Tôi cũng nói rồi, đó là trước đây, không phải bây giờ. Vương Nhất lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Nói xong, anh đi ngang qua người Lý Mộng Đình. Anh, đứng lại cho tôi. Lý Mộng Đình thở gấp, sự phát triển của sự việc dường như không giống như cô ta nghĩ. Vốn dĩ trong lòng cô ta nghĩ rằng, nói thế nào mình cũng là thanh mai trúc mã với anh, trước đây hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau, cho dù lớn rồi. Tình cảm có chút phai nhạt nhưng dù sao cũng có một vị trí riêng cho mình, không ngờ rằng Vương Nhất lại lạnh lùng bước đi như vậy. Lý Mộng Đình giẫm đôi giày cao gót, nổi giận đùng đùng đuổi theo Vương Nhất. Ông nội bảo cô ta lấy lòng Vương Nhất, Lý Mộng Đình cũng muốn xem sức hấp dẫn của cô ta như thế nào. Vương Nhất càng không quan tâm đến cô ta càng muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vương Nhất. Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất, đột nhiên kiễng chân lên, nhắm mắt lại. Áp đôi môi đỏ mọng lên khuôn mặt Vương Nhất. Trong lúc nhắm mắt, cô ta có chút đắc ý mà nở nụ cười, không có người đàn ông nào có thể từ chối nụ hôn nồng cháy của một đại mỹ nhân.
anh thích mình, từ nhỏ đã như vậy, lớn lên cũng như vậy, giống như thích nữ thần trong mộng. Bốp! Lúc trong lòng Lý Mộng Đình đang nghĩ như vậy, đột nhiên vang lên một âm thanh giòn tan. Sau đó, Lý Mộng Đình liền cảm thấy đau rát ở má. Cô ta mở mắt ra, thứ nhìn thấy chính là đôi mắt lạnh lùng đến tận xương tủy của Vương Nhất. Giọng điệu của anh mang đầy sự chán ghét. Cô muốn chết. Lý Mộng Đình ôm lấy mặt, ngơ ngác nhìn Vương Nhất đang đầy vẻ lạnh nhạt, không nói nổi một câu. Tình hình lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Ông nội bảo cô ta lấy lòng Vương Nhất, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là lợi dụng ưu thế vốn có của mình, sắc đẹp. Cô ta là một mỹ nhân nổi tiếng khắp xa gần, cộng thêm việc cô ta cho rằng trước đây Vương Nhất thích mình, cô ta chỉ cần búng ngón tay một cái, làm nũng một chút, Vương Nhất sẽ cưng chiều mình. Sao, lại dám đánh mình? Lý Mộng Đình từ từ khôi phục tinh thần, ánh mắt căm hận nhìn về phía Vương Nhất, anh dám đánh tôi. Xin cô hãy tự trọng. Vương Nhất lạnh lùng nhìn cô ta một cái, xoay người rời đi. Chính ánh mắt đó khiến Lý Mộng Đình run rẩy toàn thân, mồ hôi nhễ nhại. Cô ta cảm thấy mình bị khóa chặt bởi luồng sát khí vô tận, bị ném vào một hố đen không chút âm thanh. Ai mà biết được, hành động này của Lý Mộng Đình đã chạm mạnh vào vảy ngược của Vương Nhất. Trong lòng anh chỉ có một mình Lý Khinh Hồng, cơ thể của anh, linh hồn của anh, thậm chí mọi thứ của anh đều thuộc về Lý Khinh Hồng. Cô ta, Lý Mộng Đình, có tư cách gì mà dám hôn mình? Đó chính là làm dơ bẩn mình, càng là sự phản bội đối với Lý Khinh Hồng. Có lẽ ngay cả bản thân Lý Mộng Đình cũng không biết rằng hành động vừa rồi của cô ta đã khiến cô ta lướt ngang qua tử thần. Má vẫn còn đau âm ỉ, Lý Mộng Đình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Nhất với vẻ căm phẫn. Đột nhiên, cô ta hét lên. Vương Nhất, anh là kẻ phụ lòng, đứng lại cho tôi. Lúc này đang là giờ tan làm cao điểm, tiếng hét này lập tức khiến những người xung quanh giật mình, ai nấy đều kinh ngạc nhìn qua. Tôi không toan tính đến tiền của anh, cũng không toan tính đến nhà của anh, phá bỏ đứa bé vì anh lại muốn gạt tôi đi, không để anh đi thì anh lại đánh tôi, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Lý Mộng Đình tức giận chất vấn, viền mắt đỏ hoe, hệt như hình tượng của một nạn nhân. Những lời này vừa được nói ra, hiện trường bùng nổ phản ứng. Loại người này sao xứng có bạn gái chứ? Quá cặn bã rồi mà. Người đàn ông này đối xử với cô như thế, cô còn theo anh ta làm gì? Một tia sát ý lóe lên trong mắt Vương Nhất, bản thân đã bỏ qua cho cô ta rồi, cô ta lại còn cố tình làm bại hoại thanh danh của mình. Thấy vậy, Lý Mộng Đình cũng báo thù thành công một nửa, cười khẩy, dám đánh tôi, đây chính là kết cục khi đắc tội với tôi. Sắc mặt Vương Nhất lạnh lùng, anh chậm rãi quay người lại. Từng bước tiến về phía Lý Mộng Đình. Cảm nhận được khí thế trên người Vương Nhất, Lý Mộng Đình cũng giật mình, sắc mặt hơi thay đổi, vừa định quát mắng. Lộc cộc, lộc cộc. Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng, biến thành chạy như bay. Một bóng người cao gầy, đi trước Vương Nhất một bước, xông tới trước mặt Lý Mộng Đình, tát mạnh vào mặt cô ta. Bốp! Cái tát giòn giã ngay lập tức che phủ sự ồn ào của hiện trường, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người phụ nữ lao tới trước mặt Lý Mộng Đình kia. Đã từng gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng cũng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám dụ dỗ người đàn ông đã có vợ trước công chúng, đây là có dụng ý gì, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Lại còn phá bỏ đứa bé rồi, tôi nhổ vào, cô đúng là kẻ sống dưới đũng quần mà, có từng nghĩ đến đứa bé bị chết của cô không? Người phụ nữ cao gầy, tóc dài, khắp người tràn ngập khí chất thanh xuân chỉ có ở những thiếu nữ 28, lúc này cô ta đang nhìn Lý Mộng Đình đầy tức giận, miệng lưỡi nở hoa, mắng chửi Lý Mộng Đình. Tuyết Nhi, sao em lại ở đây? Vương Nhất cũng sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía cô gái cao gầy này. Đàn ông đã có vợ. Những người xung quanh cũng đầy vẻ kỳ quái, bắt lấy từ then chốt nhất. Lý Mộng Đình khôi phục lại tinh thần. Bị mắng đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Lý Tuyết Nhi, nói, cô là ai, dám mắng chửi tôi. Lý Tuyết Nhi cười nhạt, mắng cô tính là gì, tôi còn dám đánh cô nữa đấy. Nói xong, lại tát một cái vào mặt của Lý Mộng Đình, đồng thời tay còn lại dùng sức túm lấy tóc cô ta, lập tức giật ra kha khá sợi, Lý Mộng Đình đau đớn bật khóc. Tôi cho cô quấy rầy anh rể tôi này, tôi cho cô quấy rầy anh rể tôi. Xem tôi có đánh chết cô không.
con đàn bà đê tiện này. Phụ nữ đánh nhau cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, không phải là tát thì là giật tóc, nhưng muốn nắm vững lại rất khó. Mà Lý Tuyết Nhi lại là một chuyên gia trong lĩnh vực này, sau một hồi, Lý Mộng Đình đã hét lên đau đớn. Cô là ai? Cô bị thần kinh à? Tôi không quen biết cô. Tôi là ai? Lý Tuyết Nhi không đánh nữa, từ trên cao nhìn xuống Lý Mộng Đình, cười khẩy mà nói, tôi là em vợ của anh ấy, người mà vừa rồi cô quấy rầy là anh rể tôi. Ồ! Lời này vừa được nói ra, xung quanh liền ồ lên. Lý Mộng Đình cũng nhìn về phía Vương Nhất với vẻ không thể tin nổi, anh kết hôn rồi. Vương Nhất vô cảm gật đầu. Lập tức, sắc mặt của Lý Mộng Đình lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, nghĩ đến phản ứng trước đó của Vương Nhất cũng hợp tình hợp lý. Muốn cướp đàn ông với chị tôi, cô còn non lắm. Lý Tuyết Nhi cười chế nhạo, miệng nói năng hùng hồn, sau này bất cứ chuyện gì phải nghĩ xem mình có xứng hay không, xấu không phải lỗi của cô nhưng ra ngoài phá hoại người khác, chính là lỗi của cô. Cô, Lý Mộng Đình bị câu nói này chẹn họng, vốn muốn tự tin phản bác lại vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Tuyết Nhi, cô ta đã hoàn toàn mất đi tự tin. Mặc dù Lý Mộng Đình cũng được coi là một mỹ nhân nhưng so với chị em Lý Khinh Hồng, cô ta thua kém không chỉ một chút, đừng nói đến Lý Khinh Hồng, ngay cả Lý Tuyết Nhi, cô ta cũng không thể so sánh được. Đột nhiên, sắc mặt cô ta biến đổi nhìn về phía Vương Nhất, không ngờ rằng Vương Nhất lại kết hôn rồi. Em vợ lại xinh đẹp như vậy, vậy vợ của anh ta phải xinh đẹp như thế nào chứ? Thật nực cười, bản thân lại còn muốn khiến Vương Nhất thần phục mình. Cho cô 3 giây, biến khỏi tầm mắt tôi. Lý Tuyết Nhi nhìn Lý Mộng Đình, nói, sau này đừng có mà quấy rầy anh rể tôi, nếu không, tôi gặp lần nào đánh lần đó. Những lời này vô cùng ngang ngược, ngay cả Vương Nhất cũng nhìn cô ta thêm mấy lần, trong lòng bất lực. Tại sao chị gái thì lạnh lùng tao nhã? Giống như nữ hoàng băng giá cao cao tại thượng mà em gái lại có khí chất phàm tục như vậy. Lý Mộng Đình che lấy mặt, nghiến răng, bò dậy khỏi mặt đất rồi rời đi với dáng vẻ vô cùng thảm hại. Nhìn bóng lưng của cô ta, Lý Tuyết Nhi không khỏi tức giận, trong miệng lẩm bẩm, loại đàn bà này, chính là thứ rẻ tiền. Được rồi, không phải là anh không đi với cô ta sao? Vương Nhất tiến lên khuyên giải. Anh sẽ đi với cô ta sao? Lý Tuyết Nhi nhìn Vương Nhất một cái, nói, nếu anh làm như vậy thật thì em thật lòng nghi ngờ rằng mắt của anh rể có vấn đề. Vương Nhất nhìn Lý Tuyết Nhi với vẻ nghiêm túc, Tuyết Nhi, anh sẽ không bao giờ phụ lòng chị em, anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Được rồi, em chỉ thuận miệng nói thôi, sao anh lại nghiêm túc như vậy? Lý Tuyết Nhi nhìn Vương Nhất với vẻ kinh ngạc. Đúng rồi, sao em lại đến tòa nhà quốc tế? Lúc này Vương Nhất mới hỏi lý do tại sao Lý Tuyết Nhi lại ở đây, đến tìm chị em. Lý Tuyết Nhi cười nói, cũng tính là như vậy, nhưng chủ yếu là đến đây tìm anh. Tìm anh có chuyện gì? Lý Tuyết Nhi không nói mà quay người lại rồi vẫy vẫy tay. Sau đó, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương có chút ngại ngùng đến bên cạnh Lý Tuyết Nhi. Xem ai tới đây? Tiểu thám, Vương Nhất kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh Lý Tuyết Nhi. Đó không ai khác chính là Tô Thắm, con gái nuôi của bác Trương. Anh Vương Nhất, Tô Thắm rụt rè gọi một tiếng, không dám đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất. Tiểu Thắm hiện tại đã đi học lại rồi, Tuyết Nhi đứng bên cạnh cười nói. Có thật không? Vẻ vui mừng hiếm có hiện lên trên gương mặt Vương Nhất, đó thực sự là điều đáng mừng. Vì vậy, bọn em đến đây tìm anh đó. Lý Tuyết Nhi cười khanh khách. Nhân tiện xin ý kiến chỉ thị của chị em cho chúng em mượn anh một buổi tối. Tô Thắm đợi ở dưới lầu tòa nhà quốc tế, Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi đi lên văn phòng của Lý Khinh Hồng. Chị, tối nay cho em mượn anh rể một chút nhé. Vừa vào cửa, Lý Tuyết Nhi cười đùa cợt nhả, nói. Lý Khinh Hồng nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi với ánh mắt kỳ quái, hai người. Muốn làm gì? Vương Nhất lập tức xấu hổ ho khan một tiếng. Tuyết Nhi, nói cho ra trò. Lý Tuyết Nhi lè lưỡi, cười hì hì nói, chỉ là ăn một bữa thôi, sẽ không cướp chồng chị đâu. Lý Tuyết Nhi. Một tiếng, bốp, Lý Khinh Hồng đập mạnh xuống bàn, thẹn quá hóa giận, em còn ăn nói lung tung nữa, chị sẽ tống em về Yên Kinh. Lý Tuyết Nhi lập tức kéo lấy tay Vương Nhất chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc. Không phải, em nghe anh giải thích. Ra đầu Vương Nhất lập tức ngứa ran. Cô em vợ này đúng là không dễ ứng phó. Anh rể,
Lý Tuyết Nhi đỏ bừng mặt kéo Vương Nhất vào thang máy, có thể nhìn ra được, chị em vẫn còn quan tâm anh đấy, chỉ là không bỏ được thói công chúa nhiều năm như vậy mà thôi, nói cách khác, chính là bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp điển hình. Khóe mắt Vương Nhất giật mạnh một cái, em lại cố ý chọc giận chị em sao? Tất nhiên rồi. Lý Tuyết Nhi nói với vẻ tự hào, nếu không chọc giận chị ấy, làm sao có thể kiểm tra phản ứng của chị ấy với anh? Tuyết Nhi, em không thể. Dừng, dừng lại, anh rể, chị em thuyết giáo với em thì không nói làm gì, đến anh cũng muốn thuyết giáo với em sao? Lý Tuyết Nhi nói với vẻ bất mãn, đi chơi quan trọng nhất là phải vui vẻ, nếu chị em đã cho em mượn anh rồi, anh phải nghe lời em. Đang nói chuyện, hai người đã xuống dưới lầu, Tô Thắm đã đợi rất lâu rồi. Ba người lên một chiếc xe, sau đó đến khu thương mại có tên là Tân Giang Plaza, ở đây rất gần trường Đại học Thiên An, đâu đâu cũng có thể bắt gặp sinh viên của trường Đại học Thiên An. Trên đường đi, Vương Nhất cũng biết được tình hình của Tô Thắm. Hóa ra, sau khi biết Tô Thắm vì gia đình này mà nghỉ học, thế là Lý Tuyết Nhi đã chủ động lo tiền học phí cho Tô Thắm. Phía nhà trường cũng chào đón nồng nhiệt, bọn họ cũng đã nghe đến tên của Tô Thắm, thành tích thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ là vì lý do gia đình mà không tiếp tục học nữa mà thôi. Sự việc này còn trở thành sự tiếc nuối lớn của giới giáo dục Thiên An. Em không biết nên báo đáp Tuyết Nhi như thế nào, thế nhưng, số tiền mà Tuyết Nhi bỏ ra thay em đều nhớ, sau này đi làm rồi, em sẽ trả lại cho chị ấy. Tô Thắm nói một cách nghiêm túc. Không cần. Lý Tuyết Nhi hào phóng xua tay, nói với vẻ không có gì đáng kể, học phí có bao nhiêu đâu, bằng tiền chị bớt mua một cái túi thôi mà. Nhưng theo như anh biết, tiền của em cũng đã bị em tiêu không còn được bao nhiêu đúng không? Vương Nhất nhìn thấu sự quật cường của Lý Tuyết Nhi. Không sao, chút tiền lẻ. Lý Tuyết Nhi ngượng ngùng lè lưỡi. Vương Nhất không nói gì, trực tiếp lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ, trong này có 600 triệu, sau này tiền học phí của Tiểu Thắm cứ trừ vào đây. Còn có, thói tiêu xài phung phí của em cũng nên thay đổi đi. Lời này vừa được nói ra, Lý Tuyết Nhi liền sững sờ, Tô Thắm cũng nhìn Vương Nhất với vẻ không thể tin được. Anh rể, anh nghiêm túc sao? Lý Tuyết Nhi liên tục nhấn mạnh, đây là 600 triệu không phải 600 nghìn. Vương Nhất đưa thẻ qua, cầm lấy đi. Nhìn thấy giọng điệu của Vương Nhất kiên định như vậy, Lý Tuyết Nhi lập tức rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, cô ta lắc lắc đầu, nói. Không được, tiền này em không thể lấy. Mặc dù Lý Tuyết Nhi biết anh rể có một chiếc Rolls-Royce bán chạy trên thế giới, nhưng đó là của người phụ nữ lợi hại kia, anh rể không có việc làm, cô ta làm sao có thể lấy tiền của anh rể. Cầm lấy, Vương Nhất nói. Em không cần. Lý Tuyết Nhi cố chấp nói, để chị em biết được em lấy tiền của anh, chị ấy sẽ mắng em chết. Tuyết Nhi, anh biết em là người có lòng tốt. Ánh mắt của Vương Nhất sâu lắng. Thế nhưng, tiền này không đến lượt em bỏ ra. Lời này vừa được nói ra, Lý Tuyết Nhi lập tức sững sờ, Tô Thắm cũng ngẩn người nhìn Vương Nhất. Cầm lấy đi, giọng điệu của Vương Nhất bình thản. Như có một loại ma lực đặc biệt, Lý Tuyết Nhi từ từ nhận lấy tấm thẻ kia, cúi đầu, cắn nhẹ môi nói, cảm ơn anh rể. Cảm ơn anh Vương Nhất, Tô Thắm cũng nghẹn ngào nói. Sau khi xuống xe, ba người đến một quán lẩu khá nổi tiếng, Tô Thắm gọi vài món. Sau đó đưa menu cho Vương Nhất, anh Vương Nhất, anh xem những món em gọi có hợp khẩu vị của anh không? Vương Nhất cầm lấy xem qua, phát hiện Tô Thắm gọi toàn là thịt, giá tương đối đắt, liền nói, anh không kén ăn, gọi nhiều quá rồi. Không sao, cứ gọi những thứ này. Tô Thắm đi gọi nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên. Hiện tại là thời gian ăn tối, trong quán lẩu lập tức đầy ắp người, cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Lúc này... Điện thoại di động của Vương Nhất vang lên, nhìn qua là một dãy số lạ. Anh đi nghe điện thoại. Ra đến bên ngoài quán lẩu, vẻ mặt của Vương Nhất trở nên nghiêm nghị, ấn nút bắt máy. Đột nhiên, đầu dây phía bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, xin hỏi, có phải là anh Vương không? Ông là, Chu Bá. Ánh mắt của Vương Nhất rất ngạc nhiên. Là tôi. Chu Bá im lặng một hồi, sau đó mới trầm giọng nói, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Nhưng, anh thực sự có khả năng hạ gục dược phẩm thường kỳ sao? Vương Nhất cười nhạt, tôi đã nói rồi, kẻ thù không đội trời chung kia mà ông thấy, trong mắt tôi không khác gì con sâu cái kiến, chỉ là có sự giúp đỡ của ông sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Tôi không thích rắc rối,
nhưng không có nghĩa là tôi sợ rắc rối. Được, anh muốn tôi làm gì? Trong điện thoại, giọng điệu của Chu Bá vô cùng kích động. Rất đơn giản, giúp tôi xác nhận sự kiện 316. Vương Nhất lãnh đạm nói. Lời này vừa được nói ra, Chu Bác rơi vào trầm mặc rất lâu, một lúc lâu sau, mới hít sâu một hơi, được, tôi sẽ công bố sự thật cho công chúng. Cúp điện thoại xong, Vương Nhất cười nhạt, dược phẩm thường kỳ, xong đời rồi. Anh quay lại quán lẩu chuẩn bị ăn, nhưng vừa bước vào đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng tức giận. Mấy người đàn ông lưu manh thô lỗ không biết từ đâu tới, đang vây quanh Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi. Đại ca, hai cô gái này khá xinh đẹp, nhìn tươi ngon mọng nước, cao cấp hơn nhiều so với mấy con mẹ già hai ngày trước. Người đẹp, buổi tối có hứng thú cùng bọn anh chơi đùa không? Giá cả đảm bảo khiến em hài lòng. Nhìn cái gì mà nhìn, ăn lẩu của ông đi. Bọn họ cười lớn một cách xuồng xã, những khách hàng khác và nhân viên trong quán cũng không dám lên tiếng. Vừa nhìn đã biết là nhân vật đàn anh đàn chị. Chơi cái con mẹ ông. Lý Tuyết Nhi tức giận mắng chửi, định đạp những người kia nhưng lại bị giữ lại. Thấy vậy, Tô Thắm lập tức lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Vương Nhất, vừa lấy ra liền bị một người đàn ông tóc vàng nhanh tay lẹ mắt cướp lấy, sau đó ném vào trong nồi lẩu đang sôi. Muốn gọi cảnh sát, đừng có mơ. Người đàn ông tóc vàng lạnh lùng nhìn Tô Thắm rồi vung một cái tát về phía má cô ta. Á! Tô Thắm sợ tới mức nhắm mắt lại, thế nhưng, một lúc lâu sau vẫn không thấy cái tát rơi xuống mặt mình. Thế là, cô ta thận trọng mở mắt ra, nhìn thấy có thêm một bóng người cao lớn trước mặt. Bộp! Vương Nhất nắm lấy tay người đàn ông tóc vàng, chỉ vào chiếc điện thoại di động trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Vớt lên! Tay Vương Nhất từng chút tăng thêm lực, biểu cảm của người đàn ông đầu vàng kia trở nên đau khổ, cả người run rẩy. Sắp đứt rồi, tay tôi sắp đứt rồi. Mau buông tay ra. Người đàn ông đầu vàng đau đớn hét lên liên tục, cố gắng giãy giụa. Mấy người đàn ông vênh váo, không đứng đắn ở bên cạnh, cũng bị sát khí trên người Vương Nhất dọa sợ, nhất thời, sững sờ ngay tại chỗ. Cảnh tượng này, khiến những khách hàng khác trong quán và nhân viên phục vụ khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Đây là một tên ác bá, người đàn ông này lại ra tay độc ác như vậy. Anh rể. Lý Tuyết Nhi nhìn hành động của Vương Nhất, lập tức kích động hét lên. Trái tim đang treo lơ lửng của Tô Thắm cuối cùng cũng vững vàng hạ xuống, cô ta cảm thấy trên người anh Vương Nhất có một loại ma lực thần kỳ, giống như chỉ cần anh đến, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tránh đi. Mấy tên ngu ngốc này, còn ngây người ra đấy làm gì, còn không mau cứu ông đây. Người đàn ông đầu vàng cảm thấy tay mình sắp đứt rồi, cắn răng chịu đựng đau đớn, quay đầu lại, đầu toàn là mồ hôi, mắng chửi. Những tên đi cùng khác lần lượt hoàn hồn lại. Người ở đâu, dám động vào anh cẩu, không biết mảnh đất này là do anh cẩu bảo kê sao? Đánh cho anh ta tàn phế đi. Mấy người đàn ông vẻ mặt không lương thiện nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, nói kháy muốn ra tay. Bịch! Vương Nhất đá mạnh vào bụng của một người đàn ông, lập tức đá bay anh ta ra mấy mét, bay thẳng ra khỏi quán lẩu. Đồng thời, một tay đập lên bàn. Lập tức một cái bát sắt chứa đầy nước canh bị phản lực làm dao động đến mức bay lên, dưới ánh mắt của rất nhiều khách hàng, hất thẳng về phía những người khác. Nước canh nóng, giống như nham thạch nóng chảy hất lên mặt bọn họ. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Mặt của tất cả những người kia đều bị nóng đỏ lên, trên mặt nóng đến mức xuất hiện một vết rộp máu, nằm trên đất đau khổ than khóc không ngừng. Bên trong quán lẩu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Nhất với ánh mắt không thể tin được. Một chiêu một cách thức đã giải quyết tất cả những người kia, cái này cũng quá mạnh rồi. Chuyện hay, tìm ngay trang chính TRUMTRUIEN, Việt Nam. Anh cẩu khuôn mặt cũng tràn đầy sự kinh ngạc, trợn tròn mắt, hơi thở đột nhiên mềm đi, hiểu nhầm, đây chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Vương Nhất cười khẩy một tiếng nói, tôi thấy không giống như hiểu nhầm. Vẻ mặt anh cậu có chút thay đổi, biết không có được một lời giải thích thỏa đáng sẽ không đi được, dứt khoát không giả vờ nữa, nhìn Vương Nhất hỏi, vậy anh muốn thế nào? Vương Nhất mặt không biểu cảm liếc nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, thờ ơ hỏi, không nghe thấy lời nói lúc nãy của tôi sao, mò lên. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía giữa nồi lẩu, ngoài nguyên liệu ở dưới đáy nồi lẩu đang sôi sùng sục, còn có chiếc điện thoại của Tô Thắm nổi lên, đã không còn dùng được nữa.
Mặt anh cậu lập tức thay đổi, đột nhiên nghiến răng, được. Nói xong, cầm đũa lên, chuẩn bị gắp điện thoại trong nồi lẩu lên. Tóm! Nhưng, vừa mới gắp lên, đã bị Vương Nhất làm rơi xuống. Tôi có nói để anh dùng đũa gắp sao? Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn anh cậu, giọng điệu lạnh lùng, ác liệt, dùng tay mò. SSSS! Câu này vừa được nói ra, cả quán lẩu yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng hít khí lạnh. Anh cậu liếc nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một tia tức giận, vừa phải thôi, đừng quá đáng. Lý Tuyết Nhi phía sau vừa nghe thấy, sắc mặt cũng hơi thay đổi, anh rể quá tàn nhẫn rồi. Lại bắt người ta dùng tay mò. Tay không mò vào nồi lẩu, ngoại trừ không muốn tay nữa. Những tên côn đồ bị ngã xuống đất kia cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt sợ hãi, giật mình run rẩy. Anh Vương Nhất, hay là bỏ đi? Sắc mặt Tô Thắm lo lắng nhìn Vương Nhất, khẽ nói, đừng vì những người này mà ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm. Tiểu Thắm, chuyện này em đừng quan tâm, để anh giải quyết. Trên mặt Vương Nhất mang theo nụ cười gần như lạnh lùng, hà khắc. Lý Tuyết Nhi ở phía sau chấn động tâm thần, giây phút này, ngay cả cô ta cũng không phát hiện ra, cô ta đang nhìn bóng lưng của Vương Nhất với ánh mắt si mê. Cô ta cũng đã nhìn thấy Vương Nhất lộ ta biểu cảm này. Lúc cô ta chìm sâu vào rắc rồi, là Vương Nhất, đã kéo cô ta lên bờ, cứu cô ta. Mò! Vương Nhất đột nhiên hét lên, lập tức giống như tiếng sấm nổ, anh cậu bị dọa sợ đến mức cả người chấn động, khuôn mặt tái nhợt. Anh ta thò một tay ra, giơ về phía nồi lẩu đang sôi sùng sục. Vừa chạm vào mép nồi lẩu, một luồng nhiệt lượng đủ để làm ra anh ta bị phỏng phả vào mặt, khiến cho anh ta rụt tay lại giống như chạm vào điện. Lúc nói chuyện, giọng nói đã mang theo sự nghẹn ngào, tôi không làm được. Không làm được, tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? Đôi mắt Vương Nhất tràn đầy sát khí, giọng nói vô cùng lạnh lùng, anh dùng tay không mò vào nồi lẩu, giống như thiếu tôi một tay, tôi chặt đứt một tay của anh, thả anh đi, chọn đi. Hơi nóng từ nồi lẩu vẫn không ngừng phả ra, nhưng những người ở đó không hiểu sao lại lạnh toát cả người, tóc vàng bị dọa sợ đến mức không dám thở mạnh. Tôi đếm đến ba. Nếu như anh không mò, tôi sẽ giúp anh mò. Giọng điệu của Vương Nhất rất bình thường, nói với anh cậu, giống như đang nói một chuyện nhỏ, không đáng để nói đến. 3. Trong quán lẩu yên tĩnh vang lên tiếng đếm số lạnh lùng. Anh cậu dường như đã sợ đến mức bị ngốc, không động đậy. 2. Anh cậu vẫn không động đậy. 1. Ánh mắt Vương Nhất lạnh đi, ra tay nhanh như chớp. Lúc nắm lấy tay anh cậu. Anh cậu giống như đang kề cận với sự sụp đổ, hét lên một tiếng. Tôi mò, tôi mò. Dứt lời, anh ta xắn tay áo lên, nghiến răng, dưới ánh mắt sợ hãi của rất nhiều người, đưa tay về phía trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Giây tiếp theo, ở đó vang lên tiếng kêu thảm thiết đến xé ruột xé gan. A, à, cả một cánh tay của anh cậu vẫn chưa cho vào trong nồi lẩu sôi sùng sục, lớp mô mềm trên bề mặt cổ tay đã bị bỏng rồi. Khuôn mặt kia, vô cùng vặn vẹo, anh ta cắn chặt răng, thậm chí răng rắc một tiếng, ngay cả răng cũng đã bị cắn vỡ, có thể thấy chịu đau đớn đến mức nào. Tô Thắm không dám nhìn cảnh tượng thê thảm này, đã quay người đi, Lý Tuyết Nhi vẫn dũng cảm nhìn, nhưng vẫn nhìn đến mức khuôn mặt tái nhợt. Khuôn mặt hung dữ của anh cậu, ngũ quan cả khuôn mặt kia đã giống như bánh quẩy, xoắn lại với nhau, anh ta mò được chiếc điện thoại trong nồi lẩu, sau đó nhanh chóng thu tay lại. Cạnh. Chiếc điện thoại toàn là dầu lẩu rơi xuống đất, vỡ nát. Nhưng, không có ai chú ý đến chiếc điện thoại kia, những ánh mắt sợ hãi hoặc chấn động đều tập trung lên bàn tay kia của anh cậu. Cánh tay kia đã bị phỏng đến mức không thành người, giống như thịt bị nấu chín, có màu trắng hồng. Anh cậu, anh sao rồi? Những người khác vẫn rất nghĩa khí, lập tức đỡ lấy anh ta đang lung lay sắp ngã, chậm rãi rời khỏi quán lẩu. Nhưng, vừa đi được một bước, giọng nói thờ ơ của Vương Nhất lại truyền đến. Tôi cho các người rời đi hả? Tất cả mọi người đều run rẩy lẩy bẩy quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi nhìn Vương Nhất, anh còn muốn thế nào nữa? Nói cho tôi biết ai phái các người đến. Vương Nhất nheo mắt lại nói, tôi biết người đó nhất định đang ở gần đây để xem. Vẻ mặt của đám người kia lập tức thay đổi, anh đang nói cái gì thế, chúng tôi không biết. Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi cũng sững sờ, lẽ nào đây không phải là những tên côn đồ bình thường đến gây chuyện sao? Không nói.
Vương Nhất nhướng mày, vậy các anh không được phép rời đi, đến tận khi người đó đến mới được. Đột nhiên, sắc mặt của tất cả tên côn đồ đều trở nên khó coi. Nhưng Vương Nhất lại không quan tâm, giống như người không có chuyện gì, tiếp tục ăn thịt nhúng lẩu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều khách hàng thanh toán rời đi, trong quán chỉ còn lại bàn của Vương Nhất đang ăn. Đám côn đồ kia vẫn không dám rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi đợi ở bên cạnh. Tôi khuyên các người nên gọi điện thoại cho người đó, anh cậu của các người, không chống đỡ được lâu như vậy đâu. Vương Nhất chỉ vào anh cậu, tùy ý nói, nếu như cứu chưa kịp thời, tay của anh ta còn có thể cứu lại được, nếu như chậm trễ, vậy chỉ có thể bị cắt đi. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên lo lắng, hơn nữa còn hiện lên sự dao động. Là tôi. Lúc này, một người đàn ông khuôn mặt u ám đi vào, liếc nhìn thảm cảnh của những tên côn đồ kia, nghiến răng nói, thả bọn họ đi. Thường Dĩnh. Nhìn thấy người đi vào, Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm đồng thời kinh ngạc hô lên. Người đi vào, vậy mà lại là Thường Dĩnh. Đây là điều mà Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm không ngờ đến, bọn họ cứ nghĩ, đây đơn thuần chỉ là mấy tên côn đồ đến gây chuyện, dù sao dựa vào nhan sắc của bọn họ, đi đến đâu cũng đều là tâm điểm trong đám người, gây ra một vài phiền phức không đáng có cũng là chuyện bình thường. Nhưng không thể ngờ, người đứng phía sau chỉ đạo lại là Thường Dĩnh. Cậu Thường. Anh cậu và nhóm của anh ta nhìn thấy Thường Dĩnh đi vào, cũng chột dạ cúi đầu xuống, xin lỗi, chúng tôi thất bại rồi. Một đám vô dụng, cút đi cho tôi. Vẻ mặt Thường Dĩnh u ám liếc nhìn bọn họ, lớn tiếng chửi mắng. Anh cậu và những người khác giống như được đại xá, tập tễnh rời khỏi quán lẩu. Thường Dĩnh cũng không hề sợ hãi, đi thẳng đến trước mặt Vương Nhất, vẻ mặt u ám nói, Vương Nhất, anh muốn thế nào? Nghe thấy vậy, Vương Nhất khẽ cười, câu này của anh nói ngược rồi đúng không? Không phải là tôi muốn thế nào, mà là anh muốn thế nào? Thường Dĩnh không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm u ám. Anh ta đứng trong đám người bên ngoài, tận mắt chứng kiến cả quá trình của sự việc, vốn dĩ muốn để đám anh cậu đưa Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm rời đi rồi mới xuất hiện, nhưng tình hình lúc này có chút khác biệt so với anh ta nghĩ. Vương Nhất, lại là Vương Nhất. Trong mắt Thường Dĩnh bùng lên ngọn lửa thù hận, hận không thể băm Vương Nhất thành nghìn mảnh. Vì muốn có được Lý Tuyết Nhi, anh ta trăm phương ngàn kế, suy nghĩ mọi cách vẫn bị Vương Nhất hóa giải. Như vậy thì thôi đi. Còn bị phế bỏ vận miệng, quay video, thân bại danh liệt, cuối cùng còn phải đến trước nhà Lý Tuyết Nhi quỳ một buổi chiều, có thể nói là mất hết mặt mũi. Thường Dĩnh anh ta, lúc nào anh ta đã từng chịu thiệt thòi như thế này? Nên anh ta trở lại, vẫn muốn ra tay với Lý Tuyết Nhi, không phải vì nhân đạo, mà đơn thuần là vì chấm tia A tấn. Kết quả, không chỉ không thành công, còn bị Vương Nhất hung hăng dạy dỗ một trận. Không sai. Thường Dĩnh hào phòng thừa nhận, nhưng khuôn mặt cũng trở nên hung dữ, Vương Nhất, anh hại tôi thành như thế này, tôi sẽ không bỏ qua. Còn có cô, Lý Tuyết Nhi. Anh ta lại chỉ vào Lý Tuyết Nhi, uy nghiêm một cách đáng sợ nói, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, mặc dù lần này thất bại, nhưng còn có lần sau nữa, lần sau nữa, đến khi nào các người rơi vào tay tôi mới thôi. Lý Tuyết Nhi trừng mắt nhìn Thường Dĩnh, khẽ kéo góc áo Vương Nhất, anh rể. Có phải anh ta bị điên rồi không? Vương Nhất khẽ thở dài, sau đó vẻ mặt mang theo sự chế giễu, anh cảm thấy, anh còn có lần sau sao? Câu nói này khiến Thường Dĩnh cảm nhận được nguy hiểm, anh ta cảnh giác nhìn Vương Nhất, câu nói này của anh có ý gì? Một tên rác rưởi nhỏ bé của nhà họ Lý như anh, còn dám ra tay với tôi sao? Chuyện lần trước vốn dĩ suýt nữa hại dược phẩm Thường Kỳ mất đi danh tiếng, nên Thường Dĩnh mới lựa chọn bấm bụng chịu đựng. Nhưng lần này anh ta không sợ Vương Nhất dám động vào mình. Còn cần tôi ra tay sao? Dược phẩm Thường Kỳ của các anh đã khó giữ được an toàn cho bản thân rồi. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh nói. Ha ha! Thường Dĩnh giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười gì đó, cười lớn, anh nói dược phẩm Thường Kỳ của tôi khó giữ được an toàn cho bản thân. Anh thử nói xem, khó giữ được an toàn cho bản thân là như thế nào? Đùa sao? Dược phẩm Thường Kỳ được xếp vào 50 doanh nghiệp lớn mạnh nhất của Thiên An, ba anh ta Thường Kỳ là thành viên của Thương hội Hồng Ưng, ai dám xuống tay với dược phẩm Thường Kỳ. Đúng vậy, bây giờ mặc dù anh tiếng của dược phẩm Thường Kỳ bị một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không đến mức phải phá sản. Lý Tuyết Nhi cũng cảm thấy kỳ lạ, hỏi.
mặc dù cô ta không phải là người bản địa ở Thiên An, nhưng cũng có nghe nói đến danh tiếng của dược phẩm Thường Kỳ, nghe nói công việc kinh doanh đã vượt ra ngoài Thiên An rồi. Một doanh nghiệp lớn như vậy, sao có thể nói ngã là ngã được? Vương Nhất cười, không phản bác, chỉ thản nhiên nói, nhiều nhất một tuần, dược phẩm Thường Kỳ nhất định sẽ bị diệt vong. Thường Dĩnh nhìn Vương Nhất giống như đang nhìn một thằng đần, tôi thấy anh ăn lẩu đến mức bị ngu rồi, công ty của ba tôi, sao có thể diệt vong? Ngược lại là nhà họ Lý mấy người, ba tôi đã ra tay đối phó với nhà họ Lý rồi, tự mình cầu phúc đi. Nói xong, cười lớn rời đi. Vương Nhất cũng không ngăn cản, để mặc anh ta rời đi. Lý Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi, anh rể, cứ để cho anh ta rời đi như vậy sao? Yên tâm, anh ta không chạy thoát được đâu. Trên khuôn mặt Vương Nhất còn mang theo nụ cười thờ ơ, nắm chắc cục diện, chuyện tối này, dù sao anh ta cũng là người sai khiến, mà không phải là người thực hiện, không có cách nào ra tay với anh ta, nhưng, nó không có nghĩa là anh ta có thể ở bên ngoài sự việc. Tôi nói dược phẩm Thường Kỳ nhất định sẽ bị diệt vong, nó nhất định sẽ bị diệt vong. Câu nói này nói một cách vừa kiêu ngạo, vừa bá đạo, nhất thời khiến Lý Tuyết Nhi sững sờ, ngơ ngác nhìn Vương Nhất. Nếu như người khác nói câu này, Lý Tuyết Nhi nhất định sẽ không tin, nhưng là anh rể mình nói câu này, cô ta lại có một ảo giác, dược phẩm Thường Kỳ nhất định phải diệt vong. Ăn tối xong, Vương Nhất đưa Tô Thắm về nhà bác Trương trước, sau đó đưa Lý Tuyết Nhi về Đại học Thiên An. Hai người cùng ngồi trên ghế sau của xe taxi, Vương Nhất nhìn phong cảnh hai bên lùi về sau, ánh mắt sâu. Lý Tuyết Nhi giả vờ chơi điện thoại, nhưng thực ra lại nhìn trộm góc nghiêng của Vương Nhất. Lúc đầu cô ta không cảm thấy Vương Nhất có gì xuất sắc, chỉ là một người bình thường, nhưng trong đoạn thời gian này, tiếp xúc với anh, tướng mạo của Vương Nhất đã in sâu vào trong đầu cô ta. Đường nét của anh rõ ràng như vậy, có đủ cảm giác an toàn. Ngoài ba ra, đây là người thứ hai khiến cho Lý Tuyết Nhi cảm nhận được cảm giác an toàn. Tách, ma xui quỷ khiến, cô ta lại ấn nút chụp với Vương Nhất. Vương Nhất hoàn hồn lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cô chụp trộm tôi. Không được sao? Lý Tuyết Nhi cười khanh khách, hất cằm, khiêu khích nói. Không phải không được, nếu như cô muốn chụp có thể nói với tôi, không cần phải chụp trộm. Lý Tuyết Nhi lập tức giống như phát hiện ra châu lục mới, lập tức ngồi sang, đôi mắt chớp chớp, thật sự có thể sao? Vương Nhất sững sờ, ngây người gật đầu. Vậy anh rể, chúng ta cùng chụp. Lý Tuyết Nhi vui vẻ nhảy nhót, hét lên. Sau đó mở điện thoại ra, nhắm thẳng vào mặt Vương Nhất. Đồng thời cũng dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình qua, cùng với Vương Nhất cùng nhìn vào ống kính, ấn nút chụp. Tách! Lý Tuyết Nhi chụp bức ảnh chụp chung đầu tiên với Vương Nhất. Trong bức ảnh, Lý Tuyết Nhi tinh nghịch, đáng yêu, giơ tay chữ V, mà vẻ mặt Vương Nhất không được tự nhiên, biểu cảm cứng đờ, hình thành sự tương phản tương đối rõ nét. Sau khi chụp xong, Lý Tuyết Nhi lại ngồi về vị trí lúc đầu. Cầm điện thoại, tim đập thình thịch. Đừng nhìn lúc nãy cô ta biểu hiện vô cùng tự nhiên, thực ra căng thẳng như thế nào, chỉ có một mình cô ta biết. Dù sao, đây cũng là chồng của chị gái. Nhân lúc Vương Nhất không chú ý, Lý Tuyết Nhi lén lút cài đặt bức ảnh chụp chung của hai người làm ảnh màn hình. Cùng lúc đó, đại viện nhà họ Lý. Lý Mộng Đình tóc tai bù xù, mặt mũi sưng vù trở về nhà, lập tức, tất cả người trong nhà đều vô cùng kinh ngạc. Mộng Đình, mặt con làm sao vậy, bị ai đánh? Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi, ba bước thành hai đi đến bên cạnh Lý Mộng Đình, vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi. Châu Mỹ Hòa, Lý Sung, Châu Mỹ Hoa và những người khác cũng vây quanh, không thể tin được nhìn Lý Mộng Đình. Cô ta lúc này, quả thật vô cùng nhếch nhác. Đầu tóc bù xù, giống như bị ai giật, hai bên má sưng vù, mắt vừa đỏ vừa sưng, vừa nhìn đã phải bật khóc. Gót giày bị gãy. Trên quần áo dính đầy dấu giày bẩn thỉu. Còn ai vào đây nữa, còn không phải là cái đồ bỏ đi kia sao? Những vết bầm trên người cô ta vẫn còn đang ê ẩm đau, càng đau, sự hận thù trong mắt Lý Mộng Đình càng nhiều. Cái gì? Lập tức, Châu Mỹ Ngọc giống như phải chịu đả kích gì đó, hét lên một tiếng, nổi giận ngay tại chỗ, cái thằng bỏ đi này ăn gan hùm mật gấu hả, lại dám đánh con. Không phải anh ta, là cô em vợ của anh ta. Người phụ nữ kia không chỉ mắng con là tiện nhân, còn tát con, giật tóc con, tay đánh chân đạp con. Lý Mộng Đình che mặt, oán giận nói. Vừa nghĩ đến người phụ nữ kia xinh đẹp hơn cô ta,
lại thẳng thắn, ngang ngược, cô ta lại vô cùng tức giận. Sự hận thù với người phụ nữ kia đã vượt qua Vương Nhất. Nhưng, nhà họ Lý lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngây người nhìn Lý Mộng Đình. Con vừa nói cái gì? Cái đồ bỏ đi kia, cậu ta đã kết hôn rồi. Đối diện với câu hỏi của tất cả mọi người, khuôn mặt Lý Mộng Đình u ám, gật đầu. Sau đó, Châu Mỹ Ngọc và những người khác đều rơi vào sự trầm mặc rất lâu, không ai nói gì. Tin tức Vương Nhất kết hôn, lúc trước bọn họ không nghe ngóng được gì, dẫn đến lúc nãy Lý Mộng Đình nói ra, tất cả mọi người đều có chút không tiếp nhận được. Cái đồ bỏ đi kia, sao lại đột nhiên kết hôn? Châu Mỹ Hòa nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được, bây giờ cậu ta kết hôn rồi, chúng ta phải làm sao? Vốn dĩ bọn họ còn muốn để Lý Mộng Đình đi lấy lòng Vương Nhất, tìm ra nội tình của Vương Nhất, bây giờ thì hay rồi, Vương Nhất đã kết hôn, là một người đàn ông đã có vợ, Lý Mộng Đình phải làm sao để tiếp cận anh? Cái đồ bỏ đi này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đang giấu chúng ta? Châu Mỹ Ngọc càng nghĩ càng tức giận, tức đến mức hất đổ cả cốc ở trên bàn. Còn dám đánh con gái tôi, đừng rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết. Châu Mỹ Hòa vội vàng đi đến an ủi, chị hai, đừng tức giận nữa, cũng là tình báo của chúng ta bị sai, hại Mộng Đình bị đánh vô ích. Lập tức, sắc mặt Lý Mộng Đình hơi thay đổi, cô út, câu này của cô có ý gì? Lẽ nào trận đánh này, còn bị đánh vô ích sao? Lẽ nào không phải? Châu Mỹ Hòa trợn mắt, chúng ta bảo cháu đi lấy lòng Vương Nhất. Xin lỗi cậu ta, nói lời hay ý đẹp, khôi phục lại mối quan hệ trước kia, không phải bảo cháu đi quyến rũ cậu ta. Nói như vậy, ánh mắt mọi người trong nhà nhìn Lý Mộng Đình đều có chút không đúng. Quả thật, đây là cách làm tồi tệ nhất, nhưng lại được Lý Mộng Đình nghĩ đến. Bây giờ, chỉ có thể gọi điện thoại cho ba, bảo ông ấy nghĩ cách. Mọi người cũng gật đầu, sau đó để Lý Mộng Đình gọi cuộc điện thoại này. Mộng Đình, chuyện làm thế nào rồi? Thái độ của Vương Nhất kia với con đã thay đổi chưa? Vừa được kết nối, đã truyền đến tiếng cười ha ha của Châu Chí Kiên. Vẻ mặt Lý Mộng Đình rất khó coi, ông nội, bị cháu làm hỏng rồi, thái độ của Vương Nhất với cháu không chỉ không có chuyển biến, còn đánh cháu một trận. Cái gì, làm hỏng rồi? Giọng nói của Châu Chí Kiên đột nhiên cao lên 8 độ, cháu có biết làm không vậy, chuyện đơn giản như vậy cũng có thể làm hỏng được. Lý Mộng Đình bị giáo huấn một trận. Vốn dĩ trong lòng đã ủy khuất, bị Châu Chí Kiên mắng như vậy, lập tức càng thêm ủy khuất, đột nhiên bật khóc. Khóc cái gì mà khóc, đúng là một lũ bỏ đi. Châu Chí Kiên vô cùng tức giận nói, rốt cuộc cháu đã làm gì, mà Vương Nhất lại đánh cháu. Châu Mỹ Ngọc không thể nhìn được nữa, giành lấy điện thoại, lên tiếng nói, ba đừng trách Mộng Đình nữa, đều là cái tên Vương Nhất kia, vậy mà đã kết hôn rồi, ba nói xem cách kia còn thực hiện được không. Kết hôn rồi. Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng một lúc, giọng nói của Châu Chí Kiên trở nên nghiêm túc, tin tức này có chính xác không? Vô cùng chính xác. Lý Mộng Đình ở bên cạnh vội vàng nói, người phụ nữ đánh con, tự xưng là em vợ của Vương Nhất, không thể sai được. Đã như vậy, có đi lấy lòng cậu ta, cũng không có ý nghĩa gì. Châu Chí Kiên nói, nhưng, theo như ba thấy, đây không phải là chuyện xấu. Châu Mỹ Ngọc nghe mà mơ hồ, ý ba là gì? Vương Nhất kia đã kết hôn rồi, nhất định đã có vợ con, lúc này là lúc người đàn ông vô cùng yếu đuối và mẫn cảm. Châu Chí Kiên nham hiểm nói, muốn hủy diệt cậu ta, chỉ cần một bước. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều không khỏi ớn lạnh. Ông nội, ông muốn ra tay với vợ con của Vương Nhất? Lý Mộng Đình kinh ngạc hỏi. Đây là cách cuối cùng. Châu Chí Kiên nói. Có nghe ngóng được vợ của Vương Nhất là ai không? Không. Lý Mộng Đình lắc đầu, cô ta chỉ gặp em vợ của Vương Nhất. Nhưng, cô em vợ xinh đẹp như vậy, thế thì cô chị chắc không hề kém cạnh cô ta. Điều tra cho ông. Giọng điệu của Châu Chí Kiên vô cùng uy nghiêm và đáng sợ, cho dù có phải đào ba tấc đất, cũng phải đào ra thông tin về thân phận của vợ Vương Nhất, đó là điểm yếu của cậu ta. Vâng. Châu Mỹ Ngọc. Lý Mộng Đình và những người khác cả người chấn động, lần lượt nhận mệnh lệnh. Đưa Lý Tuyết Nhi trở về trường học, Vương Nhất trở về Tử Viên. Vừa xuống xe, đã nhận được điện thoại của La Chí Viễn. Ông chủ, chỉ cần một câu nói của anh, tôi có thể đá Thường Kỳ ra khỏi Thương hội Hồng Ưng. Vương Nhất lại khẽ cười, không gấp, tôi có cách hay hơn.
Đúng vậy, nếu như đơn thuần muốn Thường Kỳ tan cửa nát nhà, anh hoàn toàn có thể để La Chí Viễn ra mặt, trực tiếp đá Thường Kỳ ra khỏi Thương hội Hồng Ưng, không có chức vụ thành viên của Thương hội Hồng Ưng, sự diệt vong của dược phẩm Thường Kỳ chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nhưng, đây không phải là kết quả mà Vương Nhất muốn. Điều mà anh muốn, là sự thật chuyện, 316, nổi lên mặt nước, Chu Bá đã đồng ý với Vương Nhất, ra mặt công bố sự thật với tất cả mọi người. Chuyện tiếp theo là dùng cách của người khác để trừng trị người khác. Ông chủ, theo ý của anh, tôi nên làm gì? Giọng nói của La Chí Viễn có sự tôn trọng khó nói ra được. Rất đơn giản. Vương Nhất thờ ơ nói, trọng dụng ông ta, giúp đỡ ông ra mở rộng thị trường y dược ở Giang Chiết. 3 năm trước, dược phẩm Thường Kỳ làm nhà họ Lý sập như thế nào, ông cũng phải làm sập dược phẩm Thường Kỳ như vậy. Nói đến đây, trong mắt Vương Nhất tràn đầy sát khí. Không vì điều gì khác, chỉ muốn chút giận cho ba. Nhà họ Lý là một tay ba gây dựng lên, khó khăn lắm mới phát triển, nhưng lại bị dược phẩm Thường Kỳ bôi nhọ, làm sập. Lý Thiên Dương với tư cách là gia chủ của nhà họ Lý, đã thân bại danh liệt, cõng bao nhiêu sự trách móc, và áp lực, ai có thể hiểu được. La Chí Viễn nghe thấy vậy, ánh mắt cũng nheo lại, tôi biết rồi, ông chủ, anh muốn để ông ta bỏ càng cao ngã càng đau. Chính xác, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm. Người đắc tội với ông chủ, đừng ai nghĩ đến chuyện sống tốt. La Chí Viễn nói xong, lập tức cúp điện thoại. Vương Nhất thu lại sát khí trên người, lúc này mới chậm rãi đi vào tử viên. 10 phút sau khi anh đi vào tử viên, sột soạt, trong khu vực xanh bên phía đối diện đường, lại có một người phụ nữ lạnh lùng, cả người mặc đồ da bó sát. Áo đen, tóc đen, quần đen, ủng đen, ngay cả đôi mắt của cô ta cũng là màu đen. Người sẽ và dám ăn mặc như thế này, bên cạnh Vương Nhất chỉ có một mình Lãnh Nhan. Nhưng người phụ nữ này, rõ ràng không phải là Lãnh Nhan. Khí chất của cô ta gần giống với Lý Khinh Hồng, nhưng không lạnh lùng như Lý Khinh Hồng. Nếu như nói Lý Khinh Hồng là tảng băng vạn năm không tan, vậy thì người phụ nữ này chính là Nguyệt Thần ở trên cung trăng lạnh lẽo, cô độc, tịnh mịch, quen một mình. Ngoài ra, còn có sự đau buồn nhàn nhạt. Đây là một người phụ nữ có tâm sự. Cô ta lặng lẽ đứng ở đối diện đường, nhìn về phía Vương Nhất biến mất, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia, không mãnh liệt, rất nhạt, giống như chuồn chuồn đạp nước, đạp được sẽ dừng lại. Nhưng, lại cho người khác cảm giác kinh diễm của trăm hoa đua nở, vạn con chim cùng hót. Tìm được anh rồi. Người phụ nữ vui vẻ, lẩm bẩm. Cô ta không đi theo vào tử viên, mà đứng ở đó mấy giây, sau đó quay người rời đi. Mái tóc đen óng ả dựng lên, rất giống Dạ Minh Châu đứng trên đỉnh mây. Cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Khi Vương Nhất trở về nhà, Lý Khinh Hồng đang hướng dẫn Vương Tử Lam làm bài tập về nhà. Nhìn thấy Vương Tử Lam cau mày bẻ bẻ ngón tay, Vương Nhất thương con gái cảm thấy có chút xót xa. Tử Lam mới 5 tuổi, cho con bé học nội dung tiểu học, có phải quá nhanh không? Nghe được lời ba nói, Vương Tử Lam cũng tủi thân mím môi, mẹ, con muốn xem phim hoạt hình với ba. Nhìn thấy khát khao trong mắt con gái, Lý Khinh Hồng chỉ đành thỏa hiệp, thôi được rồi, nhưng chỉ được xem nửa tiếng thôi. Dạ, cảm ơn mẹ. Vương Tử Lam lập tức cười vui sướng, còn đứng dậy hôn lên mặt Lý Khinh Hồng một cái. Sau đó, hưng phấn chạy đến bên người Vương Nhất, mè nheo đòi xem cửu vui vẻ. Được rồi, ba sẽ mở cửu vui vẻ cho con. Vương Nhất cũng ngồi trên ghế sofa, mở phim hoạt hình cho Tử Lam. Vương Tử Lam lập tức cười khúc khích, nhìn dáng vẻ con gái cười, Vương Nhất cũng cười mãn nguyện. Lý Khinh Hồng sờ sờ nơi Vương Tử Lam vừa hôn, cũng khẽ mỉm cười đi lên lầu làm việc. Sau khi xem phim hoạt hình một lúc, Vương Tử Lam đã ngủ say, Vương Nhất đã bế cô bé lên lầu, dùng chăn bông cẩn thận đắp cho bé, sau đó mới đến bên cạnh Lý Khinh Hồng. Tử Lam đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng nói. Ừm, Lý Khinh Hồng quay đầu lại nhìn Vương Tử Lam đang ngủ. Tiếc chữ như vàng như cũ. Vương Nhất cũng không để ý, ở bên cạnh Lý Khinh Hồng, yên lặng nhìn cô làm việc. Cô đang vạch ra một dự án, vì là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh nên cô hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, ban ngày làm việc ở công ty, buổi tối tan sở lại làm việc ở nhà. Cô giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày, cô sẽ không lãng phí một giây nào. Trước khi anh trở lại, em vẫn luôn như vậy sao? Vương Nhất đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, giọng điệu phức tạp nói.
Lý Khinh Hồng dừng việc đang làm lại, quay lại nhìn Vương Nhất rồi khẽ gật đầu. Vương Nhất chìm vào im lặng, cảm giác áy náy trong lòng khiến anh không dám đối diện với ánh mắt của Lý Khinh Hồng. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng 5 năm qua Lý Khinh Hồng đã trải qua như thế nào, vừa làm cha vừa làm mẹ, khổ cực nuôi Tử Lam khôn lớn. Cô vừa phải làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, vừa phải cho con gái một cuộc sống vật chất tốt nên cô bán mạng làm việc. Thói quen là một điều rất đáng sợ, mà Lý Khinh Hồng đã quen với việc luôn một mình. Điều này khiến nội tâm Vương Nhất dấy lên một nỗi thất vọng bất lực sâu sắc, vợ anh vẫn không có ý dựa dẫm vào anh. Anh không muốn em phải làm việc vất vả như vậy nữa. Anh nhìn Lý Khinh Hồng nói một cách nghiêm túc. Ánh mắt Lý Khinh Hồng có chút thay đổi, sau đó cô cười với Vương Nhất nói, Vương Nhất, em biết ý tốt của anh, nhưng em có khả năng khiến gia đình này trở nên tốt hơn. Anh chỉ cần làm tốt vai trò người ba là được, những thứ còn lại anh không phải lo đâu. Vương Nhất chìm vào im lặng, anh hiểu rằng mặc dù Lý Khinh Hồng bộc lộ tình cảm thực sự một lần, nhưng anh còn lâu mới bước vào trái tim của Lý Khinh Hồng được. Vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Anh không thể để Lý Khinh Hồng gánh vác gia đình một mình, là người đàn ông duy nhất trong gia đình, anh phải gánh vác trách nhiệm của gia đình này. Ánh mắt Vương Nhất dần dần trở nên kiên định, anh liếc nhìn dự án trong sổ tay, đột nhiên hỏi, bản dự án này là hạng mục xây dựng đô thị đã được bên trên phê duyệt. Lý Khinh Hồng lập tức ngạc nhiên liếc nhìn anh ta, nói, sao anh biết? Những dự án xây dựng đô thị này đều nằm trong tay chủ sở hữu của tòa nhà quốc tế, họ vẫn chưa quyết định cho công ty nào làm. Vương Nhất không trả lời, anh chỉ hỏi, nói vậy là em vẫn đồng ý tuần sau sẽ tham gia bữa tiệc xã giao mà Kim Thành Vũ mời phải không? Em không đi, nhưng vì chủ nhân của tòa nhà cũng sẽ đi, nên tập đoàn Lệ Tinh em cũng không thể không đi. Lý Khinh Hồng lắc đầu nói, em đã cử hai phó tổng giám đốc khác thay mặt em đến đó. Em không chắc chắn 100% trúng thầu dự án xây dựng đô thị này, nhưng em cũng muốn thử một lần. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Vương Nhất, bộc một phát, anh đóng quyển sổ của Lý Khinh Hồng lại. Anh làm gì đấy? Lý Khinh Hồng lập tức phát cáu, hạ giọng, nhỏ giọng của trách để không làm Vương Tử Lam thức giấc. Chỉ thấy Vương Nhất nở nụ cười tự tin, nghiêm túc nói, chỉ cần tập đoàn Lệ Tinh em muốn làm, dự án xây dựng khu đô thị này sẽ là của bọn em. Cơn giận của Lý Khinh Hồng lập tức biến mất, cô nghi ngờ hỏi, làm sao anh biết? Vương Nhất cười không nói lời nào, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Lý Khinh Hồng, liền vươn vai, được rồi, ngủ thôi. Này, anh giải thích rõ ràng chút, tại sao em muốn làm, thì dự án xây dựng khu đô thị là của em. Lý Khinh Hồng lập tức cuống lên, cũng theo anh lên giường, đang định hỏi rõ ràng, liền nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Nhất. Vương Nhất vừa ngả đầu xuống đã ngủ. Lý Khinh Hồng ngây người nhìn cả buổi, sau đó đột nhiên đánh mạnh vào Vương Nhất một cái rồi cũng ngủ thiếp đi. Sau khi hô hấp của Lý Khinh Hồng trở nên đều đều, Vương Nhất mở mắt ra, cẩn thận đứng dậy, đi ra khỏi phòng, gọi điện thoại. Anh chỉ nói một câu, tôi muốn đưa tập đoàn Lệ Tinh trở thành doanh nghiệp đi đầu cả Thiên An, thậm chí là cả nước. Sáng sớm ngày hôm sau, từ rất sớm Lý Khinh Hồng đã đến tòa nhà quốc tế. Buổi sáng cô sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao. Sau khi hội nghị kết thúc, cô để lại một mình Phương Huệ với một người phụ nữ tên là Tôn Kiều. Hai người này chính là hai trong ba phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh. Phương Tổng tính tình hiền lành, dáng vẻ đoan trang, còn Tôn Kiều cũng rất xinh đẹp, thoạt nhìn thì giống tuýp phụ nữ kiểu lá ngọc cành vàng, nhưng ánh mắt lướt qua Phương Huệ luôn luôn đầy ghen ghét. Loại ghen ghét này là sự ghen tị độc nhất vô nhị của phụ nữ, không cần lý do. Chỉ đơn giản là vì Phương Huệ xinh đẹp hơn cô ta và được Lý Tổng thích hơn. Bữa tiệc tối nay, chủ nhân của tòa nhà quốc tế cũng sẽ tham dự, nên phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt. Lý Khinh Hồng nhìn Phương Huệ và Tôn Kiều, nghiêm túc nói, không nhất thiết phải lấy được dự án xây dựng đô thị đã được bên trên phê duyệt này, nhưng ít nhất phải dốc toàn lực, hơn nữa, chú ý bảo vệ bản thân. Vâng, Lý Tổng, Phương Huệ quy cũ đáp lại. Tôn Kiều liếc nhìn Phương Huệ rồi cười hì hì nói, giao tiếp và xã giao luôn là thế mạnh của Phương Tổng. Mỗi khi cần xã giao, Lý Tổng nhất định sẽ cử Phương Tổng đi. Phương Tổng đồng ý nhanh như vậy, hẳn là bữa tiệc tối nay đã có đối sách ứng phó rồi nhỉ. Khuôn mặt của Phương Huệ lập tức biến sắc, mặc dù những lời này như đang khen ngợi cô ấy, nhưng thực ra là đang chửi cô ấy là gái chuyên tiếp khách. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng cũng trở nên lạnh hơn, nhưng cô không nói gì.
vẫn chưa. Phương Huệ cau mày và nói, Lý Tổng cũng đã nói, việc gì cũng liệu sức mà làm. Liệu sức mà làm, Phương Tổng có khiêm tốn quá không? Tôn Kiều nói với vẻ châm biếm, ai mà không biết Phương Tổng ra tay, giải trí huy hoàng vốn không muốn trả nợ đã lập tức trả món nợ 300 tỷ, lại còn trả hết cả gốc lẫn lãi. Thủ đoạn đối phó với đàn ông của Phương Tổng đúng là lợi hại. Tôn Kiều. Phương Huệ sắc mặt phẫn nộ, Lý Khinh Hồng cũng ngừng uống ngay lập tức. Tôn Kiều giờ mới chịu im lặng, lần lượt rời khỏi phòng họp với Phương Huệ. Lý Khinh Hồng sắp xếp tài liệu, vừa định rời khỏi phòng họp, thì Tiêu Đào lại bước tới với vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Tổng, có một người ở bên ngoài tự xưng là bạn cũ của cô. Bạn cũ? Lý Khinh Hồng nhướng mày, trong ký ức của cô không quen bạn cũ nào cả. Đúng lúc này, trên hành lang có tiếng bước chân nhịp nhàng, một người đàn ông chậm rãi đi về phía bọn họ. Đã lâu không gặp, Khinh Hồng, tìm đọc thêm tại Trùm Duyện Việt Nam. Với nụ cười thu hút trên môi, người đàn ông đẹp trai dịu dàng nói. Nhìn thấy người đàn ông này tự ý đi vào, Tiêu Đào lập tức biến sắc, không phải tôi bảo anh chờ ở quầy tiếp tân à, sao anh lại vào đây? Người đàn ông đẹp trai bật cười nói thế nào thì tòa nhà quốc tế trước kia cũng thuộc sở hữu của tôi, chỉ là vì lý do nào đó tôi đã chuyển nhượng đi, không đến nỗi bây giờ muốn vào cũng không được chứ. Tiêu Đào lập tức kinh ngạc liếc nhìn anh ta, không ngờ người đàn ông này lại là chủ cũ của tòa nhà quốc tế. Văn Thái, anh làm gì ở đây? Lý Khinh Hồng lại lạnh nhạt nhìn người đàn ông này, giọng điệu lạnh lùng. Người đàn ông tên Văn Thái dường như đã quen với thái độ của Lý Khinh Hồng từ lâu, trên mặt vẫn nở nụ cười thoải mái. Lúc đầu anh mua tòa nhà quốc tế, là vì mua cho em, chẳng qua gia tộc lại đột nhiên gọi anh về, bất đắc dĩ chỉ đành chuyển nhượng cho Tăng Quốc Vinh với giá rẻ. Hiện tại chuyện gia đình đã xong xuôi, đương nhiên anh phải trở lại gặp em rồi. Tôi đã kết hôn rồi, Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng nói. Ngay khi những lời này vừa dứt, bầu không khí như đông cứng lại trong giây lát. Sự sắc bén trong mắt Văn Thái nháy mắt biến mất, ngay sau đó anh ta đã bình tĩnh trở lại, nhìn Lý Khinh Hồng cười nói, Khinh Hồng, em hiểu lầm ý anh rồi. Anh chỉ đứng trên lập trường bạn bè quan tâm em thôi. Dù sau này em có làm gì, anh vẫn sẽ ủng hộ em. Vợ tôi không đến lượt anh quan tâm. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, mang theo lạnh lẽo vô tận, nhiệt độ chung quanh như theo đó mà giảm xuống rất nhiều. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Nhất đang sải bước về phía đây, theo sau là La Chí Viễn. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, sao anh lại ở đây? Lúc này cô mới nhớ ra mình chỉ biết Vương Nhất làm việc ở tòa nhà quốc tế, nhưng cô không biết cụ thể anh ở công ty nào và giữ chức vụ gì. Cô dùng mắt ra hiệu cho Vương Nhất nhanh chóng rời đi, nhưng đã quá muộn. Vợ của anh. Sát khí lóe lên trong mắt Văn Thái, liếc hai cái đánh giá Vương Nhất từ trên xuống dưới, sau đó tự giễu cười, nghĩ tới tôi là cậu chủ nhà họ Văn ở Giang Chiết, khổ cực theo đuổi người mình thích nhiều năm, không ngờ lại bị một thằng nghèo không quyền không thế nẫng tay trên, đúng là tạo hóa trêu người. Dám xúc phạm ngài Vương, tự tìm đường chết à? Đôi mắt của La Chí Viễn chợt lạnh đi, nhưng Vương Nhất đã đưa tay ra ngăn La Chí Viễn lại. Anh đi tới chỗ Văn Thái, hơi nheo mắt lại. Anh đến từ Giang Chiết. Đúng thế. Văn Thái kiêu ngạo nói, nhà họ Văn ở Giang Chiết. Vương Nhất sắc mặt không đổi, nhưng La Chí Viễn ở phía sau lại cười giễu một tiếng. Nhà họ Văn ở Giang Chiết, lợi hại lắm à. Nếu không muốn nhà họ Văn anh bị hủy trong tay mình, thì tránh xa cô ấy ra. Ngay sau đó, Vương Nhất chỉ vào Lý Khinh Hồng giọng điệu bình thản nói. Ngay khi những lời này vừa dứt, Lý Khinh Hồng, Tiêu Đào và Văn Thái đều thay đổi sắc mắt. Giang Chiết là một tên gọi chung cho một khu vực, bao gồm nhiều thành phố, trong đó ba thành phố phát triển nhất là Thiên An, Giang Lâm, Tô Thượng. Những gia tộc có thể xếp hạng ở Giang Chiết đều là gia tộc có bề dày thân phận, ngay cả nhà họ Kim, một trong bốn gia tộc lớn ở Thiên An cũng không dám nói thế, dũng khí này của Vương Nhất là từ đâu ra. Văn Thái giận quá mà cười, ánh mắt u ám nhìn Vương Nhất, chưa có ai dám nói chuyện với nhà họ Văn tôi như vậy. Bây giờ có rồi. Vương Nhất thản nhiên nói, tôi không nói đùa. La Chí Viễn phía sau đợi lệnh bất cứ lúc nào, chỉ cần Vương Nhất ra lệnh một cái, ông ta sẽ tấn công nhà họ Văn ở Giang Chiết. Văn Thái lạnh lùng nhìn Vương Nhất chằm chằm, cố gắng làm cho Vương Nhất đầu hàng dưới khí thế của mình, nhưng dần dần, anh ta kinh hãi phát hiện ra rằng chính sự lạnh lùng trong mắt Vương Nhất lại khiến tim anh ta đập nhanh.
Còn người đàn ông trung niên phía sau, anh chỉ cảm thấy quen mắt, hình như anh ta đã gặp ở đâu rồi, nhưng anh ta không nhớ ra nổi. Cẩn thận thì sống lâu, Văn Thái không ra tay khi chưa chắc chắn, lập tức lùi lại một bước, nhìn Vương Nhất hờ hững nói, nhớ kỹ những lời anh vừa nói, sớm muộn gì anh cũng phải trả giá. Hơn nữa, anh không xứng với Khinh Hồng. Nói xong thì quay người rời đi. Lý Khinh Hồng và Tiêu Đào đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất, nhất là Lý Khinh Hồng. Cô biết rõ tầm ảnh hưởng của nhà họ Văn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Vương Nhất rồi, không ngờ Văn Thái rời đi. Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt Vương Nhất, trịnh trọng khuyên nhủ, sau này đừng nói những lời như vậy, nước trong tòa nhà quốc tế sâu hơn anh nghĩ. Vương Nhất biết Lý Khinh Hồng quan tâm mình, vì vậy dịu dàng nhìn cô, anh chỉ lo lắng cho em. Em không sao. Lý Khinh Hồng lập tức ngoảnh mặt đi, vội vã đi cùng Tiêu Đào. Bây giờ là giờ làm việc. Nếu bị nhân viên dưới quyền phát hiện, e rằng ngày mai sẽ là xì căng đan của cô. Sau khi Lý Khinh Hồng rời đi, biểu cảm trên mặt Vương Nhất cũng biến mất từng chút một, bảo Tăng Quốc Vinh điều tra người đó, tôi muốn tất cả tin tức của anh ta. Vâng, ngài Vương. La Chí Viễn ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, bảo Tăng Quốc Vinh làm việc. Sau khi Văn Thái từ tập đoàn Lệ Tinh xuống, thì đi thang máy đến xí nghiệp Ẩn Long. Cửa thang máy mở ra. Kim Thành Vũ đã đợi sẵn, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, là ngài à, Văn Thái, ngài Văn. Anh là, Kim Tổng. Văn Thái ngạc nhiên liếc nhìn ngũ quan của Kim Thành Vũ. Các đường nét trên khuôn mặt của anh ta trở nên rất dị dạng, đặc biệt là chiếc mũi, thoạt nhìn đã bị gãy và được thay thế, dấu vết phẫu thuật hiện lên rất rõ. Kim Thành Vũ có chút ngượng ngùng nói, ngài Văn chê cười rồi, lúc trước bị tiểu nhân đánh gãy, mấy ngày nay mới chỉnh lại. Ra là thế. Văn Thái lúc này mới thoải mái, Kim Tổng mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều công việc bận rộn phải chú ý sức khỏe. Kim Thành Vũ vui mừng khôn xiết, liên tục mời Văn Thái vào, ngài Văn, mời vào. Hai người cùng nhau bước vào phòng làm việc riêng, ngay khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ, mặc bộ sườn xám trắng khẽ cúi đầu nói, xin chào, ngài Văn. Nếu Vương Nhất ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra cô ta chính là Lý Mộng Đình. Văn Thái liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Kim Thành Vũ, đây là ai? Đó là quản lý của bộ phận nhân sự của Ẩn Long chúng tôi, Lý Mộng Đình. Kim Thành Vũ cười nói, cũng là bạn nữ của ngài trong buổi tiệc tối nay. Ra là thế. Văn Thái gật đầu, nhìn Lý Mộng Đình với ánh mắt rực lửa. Bản thân Lý Mộng Đình là một phụ nữ xinh đẹp, lại thêm biết ăn vận trải chuốt, người mặc một bộ sườn xám trắng được thiết kế vô cùng tôn dáng. Điều này càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Ngay cả cậu chủ nhà họ Văn từng thấy qua vô số mỹ nhân cũng có chút kinh diễm. Mặc dù không thể so sánh với Lý Khinh Hồng, nhưng vẫn để chơi đùa thì cũng hay hay. Cậu chủ Văn, chào ngài, tôi là Lý Mộng Đình, nếu ngài không chê thì cứ gọi tôi là Mộng Đình. Lý Mộng Đình ngượng ngùng nói, ánh mắt nhìn Văn Thái có chút ngưỡng mộ. Vào buổi sáng, Kim Thành Vũ đích thân đến gặp Lý Mộng Đình. Nói với cô ta rằng tối nay có một bữa tiệc quan trọng, chủ nhân của tòa nhà quốc tế cũng sẽ có mặt ở đó, bảo cô về nhà trang điểm cho thật đẹp, nói không chừng cô ta được nhìn chúng thì sẽ từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Hẳn là người trước mặt đây, tuổi trẻ giàu có, địa vị tôn quý, rất phù hợp với gu của Lý Mộng Đình. Văn Thái cũng không từ chối, anh ta vòng tay qua ôm Lý Mộng Đình, cho Kim Thành Vũ một cái nhìn hài lòng, Kim Tổng thật sự rất chu đáo. Nên làm thôi. Kim Thành Vũ vội nói, nhưng vẫn có chút không chắc, hỏi, tôi nghe em họ nói, ngài là chủ của tòa nhà quốc tế. Văn Thái nhìn anh ta một cách kỳ quái, anh ta đã từng, nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Dù vậy, anh ta vẫn gật đầu. Kim Thành Vũ lập tức vui mừng khôn xiết, xem ra thông tin mà em họ cung cấp cho mình không sai, thái độ của anh ta đối với Văn Thái càng thêm kính nể, ngài Văn hiếm khi đến Thiên An một lần, nhất định phải ở lại lâu hơn một chút. Để tôi vinh dự được làm chủ nhà. Văn Thái ngay lập tức trở nên nghiêm chỉnh, gọi thẳng tên của Kim Thành Vũ, Thành Vũ, đừng khách sáo, lần này tôi đến Thiên An để bàn bạc việc hợp tác với em gái họ anh. Kim Thành Vũ nhanh chóng đảm bảo, yên tâm, tôi sẽ nói với em họ tôi về việc hợp tác. Ngài Văn chỉ cần giao một số dự án trong tay cho xí nghiệp Ẩn Long tôi là được. Văn Thái nghĩ đó là dự án nhỏ nào đó dưới trướng nhà họ Văn. Lập tức mỉm cười gật đầu, đương nhiên. Kim Thành Vũ lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng nói với Lý Mộng Đình, Mộng Đình,
thay tôi chăm sóc cho ngài Văn thật tốt. Buổi tối 6 giờ 30 phút nhớ đưa ngài Văn đến tân giang hội của tôi. Lý Mộng Đình trong lòng kích động không thôi, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ rụt rè, vâng, ông chủ. Khi màn đêm buông xuống, cuộc gọi của La Chí Viễn mới khoan thai tới muộn. Ngài Vương, tôi đã điều tra ra rồi. Văn Thái, quê ở Tô Thượng, một trong hai người con trai của Văn Cung Hiển, hiện là Tổng Giám đốc Bộ phận Marketing của Tập đoàn Ngân Hà trực thuộc nhà họ Văn. Nhà họ Văn rất có ảnh hưởng ở Giang Chiết, nội tình bên trong có thể sánh ngang với tứ đại hào môn Thiên An. Tòa nhà quốc tế từng là công trình tư nhân của nhà họ Văn, nhưng sau đó vì lý do cá nhân đã được bán cho Tăng Quốc Vinh. Vương Nhất im lặng, cầm điện thoại nhưng trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng nói, thứ tôi muốn là quá khứ giữa anh ta và Khinh Hồng, không phải những thứ vô dụng này. Nghe thấy ý tức giận trong lời nói của Vương Nhất, La Chí Viễn vội vàng run rẩy nói, ông chủ, giao tình giữa cô Lý và Văn Thái không sâu, căn bản Văn Thái có tình cảm đơn phương sâu đậm với cô Lý. Nghe nói dùng cổ phần của nhà họ Văn để xây dựng tòa nhà quốc tế để theo đuổi cô Lý. Sau đó, dường như trong nhà xảy ra chuyện, phải trở về Tô Thượng nên mới bán tòa nhà quốc tế. Xảy ra chuyện gì? Bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Khinh Hồng, Vương Nhất đều sẽ hết sức coi trọng, không bỏ qua chút manh mối nào. Đấu đá nội bộ giữa Văn Thái với một đứa con trai khác. La Chí Viễn nghiêm túc nói, Văn Thái không phải con ruột của Văn Cung Hiển, mà là vợ của Văn Cung Hiển đã cắm sừng ông ta. Anh trai của Văn Thái muốn đuổi anh ta ra ngoài, nhưng ngược lại lại bị phế tay chân rồi bị đuổi khỏi nhà họ Văn. Vương Nhất nghe xong, đôi mắt hơi híp lại, xem ra Văn Thái này quả thực là nhân vật đáng chú ý. Nói tới đây, La Chí Viễn lại nói, ngài Vương, còn một chuyện nữa, tôi không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Vương Nhất nhướng mày. Buổi tối, Văn Thái cũng sẽ tham dự yến tiệc do Kim Thành Vũ tổ chức. La Chí Viễn nói, bạn nữ của anh ta là Lý Mộng Đình nhà họ Lý. Gì? Sắc mặt Vương Nhất hơi thay đổi, sau đó ánh mắt trở nên âm trầm, đêm nay cô ta đi tiếp rượu à? Trông dáng vẻ thì là vậy. La Chí Viễn không dám giấu giếm, mà theo những gì người đưa tin chụp được thì cả hai vừa ra khỏi khách sạn cách đây một tiếng. Sau khi nói xong, ngay sau đó bức ảnh do La Chí Viễn gửi đã đến điện thoại di động của Vương Nhất. Trong ảnh, Lý Mộng Đình đang ngả vào vòng tay của Văn Thái, gương mặt hồng hào, vừa nhìn là biết mới hành sự xong. Nhìn thấy những bức ảnh này, trong lòng Vương Nhất lập tức nổi lên cơn tức giận không tên. Không phải trong lòng anh quan tâm bao nhiêu, mà tức giận vì Lý Mộng Đình không biết kiềm chế như thế. Mặc dù cả hai đã trở mặt thành thù, nhưng nói thế nào, vẫn là con gái ruột của ba. Vương Nhất cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ trông nom cô ta. Anh nhìn vào thời gian, nói, bây giờ tôi sẽ đến tân giang hội, anh đến theo sau. Vâng, ngài Vương. Cúp điện thoại xong, Vương Nhất lập tức đón một chiếc xe, lao thẳng về phía tân giang hội, ánh mắt lạnh băng. Lý Mộng Đình, nếu cô là loại phụ nữ phóng túng như thế, tôi không ngại thay ba dạy cho cô một bài học. 10 phút sau, tân giang hội. Vương Nhất vừa định bước vào. Nhân viên đón khách ở cửa đã ngăn anh lại, thưa ngài, xin hãy ấn dấu vân tay của ngài. Tân giang hội thực hiện chế độ thành viên, không phải có tiền là vào được, mỗi câu lạc bộ sẽ nhập thông tin vân tay của từng thành viên, có thể nhập trực tiếp. Vương Nhất ấn dấu vân tay vào, máy lập tức kêu tinh lên, màu sắc lập tức chuyển sang màu đỏ. Một người đàn ông trông giống như quản lý lập tức đi ra, đuổi Vương Nhất ra ngoài. Anh không phải là thành viên của tân giang hội chúng tôi, ra ngoài. Vương Nhất đang định nói thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Vương Nhất, tên vô dụng nhà anh tại sao lại ở chỗ này? Vương Nhất quay đầu nhìn lại, thấy Lý Mộng Đình đang ôm lấy cánh tay của Văn Thái, bước ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm. Cô ta vừa thấy chuyện này, sắc mặt đột nhiên trở nên khinh thường, người như anh cũng muốn vào tân giang hội. Đừng mơ nữa. Anh có biết nơi này là nơi nào không? Văn Thái cũng đi tới, lạnh lùng nhìn anh, chúng ta có thể tính là oan gia ngõ hẹp không? Theo tôi thấy phải là chó ngoan không cản đường, Vương Nhất híp mắt nói. Lý Mộng Đình ngạc nhiên nhìn Văn Thái, anh quen tên vô tích sự đó à? Xảy ra một chút xung đột, Văn Thái không coi trọng Vương Nhất chút nào. Gì? Khi Lý Mộng Đình nghe thấy thế thì tức giận chỉ vào Vương Nhất lớn họng chửi rủa. Tên vô dụng như anh, đúng là làm xấu mặt gia đình chúng ta. Ngay cả anh Văn Thái cũng dám khiêu khích,
còn không mau xin lỗi. Vương Nhất khẽ liếc cô ta một cái, trên đời này không có người nào có thể bắt tôi xin lỗi. Cô có quan hệ gì với anh ta? Vừa nhắc tới chuyện này, Lý Mộng Đình lập tức đầy kiêu hãnh, nắm tay Văn Thái với vẻ mặt hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào, anh ấy hiện tại là bạn trai của tôi, anh Văn Thái còn nói là anh ấy sẽ cưới tôi. Sắc mặt Vương Nhất không chút thay đổi, ngay cả lời nói dối sơ sài đó mà cũng tin, cô ta hết cứu nỗi rồi. Có phải các người vừa từ khách sạn ra không? Anh lạnh lùng hỏi. Khi nghe thấy lời này, sắc mặt của Lý Mộng Đình lập tức thay đổi, giọng nói cô ta đột nhiên trở nên sắc bén, quả nhiên anh đang theo dõi tôi. Vương Nhất bắt lấy cánh tay Lý Mộng Đình, đi, về nhà với tôi. Anh làm gì vậy, thả tôi ra. Lý Mộng Đình tức giận hét lên, hất tay Vương Nhất ra, anh có tư cách gì mà quản tôi. Anh đợi đó đi, đợi khi tôi gả vào nhà họ Văn, tôi sẽ giết chết anh như bóp chết một con kiến. Văn Thái hơi cau mày khi nghe những lời này, đúng anh ta từng nói anh ta sẽ kết hôn với Lý Mộng Đình, nhưng đó chỉ là lời đường mật trên giường, nó không thể là thật, lại còn muốn gả vào nhà họ Văn. Không xem thử là có xứng không? Tuy nhiên, anh vẫn kéo Lý Mộng Đình lại, nhìn Vương Nhất, nói, anh là một người đàn ông đã có gia đình, động tay động chân với một cô gái không được thích hợp cho lắm. Lý Mộng Đình dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên thù hằn, đúng vậy. Anh đã kết hôn rồi, nếu còn dám động vào tôi sẽ gọi cảnh sát. Vương Nhất hai mắt lạnh lùng, anh không muốn Lý Mộng Đình sa ngã, nhưng cô ta vì báo thù. Mộng Đình, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhặt với anh ta. Loại người giống như anh ta sẽ không bao giờ có thể bước vào một nơi cao cấp như Tân Giang Hội. Văn Thái đưa Lý Mộng Đình vào Tân Giang Hội. Lý Mộng Đình ngay lập tức giả vờ thân mật và nắm tay Văn Thái cùng nhau bước vào. Văn Thái ấn dấu vân tay và đưa ra thiệp mời, quản lý đại sảnh của Tân Giang Hội lập tức đến bên cạnh Văn Thái và nịnh nọt, hai vị, mời vào. Lòng hư vinh của Lý Mộng Đình ngay lập tức được thỏa mãn. Tân Giang Hội là câu lạc bộ hàng đầu ở Thiên An, chỉ có một vài danh viện thiên kim của các gia tộc hàng đầu mới có thể vào, vậy mà cô ta đã được vào. Chúng tôi vào trước, anh ở bên ngoài hít gió Tây Bắc đi. Sau khi chế giễu Vương Nhất, Lý Mộng Đình mới vào Tân Giang Hội. Vương Nhất mặt không chút thay đổi, vẫn lẳng lặng đứng ở cửa, tựa hồ đang chờ người. Quản lý đại sảnh tiếp tục quan sát, thấy Vương Nhất cứ đứng lì ở đó không chịu rời đi, lập tức mất kiên nhẫn xua đuổi, còn không đi nhanh, Tân Giang Hội không phải nơi ai muốn vào cũng được, đừng ép tôi gọi bảo vệ. Ring ring ring. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest lao ra từ cửa thang máy của Tân Giang Hội. Khi nhìn thấy quản lý đại sảnh xua đuổi Vương Nhất đi, bị dọa cho tái mét. Dừng lại. Anh ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh quản lý đại sảnh, đá anh ta lăn ra đất rồi tát anh ta một cái thật mạnh, nước bọt văng tung tóe. Ai bảo anh đuổi người? Người quản lý đại sảnh choáng váng vì bị đánh bất ngờ, khi nhìn thấy người đó, mặt anh ta tái mét. Sếp, tôi đang đuổi tên nhà quê đó. Quản lý đại sảnh hét lên. Tên nhà quê, tao thấy mày mới là tên nhà quê. Người đàn ông đánh người quản lý đại sảnh một lần nữa. Anh có biết anh ta là ai không? Anh ta là hội viên chí tôn của Tân Giang Hội, không có trong cơ sở dữ liệu hội viên chung, anh có biết không? Người quản lý đại sảnh mặt ngơ ngác, lúc này ông ta mới nhận ra rằng người thanh niên này là nhân vật có máu mặt. Máy ở cổng chỉ lưu trữ thông tin của các hội viên bình thường, còn các hội viên chí tôn không được ghi vào cơ sở dữ liệu, về cơ bản là kim chủ đứng sau Tân Giang Hội đích thân tiếp đón. Nhưng mà có hội viên chí tôn nào lại đi cửa này chứ? Quản lý đại sảnh sợ hãi kêu lên, sếp, tôi không biết vị này là hội viên chí tôn. Tới phòng tài vụ nhận lương, sau đó cút ngay. Người phụ trách Tân Giang Hội giận dữ hét lên một tiếng, sau đó lon ton chạy về phía Vương Nhất, gật đầu chào, vị khách này, cấp dưới của tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đến ngài, ngài rộng lượng bỏ qua cho, mong đừng trách tội. Vương Nhất liếc nhìn ông ta, chợt nhớ ra trước đây anh đã từng đến Tân Giang Hội. Khi đó, anh đi cùng với Hồ Hoàng Việt, người giàu nhất Thiên An, đấu giá được bảo vật thế giới nước mắt của Venus với giá 3.000 tỷ, làm nhẫn cưới cho Lý Khinh Hồng. Phòng VIP do Hồ Hoàng Việt sắp xếp dường như chỉ những hội viên chí tôn mới có thể vào. Đi thôi. Một nhân vật nhỏ bé như vậy không đủ để Vương Nhất để ý. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Người phụ trách Tân Giang Hội lau mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng đi theo sau.
Tân Giang Hội là một câu lạc bộ đa dạng hóa tích hợp nghỉ dưỡng, giải trí, câu lạc bộ đêm và thương mại. Có tổng cộng 5 tầng, địa điểm đấu giá nơi Vương Nhất và Hồ Hoàng Việt đến lần trước là ở tầng trên cùng. Mà bữa tiệc tối nay ở tầng 2. Vương Nhất quay đầu nhìn người phụ trách, ông đi đi, tôi đi dạo một mình được rồi. Vâng, người phụ trách biết một vài nhân vật máu mặt không thích có người đi theo nên trả lời một tiếng rồi đi xuống. Vương Nhất tới hiện trường buổi tiệc, lúc này buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, ở đây có âm thanh du dương, 2-3 người tụ tập thành một đám, tay cầm rượu vang, cười nói chuyện phiếm. Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay là ông chủ của các công ty trong tòa nhà quốc tế, địa vị cao quý, vì vậy bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một vài nữ đồng hành có thân hình và dung mạo cực phẩm, chỉ có Vương Nhất một thân một mình, trông rất khác người. Vương Nhất! Đột nhiên! Giọng nói ngạc nhiên của Lý Mộng Đình vang lên từ phía sau, làm sao anh vào được? Vương Nhất nhìn lại, thấy Lý Mộng Đình đang nhìn mình với vẻ đầy ngạc nhiên. Rõ ràng cô ta thấy Vương Nhất muốn đi vào, nhưng lại bị chặn lại, chẳng lẽ quản lý đại sảnh ở cửa ra vào cho anh ta vào sao? Vương Nhất nhẹ giọng nói, tôi cũng tới đây dự tiệc tối, đương nhiên sẽ có người tới đón. Lý Mộng Đình vẻ mặt nghi hoặc, anh cũng tới tham dự loại tiệc này á? Sau đó, như nhớ ra cái gì, vẻ mặt của cô ta trở nên khinh thường, tôi hiểu được, anh được người ta dẫn vào, thảo nào ngay cả bạn nữ cũng không có. Tân Giang Hội sẽ không vô duyên vô cớ cho người vào, Lý Mộng Đình chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Sau khi xác thực suy nghĩ này, Lý Mộng Đình càng cảm thấy Vương Nhất tới để ăn trực, cô ta không khỏi khinh thường nói, tôi nói này anh có biết xấu hổ hay không? Mấy người ngồi ở đây có ai không phải là ông chủ công ty có máu mặt, còn anh thì sao? Anh có thân phận gì, anh không cảm thấy xấu hổ khi ngồi ở đây sao? Giọng cô ta đanh thép và ác ý, mang theo thù địch, trong một nơi yên tĩnh thế này có vẻ rất chói tai, lập tức nhiều ông chủ của các công ty nhìn sang. Vương Nhất sắc bén nhìn chằm chằm Lý Mộng Đình, sao cô biết tôi tới ăn trực? Còn không chịu nhận à, anh ngay cả bạn nữ còn không có, còn mặc một bộ áo đuôi tôm trị giá mấy chục triệu, thuê à? Lý Mộng Đình nhìn bộ đồ quý giá của Vương Nhất. Vẻ mặt càng thêm khinh thường. Trong thời đại tư bản nắm quyền này, đâu đâu cũng có sự so sánh. Lái xe gì, đeo đồng hồ gì, mở công ty gì, đã trở thành mức so sánh thấp nhất. Thế nên, người, lại trở thành thứ so sánh cấp cao. Người phụ nữ như thế nào đứng bên cạnh bạn, chứng tỏ địa vị xã hội của bạn cao như thế nào. Những ông chủ đến tham gia bữa tiệc tối nay, có ai là không có bạn đồng hành nữ xinh đẹp bên mình? Đó là thể diện, đó là thân phận. Đàn ông đối với phụ nữ mà nói cũng như thế. Bởi vì người đàn ông bên cạnh Lý Mộng Đình là Văn Thái, chủ sở hữu của tòa nhà quốc tế, cô ta cảm thấy vô cùng tự hào, như thể cô ta đã hòa nhập vào giới quyền lực này. Mà ở đây chỉ có mỗi mình Vương Nhất một mình, có vẻ vô cùng lạc lõng, cho dù anh ta mặc một bộ lễ phục đặt làm riêng, cũng giống như một bộ đồ thuê. Kim Tổng bị sao vậy, ai cũng có thể vào u trong này sao? Chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, kéo cấp bậc của buổi tiệc tối nay thôi. Nhất thời ai cũng khinh thường Vương Nhất. Vương Nhất cũng không tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn tất cả những người trong bữa tiệc, ghi nhớ khuôn mặt họ. Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất với vẻ tự hào, mặc dù cô ta không biết Vương Nhất vào bằng cách nào, nhưng bị cô ta phá như vậy, chắc chắn anh không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Mà Vương Nhất vẻ mặt vẫn bình thản, không những không rời đi, mà còn bình tĩnh đi về phía trước ngồi ở chính giữa. Đó là chỗ ngồi của nhân vật chính của bữa tiệc. Anh! Lý Mộng Đình kinh ngạc trợn to hai mắt, anh biết anh đang làm gì không? Vương Nhất ngồi ở vị trí chính giữa, lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, thờ ơ nói, tôi đang ngồi ở vị trí tôi đáng được ngồi, sao vậy? Láo xược! Một ông chủ của một công ty lớn hét lên, đó là chỗ ngồi dành riêng cho chủ nhân của tòa nhà, anh có tư cách gì, cút xuống cho tôi. Nhiều ông chủ trông có vẻ căng thẳng. Chiếc ghế làm bằng vàng ròng đó được thiết kế đặc biệt để chủ nhân của tòa nhà ngồi. Ngay cả người chủ trì bữa tiệc tối nay, Kim Thành Vũ, cũng không đủ tư cách để ngồi trên chiếc ghế này. Nếu chủ nhân tòa nhà nhìn thấy cảnh tượng này, thì các dự án xây dựng đô thị năm nay sẽ tèo hết. Lúc này, rất nhiều ông chủ lớn tiếng quát tháo, yêu cầu Vương Nhất đứng lên. Đúng lúc này, cửa mở ra, hai mỹ nữ bước vào. Người bên trái mặc một chiếc váy dạ hội màu đen cúp ngực, biểu cảm quyến rũ, thân hình nuột nà,
đặc biệt ở phần cúc ngực có thể nhìn thấy rõ một khe núi sâu. Người còn lại còn diễm lệ hơn. Mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng tương đối bảo thủ, tóc dài búi lên cao, vừa quý phái vừa tao nhã, so với người phụ nữ bên trái có chút khí chất phong trần hơn. Phương Tổng, Tôn Tổng. Nhìn thấy hai người phụ nữ này đi vào, tất cả các ông chủ tại đây đều đồng loạt đứng lên, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, đặc biệt là đối với Phương Huệ, không ít người đều có vẻ mặt nịnh nọt. Điều bọn họ mong chờ nhất đêm nay, ngoài chủ nhân bí ẩn của tòa nhà này, chính là hai vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh. Mặc dù tổng giám đốc Lệ Tinh không đến khiến họ có chút tiếc nuối, nhưng được nhìn thấy hai vị phó tổng Phương Huệ và Tôn Kiều, cũng là một chuyến đi đáng giá. Ai cũng biết, hầu hết nhân viên tập đoàn Lệ Tinh đều là nữ, mà đa số đều là những mỹ nhân có khí chất ưu tú, mà Phương Huệ là mỹ nhân trong số các mỹ nhân, nếu ai có được Phương Huệ làm bạn nữ đồng hành trong bữa tiệc tối nay thì chắc chắn sẽ được mọi người hâm mộ. Tôn Kiều ở một bên, nhìn thấy những ông chủ này đều vây quanh Phương Huệ, trong mắt cô ta không khỏi lộ ra một chút ghen tị. Phương Huệ tính tình dịu dàng hòa nhã, không có cái giá phó tổng giám đốc, cho dù gặp ai cũng sẽ gật đầu mỉm cười. Đột nhiên, chú ý thấy vẻ mặt hằm hằm trên khuôn mặt của tất cả các ông chủ, không khỏi tự hỏi, mọi người, ở đây đã xảy ra chuyện gì à? Vài vị sếp quay đầu lại liếc nhìn Vương Nhất chế nhạo, tập đoàn Lệ Tinh vẫn luôn rất mạnh, nếu hai phó tổng giám đốc đây bị tên này làm tổn hại thì đây là lợi ích của mọi người, vậy anh ta sẽ bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát. Lúc trước, họ nghe nói một vài phụ nữ không có mắt nhìn bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát, thậm chí ngay cả công việc tử tế cũng không tìm được. Phương Tổng, Tôn Tổng, hai cô không biết đấy thôi. Thằng nhóc này đến ăn trực uống trực không nói, thế mà lại dám chiếm chỗ của chủ tòa nhà. Chúng tôi yêu cầu anh ta rời đi, nhưng anh không chịu đi. Một vị chủ tịch đại diện cho tất cả mọi người, nói với Phương Huệ và Tôn Kiều. Cái gì, ai mà gan to vậy, dám ngồi vị trí của chủ tòa nhà. Tôn Kiều lập tức nhướng mày, vẻ mặt đầy tức giận. Tuy nhiên, Phương Huệ không tùy tiện phát ngôn, mà ngửa cổ lên, cố gắng xem người đứng sau đám đông là ai. Chính là anh ta. Lý Mộng Đình hướng về phía sau, chỉ cho Phương Huệ và Tôn Kiều vị trí của Vương Nhất. Trên mặt cô ta lộ ra một tia giễu cợt, tuy rằng tên vô dụng đó có chút giao tình với tập đoàn Lệ Tinh, nhưng việc anh làm bây giờ là làm việc tốt trong mắt mọi người, tập đoàn Lệ Tinh sẽ không buông tha cho anh ta. Phương Huệ và Tôn Kiều nhìn thấy Vương Nhất đang ngồi trên chiếc ghế vàng với vẻ mặt thong dong như một vị vua. Lúc này, thân thể Phương Huệ khẽ run lên, đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất. Mà vào lúc này, Tôn Kiều đã chửi rủa đi về phía Vương Nhất. Anh là ai, mà cũng xứng với vị trí chủ nhân tòa nhà. Tôn Kiều, im đi cho tôi. Tôn Kiều vẫn chưa nói xong, Phương Huệ đã hét lên, thẳng thừng ngắt lời cô ta. Đột nhiên, cả yến tiệc im lặng. Lý Mộng Đình và ông chủ của các tập đoàn đều nhìn Phương Huệ như thể nhìn thấy quỷ. Tôn Kiều cũng quay lại, khuôn mặt giật giật kịch liệt, Phương Huệ, cô dám ra lệnh cho tôi. Lý Tổng đã nói rằng bữa tiệc tối nay tôi là người đại diện cho tập đoàn Lệ Tinh. Tôi bảo cô im miệng, thì cô phải im miệng cho tôi. Lúc này, Phương Huệ đã không còn dễ gần nữa, khuôn mặt thanh tú đã bị băng giá bao phủ. Sắc mặt Tôn Kiều chợt thay đổi, trong mắt hiện lên một tia oán hận, nhưng vẫn ngậm miệng, lui xuống. Phương Huệ vội vàng đến trước mặt Vương Nhất, sốt sắng hỏi, anh còn nhớ tôi không? Lúc Phương Huệ thốt ra những lời này, Vương Nhất nhất thời sửng sốt không nói nên lời. Không chỉ mình Vương Nhất cảm thấy ngạc nhiên, mà tất cả mọi người đều bị dọa sợ ngây người. Một Phương Tổng luôn hòa nhã, uyển chuyển thế mà cũng có lúc thốt ra những lời như vậy ư. Lý Mộng Đình như bị dọa cho choáng váng, hai mắt đờ ra, không ngừng liếc qua liếc lại giữa Vương Nhất và Phương Huệ. Hai người họ, có quen biết. Trong mắt Phương Huệ hiện lên vẻ mong chờ, cô ta nhìn chằm chằm Vương Nhất, hy vọng sẽ nhìn thấy anh gật đầu đồng ý. Nhưng sự kinh ngạc chỉ chợt lóe qua mắt Vương Nhất rồi nhanh chóng biến mất, anh đứng dậy khỏi ghế ngồi, cô Phương, xin hãy tự trọng. À, rất xin lỗi, do tôi quá kích động. Lúc này Phương Huệ mới nhận thức được hành vi quá khích của mình, vội vàng buông tay Vương Nhất ra, lùi về sau vài bước, mặt mũi đỏ bừng hết lên. Mấy ông chủ ở hiện trường nhìn thấy Vương Nhất đứng dậy khỏi chiếc ghế vàng dành riêng cho chủ nhân tòa nhà thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại họ cũng không có cách nào đuổi Vương Nhất đi, vừa nãy ai cũng tận mắt nhìn thấy,
thái độ của Phương Tổng với thằng nhóc đó không bình thường chút nào. Vương Nhất ngước mắt quan sát Phương Huệ, từ tốn nói, cô Phương, tính ra thì hai ta mới gặp nhau hai lần mà thôi, sao cô có thể hỏi tôi câu này chứ? Phương Huệ lập tức bắt được trọng điểm, hỏi tới, lần trước là khi nào? Ở giải trí Huy Hoàng. Vương Nhất bình tĩnh đáp, lần đó, tôi và cô từng gặp lướt qua nhau. Phương Huệ ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất, nỗi thất vọng xẹt qua đáy mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, thì ra, anh vẫn còn nhớ. Tất nhiên rồi, trí nhớ của tôi cũng không kém mà. Vương Nhất mỉm cười trả lời, hơn nữa, một cô gái xinh đẹp như cô Phương đây, chỉ cần nhìn lướt qua là đã đủ để nhớ kỹ. Mặc dù là lời khen, nhưng Phương Huệ chẳng thấy vui vẻ gì cả, bởi vì từ câu nói của Vương Nhất, cô cảm nhận được một tầng ngăn cách rất lớn. Thành thật xin lỗi, là tôi nhận sai người. Phương Huệ mỉm cười xin lỗi với Vương Nhất, mất hồn mất đi rời khỏi hội trường, tôi đi vệ sinh một lát. Sau khi Phương Huệ rời khỏi, bầu không khí ở hiện trường tức khắc trở nên vô cùng kỳ lạ, tất cả mọi người cùng nhìn về phía Vương Nhất bằng ánh mắt vô cùng quái lạ. Thể theo thái độ của Phương Huệ với Vương Nhất, cũng như nội dung cuộc trò chuyện giữa hai bên, thật sự rất khó để xác định quan hệ giữa hai người thế nào. Lý Mộng Đình là người đầu tiên hoàn hồn, sắc mặt thay đổi liên tục, trạng thái cực kỳ không ổn định, sau đó nhìn về phía Vương Nhất, xem như anh may mắn, nhưng, chờ Kim Tổng và chủ nhân tòa nhà tới, anh cũng phải cút đi thôi. Vương Nhất nhướng mày, đang tính nói gì đó thì cửa bật mở. Nhưng người bước vào không phải Phương Huệ, mà là Kim Thành Vũ và Văn Thái. Cả hai khoác trên mình bộ tây trang tinh xảo, tôn lên dáng người rong ròng cao, tất cả các ông chủ có mặt ở đây đều vô cùng chấn động, vui mừng phấn khởi đứng bật dậy. Anh Văn Thái, cuối cùng anh cũng tới rồi. Lý Mộng Đình bước thẳng tới bên cạnh Văn Thái, cực kỳ tự nhiên khoác lấy tay anh ta. Sau khi vào Tân Giang hội, Văn Thái bảo cô ta lên hội trường trước, anh ta còn chút chuyện cần tâm sự với Kim Thành Vũ nên Lý Mộng Đình mới tới đây một mình. Thời gian chỉ mới trôi qua một khoảng ngắn vậy thôi mà cô ta đã nhớ anh ta không chịu nổi rồi. Rất cảm ơn các ông chủ dù rất bận rộn nhưng vẫn bớt thời gian tới tham dự tiệc tối của Kim Mỗ vô cùng cảm kích. Kim Thành Vũ mặt mày hồng hào quét mắt nhìn khắp toàn trường, sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Thái. Hiện tôi muốn giới thiệu cho mọi người một vị khách rất quan trọng, chủ nhân tòa nhà quốc tế, Văn Thái, anh Văn. Bốp bốp bốp, tất cả lão giám đốc đều ra sức vỗ tay, hơn nữa còn nhìn Văn Thái bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Đây là chủ nhân tòa nhà quốc tế, trong tay phụ trách rất nhiều hạng mục thành phố, không ngờ lại còn trẻ tới vậy. Nhất thời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính sợ quan sát Văn Thái. Văn Thái rất muốn nhắc nhở Kim Thành Vũ rằng anh ta đã quên thêm chữ cựu vào, nhưng nghĩ tới nếu Kim Thành Vũ đã ra vẻ thay anh ta, vậy anh ta rất vui lòng nhận lấy, thế là bật cười ha ha nói, dạo trước bận quá nên chưa có thời gian trở về thăm tòa nhà quốc tế, nếu người anh em Thành Vũ đã mở tiệc khoản đãi mọi người ở đây, vậy Văn Mỗ xin mặt dày mượn hoa hiến Phật, hy vọng đêm nay mọi người sẽ chơi tận hứng. Nhất định rồi. Cảm ơn Kim Tổng, Chủ tịch Văn. Đám lão giám đốc cảm ơn lia lịa. Kim Thành Vũ và Văn Thái quay sang nhìn nhau, cùng gật đầu với đối phương. Chợt, khóe mắt hai người họ lướt qua, đập vào mắt là gương mặt đầy vẻ giễu cợt của Vương Nhất, mặt mày hai người lập tức biến sắc. Vương Nhất, sao mày lại ở đây? Ai cho mày vào? Kim Thành Vũ vừa sợ vừa giận, thậm chí còn lùi về sau một bước như chim sợ cành cong. Phản ứng của Văn Thái giống hệt Lý Mộng Đình lúc mới nhìn thấy Vương Nhất. Rõ ràng anh đã bị giám đốc sảnh trước cản lại, sao có thể vào đây được chứ? Vương Nhất cảm thấy rất buồn cười, không phải anh mời tôi tới sao? Tao mời mày tới bao giờ? Mặt mày Kim Thành Vũ trở nên âm trầm, người tao mời mới là các ông chủ lớn của các tập đoàn thuộc tòa nhà quốc tế cùng với chủ nhân của tòa nhà, trong hai loại này, mày thuộc loại nào? Lý Mộng Đình hả hê nhìn Vương Nhất, chủ nhân buổi tiệc đã đích thân ra mặt đuổi đi. Xem anh còn mặt mũi tiếp tục ngồi đây nữa không? Anh ta là khách quý của tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi, hẳn Kim Tổng sẽ không để ý khi thêm một đôi đũa đâu nhỉ? Vừa dứt lời, Phương Huệ lập tức đẩy cửa tiến vào, ngước mắt bình thản nhìn Kim Thành Vũ. Phương Tổng! Khi thấy người tới là ai, sắc mặt Kim Thành Vũ tức khắc có hơi khó coi, ai chẳng biết trong tập đoàn Lệ Tinh, Phương Huệ là người được Lý Khinh Hồng tín nhiệm nhất. Lời của cô ta gần như có thể thay mặt cho lời nói và hành động của Lý Khinh Hồng. Hai mắt Văn Thái sáng rực lên khi nhìn thấy Phương Huệ,
sau đó liếc Lý Mộng Đình, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét. So với Phương Huệ, dù là dung mạo, khí chất, hay là dáng người, Lý Mộng Đình cũng đều kém xa. Nếu vì một vương nhất mà đắc tội với một người đẹp như vậy, thật sự có chút không đáng. Thế là anh ta đưa mắt ra hiệu với Kim Thành Vũ. Kim Thành Vũ lập tức hiểu ý, nhất thời không so đo. Vậy cũng được, nhiều một cái chén một đôi đũa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ăn tới phá sản sao? Lý Mộng Đình trợn tròn mắt, hơi hơi bất mãn liếc nhìn Văn Thái, sao không đuổi anh ta đi? Để lại chỉ tổ ảnh hưởng tâm trạng mà thôi. Cô ngậm miệng lại cho tôi. Văn Thái lập tức quát lớn một tiếng. Không biết vì sao nhưng từ khi nhìn thấy Phương Huệ, anh ta bỗng cảm thấy Lý Mộng Đình bên cạnh không còn thơm ngon nữa. Lý Mộng Đình cũng rất hoảng, hoàn toàn không hiểu tại sao mới nãy Văn Thái còn đang rất tốt với cô ta, một giây sau lại mất kiên nhẫn tới vậy, thế là không dám lên tiếng nữa. Đôi mắt như hồ ly của Tôn Kiều quét qua quét lại giữa Phương Huệ và Vương Nhất, chợt hiểu ra điều gì, mỉm cười nói, giọng điệu vô cùng cổ quái, tôi nói mà, Phương Tổng không hổ danh là người có mạng lưới quan hệ rộng nhất công ty. Mới qua không bao lâu mà đã có thêm một người đàn ông quỳ gối trước gấu quần của cô rồi. Vừa nghe thấy vậy, sát ý chợt lóe lên trong mắt Phương Nhất rồi biến mất. Những lời này không chỉ đang cạnh khóe Phương Huệ, mà còn lôi cả anh xuống nước. Nếu anh vẫn còn độc thân, vậy sẽ không tính toán nhiều, nhưng giờ anh là người đã có gia đình. Cô cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh. Anh lạnh lùng hỏi. Tôn Kiều không để ý tới ý nghĩa sâu xa ẩn trong câu nói của Vương Nhất, chỉ lo kiêu ngọa đáp lại, đúng vậy, tôi chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh, dưới một người, trên vạn người. Thế ư? Vương Nhất mặt không đổi sắc, vẫn bình thản như cũ, hỏi, cô có từng nghĩ tới sẽ có một ngày, mình từ chức phó tổng giám đốc rớt thẳng một phát xuống công nhân viên chức dưới đáy tập đoàn chưa? Câu nói này khiến Phương Huệ có hơi biến sắc, Tôn Kiều không biết năng lực của Vương Nhất. Nhưng cô ta lại biết sơ sơ. Lần đó, khi tới giải trí Huy Hoàng đòi nợ, tuy công lao được tính trên đầu Phương Huệ nhưng chỉ mình cô ta mới biết bản thân chỉ tới mua nước tương thôi, trước đó đã có người đòi được món nợ về rồi. Người kia, chính là Vương Nhất. Có phải anh tưởng rằng chỉ cần ôm được chân Phương Huệ là có thể hoành hành ngang ngược không? Tôn Kiều bày ra vẻ mặt châm chọc, khinh khỉnh nhìn Vương Nhất, nói, cô ta và tôi đều là phó tổng giám đốc, không ai lớn hơn ai cả. Muốn lấy Phương Huệ để chèn ép tôi ư, đợi kiếp sau nhá. Chúng ta đi. Phương Huệ mỉm cười xin lỗi với Vương Nhất, sau đó đi tới một góc tiệc rượu. Vương Nhất liếc mắt nhìn Tôn Kiều đầy sâu xa, xem ra, bên trong tập đoàn Lệ Tinh cũng không bền chắc như thép. Đến lúc thanh tẩy một phen rồi. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Vương Nhất hiện lên sự sắc bén. Đúng lúc này, một nam nhân viên tạp vụ tới trước mặt Kim Thành Vũ. Cung kính thưa, thưa ông chủ, vũ hội đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi người có thể tới đó bất cứ lúc nào. Được. Kim Thành Vũ cười lớn, đã có rượu, sao có thể thiếu ca múa. Các ông chủ, mời rời bước tới vũ hội. Dứt lời, anh ta lập tức dẫn đoàn người ở đây tới nơi tổ chức vũ hội. Màu chủ đạo của vũ hội là vàng và đỏ, hoa tươi làm nền, voan mỏng làm tường ngăn, trong góc còn có vài nghệ sĩ đang kéo vĩ cầm. Kim Thành Vũ tay nhanh lẹ mắt, bước tới trước mặt Tôn Kiều, cúi người 75 độ với cô ta, cô Tôn, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Tất nhiên rồi. Tôn Kiều vui vẻ đồng ý, sau đó đắc thắng liếc nhìn Phương Huệ. Trong khúc nhạc du dương, Tôn Kiều và Kim Thành Vũ ôm nhau, yêu nhã nện bước, nhảy lên điệu nhảy xã giao. Lý Mộng Đình hâm mộ nhìn hai người họ, sau đó như nghĩ tới điều gì, mặt mày mong chờ đợi Văn Thái ngỏ lời. Nhưng cô ta đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Văn Thái tới mời mình nhảy. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, cô ta phát hiện chẳng biết từ khi nào mà Văn Thái đã buông lỏng tay cô ta, nhìn về phía Phương Huệ bằng ánh mắt nóng bỏng đầy mong đợi. Nhất thời, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầy Lý Mộng Đình, cô ta chủ động nắm lấy tay Văn Thái, anh Văn Thái, em có thể nhảy cùng anh một điệu không? Tránh ra! Văn Thái hất tay Lý Mộng Đình ra, lạnh lùng phán, tôi không muốn nhảy với cô. Anh Văn Thái, anh nói gì vậy? Lý Mộng Đình ngây ra như phỗng, không có cách nào chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Dưới ánh nhìn đờ đẫn của Lý Mộng Đình, Văn Thái bước nhanh về phía Phương Huệ, lịch sự vươn tay về phía cô ta, mỉm cười hỏi, cô Phương, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã bị dung mạo và khí chất của cô hấp hồn rồi,
nếu không chê, cô có thể nhảy một điệu với tôi không? Khi thốt ra những lời này anh ta vô cùng tự tin, anh ta xuất thân từ nhà họ Văn ở Giang Chiết, là hào môn thế gia, số phụ nữ muốn nhảy một điệu với anh ta có thể xếp dài từ phía nam tới phía bắc thành phố, thế nên cô gái Phương Huệ này nhất định cũng sẽ trở thành vật trong túi bọn họ. Rất xin lỗi, tôi chê. Thế nhưng lời đáp trả vô cùng bình tĩnh của cô đã hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của anh ta. Phương Huệ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt đó không khác gì đang xem một đống rác rưởi, bình tĩnh vô cùng. Lập tức, Văn Thái ngây ngẩn cả người, nhìn Phương Huệ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô ta yêu nhã cất bước, lễ phục dạ hội màu trắng lướt trên mặt đất. Cô ta bình tĩnh đi tới trước mặt Vương Nhất đang ngồi trong một góc, chậm chậm vươn tay, dịu dàng mỉm cười. Anh Vương, không biết tôi có hân hạnh được cùng anh nhảy một điệu không? Có hân hạnh được nhảy cùng anh một điệu không? Nhìn thấy đôi mắt sáng như sao cùng lúm đồng tiền đẹp như hoa của Phương Huệ, lòng Vương Nhất chợt thấy nôn nao, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. Cô muốn nhảy với tôi? Phương Huệ nghiêm túc gật đầu, dưới ánh đèn mờ ảo trong vũ hội, đôi mắt của cô càng thêm sáng ngòi, như cất giấu vô số vì sao lấp lánh. Vương Nhất lắc đầu, cười nói, tôi không biết nhảy. Tôi biết, anh chỉ cần đi theo bước chân của tôi là được. Phương Huệ cố chấp nói, anh đã từ chối tôi một lần rồi, còn định từ chối thêm lần nữa sao? Nghe thế, nụ cười trên mặt Vương Nhất càng thêm sâu sắc. Anh chậm chậm đứng dậy, miệng thốt ra đúng một chữ. Được. Phương Huệ hồi thần, nụ cười mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng cô phải nhảy theo bước của tôi đó. Vương Nhất bỗng dặn dò. Nghe thế. Phương Huệ không khỏi thấy lạ, rõ ràng anh vừa nói mình không biết nhảy, sao giờ lại bảo cô ta nhảy theo bước của anh. Trong lúc cô ta còn đang ngây người, Vương Nhất đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như ngọc của cô. Như nắng ấm đầu đông khiến tuyết đầu mùa tan chảy, khiến cơ thể mềm mại của Phương Huệ khẽ run rẩy. Âm nhạc êm dịu vang lên, Vương Nhất kéo tay Phương Huệ, chậm rãi bước ra chính giữa sân khấu. Đó cũng chính là nơi Kim Thành Vũ và Tôn Kiều đang ôm nhau nhảy. Thấy Vương Nhất và Phương Huệ cùng bước về phía này, trên mặt Tôn Kiều không kiềm được mà để lộ nụ cười chế giễu. Đường đường là Phương Tổng mà cũng dẫn trai tới nhảy nhót sao? Tạm dừng vài giây, sau đó Tôn Kiều liếc mắt nhìn Vương Nhất, buông lời mỉa mai, người bạn nhảy mà cô chọn có biết khiêu vũ không đó? Đừng tới làm trò cười cho thiên hạ đấy. Phương Huệ nổi giận, đang tính nói gì đó thì nhìn thấy Vương Nhất lắc đầu. Trong tiếng nhạc dịu êm, Vương Nhất nhẹ nhàng ôm lấy eo Phương Huệ, kéo cô ta vào lòng mình. Phương Huệ tức khắc trợn trừng hai mắt, mùi đàn ông nồng đậm đập vào mặt khiến cô ta mặt đỏ tim đập mạnh, toàn thân lập tức trở nên cứng đờ. Thế nhưng Vương Nhất rất biết chừng mực, không có tiến xa thêm, biểu hiện rõ sự phong độ cũng như ga, lăng, Phương Huệ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy hơi thất vọng. Dưới sân khấu, một đôi mắt tràn ngập sự oán độc nhìn chòng chọc Vương Nhất và Phương Huệ. Chính là Văn Thái. Mặt mày anh ta trở nên vặn vẹo rất khó coi, tức đến run rẩy cả người run. Một người đàn ông ở trước mặt mọi người mời một cô gái nhảy điệu đã đủ để chứng minh tâm ý của anh ta, nhưng Phương Huệ lại lạnh lùng từ chối lời mời của anh ta. Nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng cô ta còn chủ động ngỏ lời với một tên phế vật vô dụng, sự chênh lệch tâm lý quá lớn như lòng sông với mặt biển khiến Văn Thái nhất thời không chấp nhận nổi. À đàn bà hạ tiện này. Văn Thái tức giận hít sâu một hơi, bây giờ các ông chủ của tập đoàn ở khắp bốn phía đều đã có bạn nhảy, trái lại chỉ còn mình anh ta một thân một mình đầy cô độc. Anh Văn Thái, em sai rồi, mong anh sẽ tha thứ cho em. Sau lưng truyền tới giọng nói của Lý Mộng Đình. Tuy cô ta không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến Văn Thái không chịu nhảy với cô ta, nhưng cứ xin lỗi trước đã rồi tính. Nhìn Lý Mộng Đình đứng bên cạnh, lại nhìn Phương Huệ trong lòng Vương Nhất. Hai người một bên tựa trời một bên tựa đất, điều này nhất thời khiến Văn Thái càng thêm tức giận. Anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Văn, đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi chứ biết làm gì được. Văn Thái trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Lý Mộng Đình nói, Mộng Đình, chuyện mới nãy, thành thật xin lỗi em. Không sao đâu. Lý Mộng Đình trực tiếp lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, chỉ cần anh Văn Thái chịu tha thứ cho em. Em tình nguyện làm bất cứ điều gì vì anh. Thấy Lý Mộng Đình ngoan ngoãn nghe theo như vậy, trong mắt Văn Thái lóe lên một tia sáng. Không chừng trong tương lai, ả đàn bà này vẫn còn chỗ có thể lợi dụng được.
không nói chuyện này nữa, chúng ta nhảy đi. Văn Thái ôm lấy Lý Mộng Đình cũng hoàn toàn rơi vào tay giặc. Chú ý tới ánh mắt Văn Thái vẫn luôn dán chặt lên người Vương Nhất và Phương Huệ, Lý Mộng Đình không nhịn được, nói, anh Văn Thái, anh cứ yên tâm, tên phế vật kia làm gì biết nhảy múa cơ chứ, anh cứ chờ xem bọn họ tự làm mình xấu mặt đi. Nghe thấy những lời Lý Mộng Đình nói, tâm trạng Văn Thái mới tốt lên một chút, vừa nhảy điệu xã giao, chờ Vương Nhất bị xấu mặt. Bên kia, Vương Nhất ôm lấy Phương Huệ, nhanh chóng lay động, cất bước nhịp nhàng theo điệu nhạc, Phương Huệ cũng vội vàng nhảy theo. Đồng thời, Phương Huệ cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Vương Nhất, nhưng chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất đã nhắm hai mắt lại. Cơ thể anh cũng nhẹ nhàng lắc lư tựa làn gió nhẹ nhẹ, từ góc nhìn của người bên cạnh, trông động tác của anh thế mà lại vô cùng tự nhiên. Trên gương mặt trang nhã xinh đẹp hiện rõ nét kinh ngạc, cô ta phát hiện bản thân hoàn toàn không theo kịp bước chân của Vương Nhất. Đây là không biết nhảy mà Vương Nhất đã nói sao? Vương Nhất như cảm nhận được điều gì, bình tĩnh nói, tôi sẽ chậm lại. Dứt lời, anh thả chậm bước chân để Phương Huệ có thể theo kịp, cả người cũng uyển chuyển cử động, dẫn dắt Phương Huệ phối hợp với anh. Bài nhạc từng bước tiến vào khúc cao trào, Vương Nhất nhắm mắt lại, tựa như cả thể xác lẫn tinh thần đều đã dung nhập vào âm nhạc. Phương Huệ thầm cảm thán, trợn trừng hai mắt, nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt không thể tin nổi. Dưới sự dẫn dắt của anh, Phương Huệ cũng dần hòa mình vào âm nhạc. Mọi người xung quanh cũng đã ngừng nhảy, dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Phương Huệ và Vương Nhất đang nhảy múa trên sân khấu. Ánh sáng tỏa chiếu khắp sân khấu cũng thu hẹp, chỉ còn lại duy nhất một chùm sáng dọi thẳng xuống người Vương Nhất và Phương Huệ. Lý Mộng Đình, Văn Thái, Tôn Kiều, Kim Thành Vũ lại mở to hai mắt đứng nhìn, dù là bọn họ cũng không kiềm được mà tạm dừng mọi hành động, liếc mắt ngắm nhìn điệu nhảy của Vương Nhất và Phương Huệ. Ánh sáng và bóng tối liên tục thay đổi vị trí, hòa với tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của điệu nhạc, trong mắt mọi người chỉ còn lại hai bóng hình một đen một trắng đang thực hiện một loạt động tác lưu sướng như nước chảy. Đợi tới lúc họ hoàn hồn, nhạc đã chuyển sang bài khác, chuyện vừa nãy tựa như một giấc mơ. Sau khi điệu nhạc kết thúc, Vương Nhất mở mắt, tự nhiên thả tay Phương Huệ ra, không chút lưu luyến bước xuống sân khấu, hệt như chưa từng tới đây bao giờ. Phương Huệ đứng trên sân khấu hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, vội đuổi theo Vương Nhất, hỏi, anh học bước nhảy này ở đâu vậy? Chỉ có những quý tộc hoàng gia phương Tây mới biết kiểu nhảy này thôi mà. Hồi học đại học, chuyên ngành Phương Huệ lựa chọn là lễ nghi, nên mới may mắn biết một chút. Vương Nhất nở nụ cười nhàn nhạt, không giải thích. Thân là chiến thần quân đội, sao anh có thể chỉ biết cầm dao, súng giết người chứ, những kỹ năng khác cũng vô cùng quan trọng. 5 năm chinh chiến, anh liên tục hoàn thành vô số nhiệm vụ bí mật bất khả thi, trong số đó, có vài nhiệm vụ cần phải tiếp xúc với quý tộc nước ngoài, nếu không biết nhảy vài điệu xã giao thì sao mà được. Anh là chiến thần danh chấn thiên hạ trong quân đội, cũng là một quý ông lịch sự, ga, lăng, ôn hòa văn nhã. Hóa thân thành thiên sứ hay ác ma, vậy phải xem bạn là ai. Vũ hội kết thúc, đám người Lý Mộng Đình, Tôn Kiều cũng theo đó hồi thần, mặt mũi ai nấy xanh mét, như bị ai quăng cho hai cái bạt tai vậy. Vốn tưởng Vương Nhất không biết khiêu vũ, chờ anh tự làm mình xấu mặt trên sân khấu vũ hội, ai ngờ mọi chuyện lại xoay ngược, anh trở thành điểm sáng nhất toàn trường. Sau khi quay lại yến tiệc, ai ai cũng tự động ngồi xuống. Vương Nhất cũng rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế vàng kia, sắc mặt bình tĩnh, không giận tự uy. Khi Kim Thành Vũ, Lý Mộng Đình cùng bước tới, Văn Thái cũng đã đến nơi, thấy chỗ ngồi của bản thân bị cướp mất, mặt mày anh ta lập tức tối sầm lại. Anh dám ngồi vị trí của tôi. Kim Thành Vũ thấy cảnh tượng như vậy thì bị dọa đến mức mặt đổi sắc, vội vàng quát lớn, mày, cái loại phế vật này, còn không mau cút xuống cho tao, đây là chỗ mày có thể ngồi sao? Vương Nhất nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, không phải anh mời tôi, rồi đặc biệt sắp xếp một chỗ ngồi dành riêng cho tôi hả? Phốc! Lời này vừa được nói ra, xung quanh lập tức có người mỉa mai cười ra tiếng. Đặc biệt sắp xếp cho anh hả? Tôi thấy có vẻ anh vẫn chưa tỉnh ngủ phải không? Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất với vẻ mặt oán hận có thêm chút hả hê, đồng thời cố ý thân mật khoác vai Văn Thái, kiêu ngạo nói. Đó là vị trí đặc biệt mà Chủ tịch Kim sắp xếp cho ông chủ của tòa nhà quốc tế đấy, cũng chính là bạn trai của tôi, anh Văn Thái, anh xứng sao? Thấy Lý Mộng Đình dám tuyên bố mình là bạn trai của cô ta ở trước mặt mọi người, khuôn mặt Văn Thái trở nên nhăn nhó, nhưng lúc này anh ta cũng không tiện phủ nhận,
đành phải giữ dáng vẻ tươi cười cứng ngắc chấp nhận. Chứng kiến Văn Thái gật đầu, tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao lên tỏ vẻ hâm mộ, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Lý Mộng Đình, ngay cả Kim Thành Vũ cũng giật mình nhìn sang Lý Mộng Đình. Chẳng qua anh ta chỉ sắp xếp để Lý Mộng Đình đi cùng với Văn Thái thôi, không ngờ từ người đi cùng lại thành một người bạn trai. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của các ông chủ xung quanh, ánh mắt nịnh nọt cùng với một vài ánh mắt ghen ghét hâm mộ, căm tức của mấy người phụ nữ xung quanh, Lý Mộng Đình không kìm nổi có hơi lâng lâng, càng thêm đắc ý nhìn về phía Vương Nhất, tôi khuyên anh tốt nhất là đứng lên đi, nếu không thì chiếc ghế vàng này sẽ bị anh làm cho ô uế mất. Vương Nhất có hơi buồn cười nhìn Lý Mộng Đình, anh nói, tôi không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu. Lý Mộng Đình chỉ vào cái ghế được đặt ở một góc hẻo lánh, cười lạnh nói, không phải ở kia có một chiếc ghế sao? Anh cầm một bát cơm và chút đồ ăn rồi ăn ở trên chỗ ấy đi. Cô ta vừa nói lời này xong, tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác, quay sang nhìn về phía Vương Nhất. Lời nói này trực tiếp đá Vương Nhất ra ngoài, hơn nữa còn giống như ban thưởng những thứ đồ ăn này cho Vương Nhất. Phương Huệ không thể nhìn được nữa, nhìn về phía Lý Mộng Đình với vẻ mặt giận dữ, sao cô có thể sỉ nhục người khác như vậy chứ? Sỉ nhục. Lý Mộng Đình cười mỉa một tiếng, liếc nhìn Vương Nhất, nói, một tên phế vật mà cũng vọng tưởng tiến vào thế giới của xã hội thượng lưu, thật sự quá buồn cười, để anh ta ở lại chỗ này ăn cơm là đã nể mặt anh ta lắm rồi. Phương Huệ không để ý đến cô ta mà nhìn về phía Kim Thành Vũ và Văn Thái, lạnh giọng chất vấn, Chủ tịch Kim, anh Văn, thái độ của các anh cũng là như vậy sao? Đương nhiên, Kim Thành Vũ nói bằng giọng điệu bình thản. Tối nay tôi đã mời ông chủ của các tập đoàn sở hữu khối tài sản cả nghìn tỷ để cùng bàn bạc, trao đổi việc hệ trọng trong kinh doanh, sao đến lượt một tên phế vật nhà họ Lý lăn lộn vào đây được. Không muốn ăn cơm ở nơi hẻo lánh thì được thôi, cút ra khỏi nơi này đi. Văn Thái cũng chỉ vào cái ghế vàng kia, nói, cái ghế kia vốn là chỗ ngồi của tôi, giờ lại bị anh ta cướp mất, thật là khiến người khác mất khẩu vị. Đã như vậy thì cơm này không ăn cũng được. Dầm một cái. Phương Huệ đập bàn đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp mang theo tia giận dữ, tập đoàn Lệ Tinh tôi đây sẽ rời khỏi cái bữa tiệc này. Lời này vừa nói ra, không ít ông chủ của các công ty đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tập đoàn Lệ Tinh có thể nói là công ty đứng đầu bảng của tòa nhà quốc tế, nếu như tập đoàn Lệ Tinh rút khỏi hạng mục xây dựng, vậy thì cơ hội của họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Những người khác đều ước gì tập đoàn Lệ Tinh rút đi, nhưng Tôn Kiều lại vô cùng sốt ruột, kéo Phương Huệ lại, đứng lại. Cô rời đi thì những việc mà Lý Tổng giao cho phải làm như thế nào? Hạng mục xây dựng thành phố phải làm sao bây giờ? Phương Huệ gạt tay của Tôn Kiều ra, nói, nếu như phải hợp tác cùng với những người này, tôi thà rằng không cần hạng mục xây dựng thành phố này, tin chắc Lý Tổng cũng nghĩ như vậy. Tôn Kiều nghe xong định khuyên thêm vài câu nữa, cô ta đảo mắt một vòng xung quanh, chợt nghĩ dù sao nếu cạnh tranh hạng mục xây thành này thất bại thì đều do một mình Phương Huệ, có liên quan gì đến mình chứ? Chỉ cần cô ta thêm mắm thêm muối một vài lời nữa, nói không chừng vị trí phó tổng giám đốc của Phương Huệ cũng không giữ lại được nữa, tội gì mà không làm. Đây là do cô nói đấy, đừng hối hận. Tôn Kiều như sợ Phương Huệ hối hận, trực tiếp chụp mũ lên đầu của Phương Huệ, ngày mai tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện chi tiết cho Lý Tổng, là vì cô ích kỷ, chủ động từ bỏ cạnh tranh, hại Lệ Tinh tổn thất một hạng mục lớn. Tôn Kiều, cô, vẻ mặt của Phương Huệ thay đổi, vừa sợ vừa tức giận. Nhưng nhất thời đâm lao phải theo lao. Vương Nhất ngồi trên ghế vàng, híp mắt lại đánh giá hai người phụ nữ này. Phương Huệ đã nói giúp anh như vậy, sao anh có thể bạc đãi cô ta được? Về phần Tôn Kiều này, không cần ở lại nữa rồi. Đinh! Đúng lúc này, điện thoại nhận được hai tin nhắn, đều là của La Chí Viễn gửi tới. Ông chủ, tôi đến Tân Giang hội rồi. Với lại tôi cũng dẫn theo người của tôi đến. Lát nữa sẽ dẫn ông ta đến gặp ngài. Nhìn nội dung tin nhắn, Vương Nhất nở nụ cười nhàn nhạt, nói với Phương Huệ, Phương Tổng, cô yên tâm, tôi sẽ không đi, cô cũng không cần phải đi, người phải đi chính là bọn họ. Lý Mộng Đình nghe được câu này, không nhịn được cười mỉa ra tiếng, Vương Nhất, sao anh còn trẻ như vậy mà đã hồ đồ rồi thế? Tân Giang hội là câu lạc bộ tư nhân của Chủ tịch Kim, sao có thể đi được? Kim Thành Vũ cũng cười. Tôi là ông chủ của Tân Giang hội, tôi nói mới tính chứ. Các ông chủ của công ty khác cũng đều cười ra tiếng. Cậu nhóc này thật không biết điều, thần tiên cũng khó mà cứu được.
Chủ tịch Kim, anh Văn, mặc kệ anh ta đi, chúng ta mau vào chủ đề chính của ngày hôm nay đi. Một vài vị giám đốc công ty đã không chờ được nữa, thúc giục Kim Thành Vũ tuyên bố chủ sở hữu hạng mục xây dựng. Kim Thành Vũ cười cười, nói với Văn Thái, đúng thế, anh Văn cũng đừng giấu nữa, trên tay anh cũng có vài hạng mục còn chưa tìm được công ty tiếp nhận phải không? Anh xem. Văn Thái nghe Kim Thành Vũ nói trong tay anh ta có một ít hạng mục nhỏ thì lập tức hiểu ý cười cười, nói, đương nhiên không sao cả, anh em với nhau, tôi với anh mới gặp đã thân, mấy hạng mục trên tay tôi đều sẽ giao cho công ty ẩn long của anh phụ trách. Lời này vừa nói ra, các ông chủ công ty khác đều ủ rũ, mà Kim Thành Vũ lại như được tiêm máu gà, đứng phát dậy, kích động nhìn Văn Thái, anh Văn, anh nói thật không vậy? Chính miệng tôi đã hứa hẹn, còn có thể giả sao? Kim Thành Vũ lập tức liếc nhìn Lý Mộng Đình, nhất định Lý Mộng Đình đã nói lời hữu dụng gì đó nên Văn Thái mới có thể không chút do dự mà đưa toàn bộ hạng mục cho công ty ẩn long. Lúc này anh ta giơ một ly rượu lên, nào, anh Văn, tôi mời anh một ly. Anh Văn Thái, tôi cũng mời anh một ly. Lý Mộng Đình cũng nâng ly rượu lên, khuôn mặt kích động, Chủ tịch Kim đã từng hứa chỉ cần ẩn long bắt được hạng mục xây dựng thành phố mới này thì sẽ có phần của cô ta. Văn Thái khó hiểu nhìn Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình, sao chỉ mấy cái hạng mục nhỏ của nhà họ Văn đã khiến họ kích động thành như vậy. Xem ra Thiên An vẫn phát triển không sánh bằng Tô Thượng. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Văn Thái xẹt qua một tia khinh miệt nhưng vẫn chạm ly với Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình. Trơ mắt nhìn Văn Thái giao hạng mục xây dựng thành cho công ty ẩn long, sắc mặt Phương Huệ lúc đỏ lúc trắng, cô ta cắn chặt môi, đầy một bụng nghẹn khuất. Phương Huệ, chắc chắn cô tiêu đời rồi, Lý Tổng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Khóe miệng Tôn Kiều cũng nở một nụ cười lạnh lùng. Cạch! Đúng lúc này, cửa lớn hội trường bị một lực lớn đẩy ra, La Chí Viễn sải bước nhanh đi đến. Ánh mắt ông ta lạnh lùng quét một vòng quanh hội trường sau đó quát lớn, dọn rác, tất cả đều cút hết ra ngoài cho tôi. Một tiếng hét to mười phần nội lực lập tức khiến cho cả hội trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tăng Quốc Vinh. Tăng Tổng! Sau khi phục hồi lại tinh thần, toàn bộ đám ông chủ đều rụt cổ, vẻ mặt sợ hãi. Phương Huệ cũng kinh ngạc nhìn Tăng Quốc Vinh, không thể ngờ nhân vật lớn này sẽ đến đây. Tăng Quốc Vinh, ông xông vào Tân Giang hội của tôi để làm gì? Vẻ mặt Kim Thành Vũ u ám, quát to với Tăng Quốc Vinh. Làm gì sao? Hừ hừ. Ngoài mặt Tăng Quốc Vinh cười nhưng trong lòng không hề cười, trong mắt ông ta rõ ràng mang theo một tia âm ngoan, đương nhiên là dọn rác, mời mấy người đi ra ngoài rồi. Ông dám. Kim Thành Vũ nổi trận lôi đình, hai tay đập dầm một tiếng, vỗ mạnh trên mặt bàn, Tân Giang hội là địa bàn của tôi, ông muốn mời tôi ra ngoài trong địa bàn của tôi sao? Nếu như cậu không phối hợp thì tiếp theo sẽ dùng phương pháp cưỡng chế. Kiêu căng. Quá kiêu căng. Những lời Tăng Quốc Vinh nói khiến cho tất cả mọi người ở đây tức giận đến mức không nói nên lời. Văn Thái từ từ đứng lên, nhìn Tăng Quốc Vinh nói, Tăng Quốc Vinh, lâu rồi không gặp, ông đã trở nên kiêu ngạo như vậy. Là cậu. Tăng Quốc Vinh nhìn thấy Văn Thái thì thay đổi sắc mặt. Hai người họ từng có ít quan hệ, từ lúc trước Văn Thái về nhà, chuyển bán tòa nhà quốc tế cho Tăng Quốc Vinh. Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt ông ta đã khôi phục bình thường, nếu cậu đã cùng một phe với họ vậy thì cũng mời đi ra ngoài. Dầm! Văn Thái cũng lập tức lạnh mặt, ông có biết mình đang nói chuyện với ai không? Cậu cũng nên biết rõ, mình đang ở đâu mà nói như vậy. Lại một giọng nói vô cùng mạnh mẽ và có hơi âm trầm vang lên, một người đàn ông đi đến, ánh mắt sắc bén nhìn tất cả mọi người xung quanh. Nhà giàu nhất Thiên An, Hồ Hoàng Việt. Hồ Tổng. Ngay tức khắc, các ông chủ công ty xung quanh đều thay đổi sắc mặt, nếu như nói chẳng qua Tăng Quốc Vinh chỉ mang đến cho họ một chút áp lực thôi thì khi Hồ Hoàng Việt đến, lập tức khiến họ rơi vào nỗi sợ hãi thật sâu trong lòng. Chỉ cần Hồ Hoàng Việt nói một câu, có thể tùy tiện khiến một người trong số họ táng ra bại sản, thân bại danh liệt. Sắc mặt Kim Thành Vũ cũng trở nên xấu xí, không ngờ Hồ Hoàng Việt cũng tới. Văn Thái không biết Hồ Hoàng Việt vẫn không sợ hãi như cũ, tôi đến từ nhà họ Văn ở Giang Chiết, ông dám đuổi tôi đi. Vốn tưởng rằng Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh có lẽ sẽ có điểm kiêng kỵ, không ngờ Hồ Hoàng Việt rõ ràng không sợ hãi thậm chí khóe miệng vẫn mang theo vài phần khinh thường. Nhà họ Văn nhỏ bé ở Giang Chiết mà cũng dám tới đây ngông cuồng. Dừng một chút, Hồ Hoàng Việt lại nói,
cậu có tin ngày mai Văn Cung Hiển sẽ mất trắng hay không? Bùm! Vừa nghe lời này, Văn Thái đã trực tiếp đứng lên, ánh mắt run sợ, ông biết ba tôi. Không chỉ quen biết, còn biết rất rõ nguồn gốc nữa. Hồ Hoàng Việt tiếp tục cười lạnh. Vì vậy, vẻ mặt Văn Thái biến đổi âm trầm, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí hiện tại trở nên ngưng trọng, trước mặt Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt, các ông chủ của các công ty đều trở nên nhỏ bé bình thường như mấy con sâu, con kiến. Ngược lại Tôn Kiều lại cảm thấy không sao cả, trong đầu cô ta đều là dáng vẻ của Phương Huệ khi bị Lý Tổng quát mắng vào ngày mai, nghĩ đến đây trong lòng cô ta đã tràn đầy cảm giác vui sướng. Phương Huệ ở một bên chợt nhớ tới điều gì, quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất. Trên mặt Vương Nhất mang ý cười nhạt, dường như không hề bất ngờ với việc Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt đến. Chẳng lẽ là anh ta? Trái tim của Phương Huệ đập loạn xạ, dao động tới cực điểm. Ông chủ Hồ, ông chủ Tăng, uy phong của hai vị thật lớn nhưng Tân Giang hội này là địa bàn của Kim Thành Vũ tôi, các ông có tư cách gì đuổi người chủ nhân này ra ngoài? Kim Thành Vũ đứng dậy, nhìn Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt đang không ngừng tạo áp lực, vẻ mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Cậu muốn tư cách, được, tôi sẽ cho cậu tư cách. Hồ Hoàng Việt tiến lên một bước, giọng nói vang dội. Người tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng phải mở tiệc chiêu đãi khách quý ở chỗ này, cái này có đủ tư cách hay không? Oanh! Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Tất cả các ông chủ của các công ty lớn đều ngơ ngác nhìn Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh, vẻ mặt của Kim Thành Vũ và Văn Thái cũng thay đổi, sâu trong mắt thậm chí còn cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi xâm nhập thẳng vào trong linh hồn. Lý Mộng Đình không biết người tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng có ý nghĩa như thế nào, cô ta giận dữ nói, cái gì mà tổng phụ trách, để cho anh ta một mình một phòng không phải là được rồi sao, có cần phải dọn hết như vậy không? Nghe vậy Tăng Quốc Vinh lập tức cười lạnh, các người mà xứng ngang hàng với vị khách quý ấy sao? Lúc này, Văn Thái cũng bị câu nói của Lý Mộng Đình dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, ba của anh ta cũng không dám nói chuyện với người của thương hội Hồng Ưng đâu. Chát! Anh ta tát một cái vào mặt của Lý Mộng Đình, gần như là gào lên. Cô cầm miệng lại cho tôi. Lúc nghe thấy bốn chữ người tổng phụ trách, Kim Thành Vũ đã nhanh chóng đi tới trước mặt Hồ Hoàng Việt, gần như là thay đổi hoàn toàn thái độ. Hóa ra là người tổng phụ trách đại giá ghé thăm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Anh ta cười cười, trong lời nói rõ ràng mang theo nịnh nọt, tôi đây sẽ đưa người rời khỏi Tân Giang hội. Nhờ hai vị ở trước mặt người tổng phụ trách nói tốt cho tôi vài câu. Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt nhìn nhau, hờ hững gật đầu. Cứ như vậy, Kim Thành Vũ mang theo đám ông chủ của các công ty và Văn Thái, Lý Mộng Đình đều đứng dậy đi ra khỏi địa bàn của mình. Cho dù là trong lòng họ trăm lần không muốn cũng phải tuân theo, ai bảo người tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng đã đến đây rồi. Hơn nữa là mở tiệc chiêu đãi một vị khách tôn quý. Có thể được người tổng phụ trách trịnh trọng đối đãi như thế thì sao lai lịch có thể nhỏ được. Lý Mộng Đình che vẻ mặt u ám, đang giận dữ không có chỗ phát tiết thì bỗng nhiên liếc xéo thấy Vương Nhất vẫn như không có việc gì trước ngồi trên ghế vàng, lập tức nổi giận. Phế vật, dẹp rồi, nhanh cút ra đây. Ánh mắt Vương Nhất hơi hơi nheo lại còn chưa nói gì, khuôn mặt của Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đã giật giật mạnh một cái, tức giận nói với đám người Lý Mộng Đình, tôi nói mấy người đấy, xéo hết cho tôi. Lý Mộng Đình lập tức sững sờ, ngơ ngác nhìn Vương Nhất, vì sao tên phế vậy kia lại không bị đuổi đi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên. Văn Thái kéo Lý Mộng Đình đi, vội vàng rời khỏi Tân Giang hội. Phương Huệ cũng đang định rời đi thì lúc này cô ta lại bị Hồ Hoàng Việt ngăn lại, cô Phương, xin dừng bước. Vẻ mặt Phương Huệ nghi hoặc. Đúng vậy. Giọng điệu Hồ Hoàng Việt ôn hòa, cư xử cực kỳ khách khí với đối phương. Người tổng phụ trách rất coi trọng cô cho nên muốn mời cô ở lại ăn một bữa cơm rau dưa. Người tổng phụ trách, Phương Huệ có hơi được để ý mà lo sợ, cô ta cũng chưa từng tiếp xúc với thương hội Hồng Ưng bao giờ, nhưng nghĩ tới Kim Thành Vũ, Văn Thái và đám người kia đều phải ngoan ngoãn rời khỏi thì chắc chắn người tới cũng là một nhân vật máu mặt, sao có thể chú ý tới cô ta. Đừng thấy cô ta là một trong số các phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh, lương một năm mấy tỷ. Thực ra trong mắt các nhà tư bản chân chính cô ta vẫn là người nghèo mà thôi. Rầm rầm. Đúng lúc này cửa lại mở. La Chí Viễn đi đến, Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt lập tức cung kính chào hỏi, chào tổng phụ trách. Ừ. La Chí Viễn nhàn nhạt gật đầu, nói,
làm không tệ. Phương Huệ len lén đánh giá ông ta, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đây là người tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng sao? Quả nhiên khí chất bất phàm. Rồi sau đó bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, Phương Huệ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, xin hỏi một chút, vị khách quý mà các ngài nói đâu? Ba người La Chí Viễn liếc nhìn nhau rồi sau đó cười thần bí, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phương Huệ sửng sốt 3 giây, bỗng nhiên như đã hiểu ra điều gì, quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất. Là anh. Trong ánh mắt khiếp sợ tột cùng của Phương Huệ, nụ cười của Vương Nhất sâu hơn, nhẹ nhẹ gật đầu. Anh. Cơ thể Phương Huệ run lên, theo bản năng lùi lại một bước, trong ánh mắt mang theo chấn động, nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Sao cô lại sợ hãi đến vậy, tôi cũng chẳng ăn thịt cô. Vương Nhất có hơi bất đắc dĩ nói. Phương Huệ hít một hơi, gạt đi nỗi xấu hổ trên mặt tươi cười nói, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, anh vẫn luôn bị sỉ nhục trong buổi tiệc, vậy mà là người có địa vị cao nhất. Mãi đến tận bây giờ, Phương Huệ mới hiểu được, vì sao ngay từ đầu Vương Nhất lại ngồi trên chiếc ghế vàng, bởi vị trí kia vốn thuộc về anh. Cũng hiểu được Vương Nhất đã bị sỉ nhục, nhưng vẫn thờ ơ chẳng bận tâm, bởi vì bọn họ mới thực sự là lũ hề, liều mạng tìm cảm giác tồn tại trước mặt Vương Nhất. Tuy rằng không còn khiếp sợ như trước đó, nhưng trong lòng Phương Huệ vẫn không thể nào bình tĩnh được, hai mắt đầy hoảng hốt, gương mặt cũng đầy phức tạp. 5 năm, cô luôn tự cho rằng mình đã đuổi kịp bóng dáng phong trần kia, lại không ngờ rằng, khoảng cách mỗi lúc một xa hơn. Không ai phát hiện gương mặt Phương Nhã thoáng hiện lên chút huệ oải, Vương Nhất cười cười, mời mọi người ngồi, ngồi xuống cả đi. Phương Huệ, La Chí Viễn, Tăng Quốc Vinh, Hồ Hoàng Việt đều ngồi xuống. Trước đó, anh đã cho phục vụ làm một bàn đồ ăn nữa. Phương Huệ có hơi lo lắng, Vương Nhất cười không nói, không cần lo lắng, cứ quên thân phận quan trọng này của tôi quên đi là được, tôi chỉ là một người rất bình thường. Phương Huệ cười gật gật đầu. Trên bàn ăn, Vương Nhất không nhắc lại công việc, chỉ nói chuyện thường ngày. Tăng Quốc Vinh, Hồ Hoàng Việt, La Chí Viễn đều như được tiêm tiết gà, liên tục kính rượu Vương Nhất. Đây chính là ông chủ lớn mà đại nhân thương chi đều cung kính, nếu trở thành tâm phúc của anh, thì tương lai tiền đồ vô lượng. Phương Huệ lại không có hứng thú lắm, vẫn uống rượu giải sầu, chỉ chốc lát sau, mặt đã hồng như mông khỉ. Rượu quá 3 lượt, 3 người Tăng Quốc Vinh, Hồ Hoàng Việt, La Chí Viễn tự nhận ngàn chén không say, vậy mà cũng gục. Chỉ riêng Vương Nhất, vẻ mặt vẫn bình thường như trước. Sau khi đưa bọn họ lên xe, Vương Nhất cũng quay đầu nhìn về phía Phương Huệ đã say, lại đây, tôi đưa cô về nhà. Phương Huệ không mở miệng, cả người mềm nhũn nằm trên sofa. Vương Nhất thở dài, ánh mắt nhìn về phía Phương Huệ cũng trở nên phức tạp, đỡ Phương Huệ xuống. Tại cổng hội Tân Giang, chiếc xe Rolls-Royce màu đen đã chờ sẵn, Lãnh Nhan tự mình lái xe. Đỡ Phương Huệ vào xe, Vương Nhất hỏi một câu, nhà cô ở đâu? Phương Huệ mơ hồ không rõ nói, Xuân Giang Thành. Vương Nhất lập tức nói với Lãnh Nhan, đến Xuân Giang Thành đi. Dạ, Lãnh Nhan lập tức khởi động xe. Cả đường đi không nói chuyện, sắc mặt của Vương Nhất rất bình tĩnh, nhìn phong cảnh bốn phía không ngừng lùi xa mà xuất thần. Sột soạt, Phương Huệ bên cạnh lại chờ mình, Vương Nhất cảm giác được, đôi mắt sáng quắc phía sau đang nhìn anh chằm chằm. Anh thật sự không nhớ tôi sao? Giọng nói của Phương Huệ mang theo men say, lần đó gặp thoáng qua ở công ty giải trí Huy Hoàng, tôi đã cảm thấy các anh rất giống nhau. Tuy rằng khí chất và gương mặt thay đổi một chút, nhưng tôi có thể chắc chắn, anh chính là người của 5 năm trước, sao anh lại phủ nhận chứ? Vương Nhất nhắm chặt hai mắt, miệng nhàn nhàn, cô Phương, cô nhận nhầm người rồi, tính cả hôm nay, đây là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi. Im lặng rất lâu. Phương Huệ nhìn Vương Nhất, giật mình mở to hai mắt, anh. Kết hôn rồi. Vương Nhất trịnh trọng gật gật đầu, ừ, còn có một cô con gái 5 tuổi. Phương Huệ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dưới tác dụng của cồn, cô cảm thấy lạnh thấu xương. Cô xoay người một cái, đưa lưng về phía Vương Nhất, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Vương Nhất lại mở to mắt lần nữa, lần này, đã là một mảnh bình tĩnh. Rất nhanh đã đến Xuân Giang Thành. Vương Nhất định đưa Phương Huệ về nhà, lại bị Phương Huệ từ chối, một mình thất tha thất thểu đi vào tiểu khu, biến mất trong tầm mắt của Vương Nhất. Vương Nhất sâu kín thở dài,
vẻ mặt phức tạp. Thực ra anh đã phát hiện từ lâu, chỉ là không nhắc tới mà thôi. 5 năm trước, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, anh từng tiện tay cứu một sinh viên nữ. Sinh viên nữ này chính là Phương Huệ. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh có thể ở lại một chút không? Tôi không có bạn bè gì cả, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Xin lỗi, tôi rất bận. Vậy sau này anh có trở lại thành phố này nữa không? Có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi tên Phương Huệ, anh tên gì vậy? Cô gái vốn định hỏi tên Vương Nhất, để sau này có thể dễ dàng tìm kiếm, bóng dáng Vương Nhất đã biến mất không dấu vết. Không ngờ 5 năm sau, lại gặp mặt lần nữa. Chỉ tiếc, cảnh còn người mất. Đi thôi. Vương Nhất thu tầm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nói với Lãnh Nhan. Lãnh Nhan đạp chân ga, xe chạy về phía Tử Viên như bay. Kim Thành Vũ tiễn hết khách khứa, lúc này, điện thoại vang lên. Nhìn màn hình thông báo, ánh mắt Kim Thành Vũ trở lên vi diệu, ả này gọi đến làm gì chứ? Nhưng vẫn nhận cuộc gọi, trên mặt hiện ra một nụ cười ấm áp, em họ, có việc gì sao? Cũng không có việc gì, chỉ là thấy lâu rồi không gọi điện cho anh họ thôi. Giọng nói của người phụ nữ bình tĩnh mà lạnh nhạt, chuyện chủ nhân của tòa cao ốc sao rồi? Rất thuận lợi. Kim Thành Vũ cười nói, ngài Văn đã hứa sẽ giao dự án xây dựng thành phố cho tôi rồi. Vậy à, vậy chúc mừng anh họ. Giọng nói của người phụ nữ lập tức trở nên kỳ quái. Em họ, chuyện này cũng nhờ em, chờ nhận được dự án xây dựng thành phố. Tôi nhất định sẽ nói với ông nội, để ông bỏ thành kiến với em. Người phụ nữ cười khanh khách 2 tiếng, nói, không cần đâu anh họ, anh vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. Nói xong liền tắt điện thoại. Vẻ mặt Kim Thành Vũ nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc em họ có ý gì, lắc đầu, đi vào trong hội Tân Giang. Cùng lúc đó, tòa cao ốc Kim Thị vang lên một tràng cười châm chọc. Ha 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 ha. Ra đầu Kim Thành Phong tê dại đứng ở một góc, nhìn Kim Thúy Như, cẩn trọng nói, chị họ, chị cười cái gì vậy? Tiếng cười đột nhiên im bặt, gương mặt Kim Thúy Như được thay đổi, lập tức bình tĩnh lại, không có gì. Lời nói của Kim Thành Phong trở nên nghiêm nghị, chị họ, chị sẽ không đối phó với anh họ Thành Vũ nữa đấy chứ. Kim Thúy Như nhàn nhạt nói, không thể gọi là đối phó, chỉ là do anh ta ngu ngốc thôi. Nếu có một ngày anh ta không may mà chết, cũng là bị sự ngu ngốc của mình hại chết. Kim Thành Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, chị định đối phó với anh họ Thành Vũ. Không phải đối phó, là tự bảo vệ mình. Khóe miệng Kim Thúy Như hơi hơi nhếch lên. Gợi lên một độ cong lạnh lẽo. Cho dù tôi tạo thành tựu gì, trong mắt các người, tôi vẫn chỉ là một kẻ lạc loài. Dầm. Lời này vừa nói ra, Kim Thành Phong im ri như ve sầu mùa đông, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, chị họ, chị vẫn luôn là chị họ của em. Đừng căng thẳng, tôi không phải nói cậu, là mấy lão già của nhà họ Kim. Kim Ý Như nhìn anh ta một cái, nói, tôi cũng không trách bọn họ. Dù sao dòng máu chảy trong người tôi không phải của nhà họ Kim, giao nhà họ Kim lớn mạnh cho một người ngoài quản lý, ai cũng sẽ sinh lòng oán hận với tôi thôi. Chị tính ra tay với người nhà sao? Giọng của Kim Thành Phong run rẩy hỏi. Để xem các người có thần phục hay không, rất lâu trước đây tôi đã từng nói, thuận tôi thì hưng, nghịch tôi thì vong, không nghe lời thì chỉ có kết cục nhổ cỏ tận gốc. Trên gương mặt cổ điển tuyệt mỹ của Kim Thúy Như chợt hiện lên một ý cười. Duyên dáng cười với Kim Thành Phong, nhưng thật ra tôi có thể trả lời một vấn đề trước đó của cậu, rốt cuộc tôi đối với Vương Nhất là thái độ gì? Thật ra tôi cũng không biết. Cô ta đứng dậy, nhìn về vầng trăng sáng ngoài trời, lầm bầm nói, người suýt chút nữa trở thành chồng tôi kia, tôi đối với anh ta không có cảm tình, nhưng lại muốn anh ta mãi mãi ở bên cạnh mình, anh ta và tôi là cùng cảnh ngộ đi. Vương Nhất về đến nhà, đã là 10 giờ, Vương Tử Lam đã ngủ. Vương Nhất rón rén đến bên giường, cẩn thận nằm xuống. Vương Nhất cho rằng Lý Khinh Hồng đã ngủ, không ngờ trong bóng tối lại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Lý Khinh Hồng. Trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ. Lập tức Vương Nhất có hơi sợ hãi, rõ ràng đã tắm rồi mà. Tự mình ngửi, đúng là có một mùi hương nước hoa nhàn nhạt. Có lẽ là lúc đỡ Phương Huệ bị dính vào. Vẻ mặt có hơi hoảng loạn, Vương Nhất vội vàng giải thích, Khinh Hồng, anh không. Không cần giải thích, ngữ khí của Lý Khinh Hồng vẫn rất bình tĩnh, em tin anh.
Trước đó đã trải qua chuyện của Kim Thành Vũ, Lý Khinh Hồng có cảm giác an toàn tuyệt đối với Vương Nhất, chỉ cần anh ở bên thì mình và Vương Tử Lam sẽ không chịu chút tổn thương nào. Vương Nhất lại sửng sốt một chút, nếu không nghi ngờ mình thì cô có ý gì chứ? Lý Khinh Hồng trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm, một người đàn ông ưu tú, bên ngoài khó tránh khỏi oanh oanh yến yến, chuyện này đối với anh mà nói là chuyện tốt. Vẻ mặt Vương Nhất kỳ quái, đa phần phụ nữ khi phát hiện người đàn ông của mình có mùi nước hoa của cô gái khác trên người, không phải đều làm loạn lên sao? Vương Nhất, chắc anh cũng hiểu, con đường tương lai của anh rất khó. Lý Khinh Hồng tiếp tục bình tĩnh nói, cho nên nếu anh không nhanh chóng mạnh mẽ lên, cho đến một ngày, em có thể không cần cố kỵ gì mà công khai chuyện chúng ta là vợ chồng, như vậy mới tính là đã cưới em. Trong nháy mắt Vương Nhất chợt kinh ngạc, không hổ là người phụ nữ mạnh mẽ, tư duy khác hẳn những cô gái khác. Cô không làm náo loạn, thậm chí khinh thường nghĩ đến chuyện này, biết cách làm một người vợ chân chính thế nào. Vương Nhất lắc đầu, mỉm cười nói, Tuyết Nhi cũng đã nói với anh, nhà của em ở Yến Kinh, ba vợ cũng đang tìm anh, chỉ cần ba vợ thừa nhận anh, mới tính là thật sự cưới được em. Chuyện này rất khó, Lý Khinh Hồng lắc đầu nói. Sẽ thành công thôi. Vương Nhất nhàn nhạt cười vài tiếng, trong lời nói cực kỳ tự tin, đợi khi nào em chuẩn bị xong, anh lúc nào cũng có thể nói với ba vợ chuyện cầu hôn. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ xoay người, đối diện với Vương Nhất. Chỉ mong sẽ có một ngày như vậy. Cô dùng âm thanh chỉ mình có thể nghe được, lẩm bẩm tự nói. Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng, Vương Nhất cảm thấy có một bàn tay nhỏ không ngừng chọc chọc gương mặt mình nên nhanh chóng mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra trước mắt, đang chơi cực kỳ vui vẻ. Thấy Vương Nhất tỉnh, gương mặt tươi cười của nhóc con lập tức cứng lại, như kẻ trộm rụt tay nhỏ lại, có hơi chột dạ nhìn Vương Nhất. Vương Nhất nhìn lại Lý Khinh Hồng còn đang ngủ, làm một động tác im lặng, suỵt, không cần đánh thức mẹ con. Vương Tử Lam cũng hiểu chuyện gật gật đầu, cũng làm một động tác im lặng, suỵt. Vương Nhất mừng rỡ, cảm thấy có một cô con gái như hoa như ngọc là một chuyện hạnh phúc nhất thế giới. Lại đây, ba đưa con đi rửa mặt. Vương Nhất bế Vương Tử Lam lên, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lý Khinh Hồng vẫn đang ngủ say, xác nhận lại không đánh thức cô, lúc này mới rón rén xuống lầu. Mà ngay sau khi Vương Nhất đóng cửa, Lý Khinh Hồng ngay tức khắc mở mắt, gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười tươi đã lâu không thấy. Vương Nhất làm một bàn bữa sáng phong phú, Lý Khinh Hồng lúc này mới khoan thai xuống lầu, để mặt mộc, vẫn xinh đẹp lộng lẫy như trước. Ăn cơm, Vương Nhất cười nói với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng ngồi vào bàn, yêu nhã uống từng ngụm cháo. Cảm ơn. Đột nhiên, cô ngẩng đầu, nói với Vương Nhất. Cảm ơn cái gì? Vương Nhất sửng sốt. Cảm ơn bữa sáng của anh. Lý Khinh Hồng nói, lại giúp em một chút, giúp em đưa Tử Lam đến nhà trẻ. Vương Nhất nghe vậy, cũng rất vui vẻ nói, được. Anh thấy Lý Khinh Hồng đã thay đổi, bắt đầu dần dần ỉ lại vào anh. Trước đây, anh chỉ giống như một vị khách ở nhờ trong nhà Lý Khinh Hồng. Ăn xong cơm xong, Vương Nhất đưa Vương Tử Lam đến nhà trẻ, Lý Khinh Hồng cũng lái xe đến công ty. Cô nhận được điện thoại của Tiêu Đào, nhà họ Lý đã hoàn thành đơn hàng vượt chỉ tiêu. Sau khi biết được tin này, Lý Khinh Hồng cũng cực kỳ kinh ngạc, cho Tiêu Đào tiếp tục theo dõi. Sau đó, cô gọi Phương Huệ và Tôn Kiều vào văn phòng. Phương Huệ và Tôn Kiều một người thấp thỏm, một người bất đắc dĩ đi đến. Bữa tiệc hôm qua, có gặp được chủ nhân của tòa cao ốc không? Lý Khinh Hồng hỏi. Phương Huệ cắn môi, đang muốn nhận lỗi. Tôn Kiều lại giành nói trước, cười lạnh liếc Phương Huệ một cái nói, Lý Tổng, có điều chị không biết, hôm qua chủ nhân tòa cao ốc không chỉ tới, còn rất xem trọng tập đoàn Lệ Tinh của chúng ta, đã sắp giành được dự án xây dựng thành phố, nhưng đều tại Phương Tổng, cứ khăng khăng làm theo ý mình, chống đối lại chủ nhân tòa cao ốc và chủ tịch Kim, dẫn tới dự án xây dựng thành phố bị lỡ mất dịp tốt. Nghe vậy, đôi mắt Lý Khinh Hồng cũng hơi nheo lại, nhìn về phía Phương Huệ, là như vậy à? Sắc mặt Phương Huệ thay đổi, cô nói bậy, tôi đâu có chống đối lại bọn họ. Sắc mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ, trong lòng lại rất tức giận, cô ta rất lo lắng nếu không giành được dự án xây dựng thành phố, đáng giận nhất là Tôn Kiều lại đổi trắng thay đen hãm hại cô ta. Cô còn nói không chống đối. Tôn Kiều càng nói càng hăng, chào phúng nhìn Phương Huệ, nói, nếu không phải cô vì một kẻ vô dụng, chống đối chủ nhân tòa nhà và chủ tịch Kim,
còn tuyên bố tập đoàn Lệ Tinh ngừng cạnh tranh dự án xây dựng thành phố sao có thể rơi vào tay xí nghiệp Ẩn Long chứ? Dừng lại một chút, Tôn Kiều quay đầu, nói với Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, hành động của Phương Tổng lần này không ổn, tạo thành tổn thất rất lớn cho tập đoàn, tôi cảm thấy, cô ấy đã không còn phù hợp với chức vị Phó Tổng, nên từ chức để nhường lại cho người giỏi hơn, có người có khả năng có thể đảm nhận. Vô dụng. Sắc mặt Lý Khinh Hồng thay đổi lớn, truy hỏi, kẻ vô dụng nào? Tôn Kiều thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đêm qua một lần, nói xong còn vui sướng khi người gặp họa nhìn về phái Phương Huệ. Theo tôi thấy, Phương Tổng vì nghĩ cho tên vô dụng kia, nhất định là coi trọng anh ta, thì ra đây là mẫu người lý tưởng của Phương Tổng. Nghe Tôn Kiều nói, ánh mắt Lý Khinh Hồng dần lạnh đi, cô nhớ rõ, tối hôm qua Vương Nhất cũng ở hội Tân Giang. Đã nhận ra gương mặt lạnh như băng của Lý Tổng, Tôn Kiều còn tưởng là Lý Khinh Hồng tức giận vì hành động của Phương Huệ, trong lòng càng vui vẻ hơn. Thù địch giữa phụ nữ là không thể hiểu nổi, xét cho cùng cũng chỉ vì hai chữ, ghen tuông. Phương Huệ và Tôn Kiều đều là phó tổng của tập đoàn Lệ Tinh, nhưng phe phái lại hoàn toàn khác nhau. Phương Huệ là thuộc phe tâm phúc chính của Lý Khinh Hồng, mà Tôn Kiều lại là một trong ba vị phó tổng lớn đề bạt. Người này từng cùng cạnh tranh vị trí tổng giám đốc với Lý Khinh Hồng, sau khi thất bại, bị Lý Khinh Hồng điều đi nơi khác, nói Hoa Mỹ là khai thác thị trường, kỳ thật chính là trục xuất. Vì thế chống lưng của Tôn Kiều không còn. Hơn nữ Phương Huệ xinh đẹp hơn cô ta, đối với mọi người chan hòa, khí chất xuất chúng, không hề có sự kiêu kỳ của một phó tổng, mọi người đều thích làm việc dưới trướng Phương Huệ. Tôn Kiều cũng có người của mình, nhưng mỗi người đều đề phòng cô ta. Bởi vì sự nhiệt tình của cô ta chỉ là giả vờ, khiến cho người khác nhìn vào chỉ thấy cảm giác tâm cơ kín đáo. Nói tóm, lại, tất cả đều dẫn tới một hiện tượng, cho dù là về thành tích hay các mối quan hệ trong công ty, mọi mặt Tôn Kiều đều không bằng Phương Huệ. Căm hận Phương Huệ đã không phải chuyện ngày một ngày hai, vất vả lắm mới có cơ hội có thể cho Phương Huệ nếm chút đau khổ, nhìn Phương Huệ trừng mắt với mình, nhưng Tôn Kiều lại xoay người kiêu ngạo tự đắc. Lý Tổng, không phải. Chị nghe em giải thích. Lòng Phương Huệ nóng như lửa đốt, hai mắt đỏ bừng nhìn Lý Khinh Hồng, kỳ thật tên vô dụng trong miệng Tôn Kiều chính là. Phương Huệ, đã đến lúc này cô còn bao biện. Tôn Kiều một lời đánh gãy lời giải thích của Phương Huệ, giọng nói lạnh lùng, cô khiến tập đoàn chịu tổn thất lớn như vậy, phải trừ lương một năm và khấu trừ cổ phần, trừ lương là chuyện nhỏ, không chừng trong cơn giận của Lý Tổng, còn muốn sa thải cô, vậy thì chẳng vui vẻ gì đâu. Tôn Kiều. Đủ rồi. Lý Khinh Hồng quát một tiếng, ngăn cản Tôn Kiều và Phương Nhã cãi nhau, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người, nói, chuyện này tất nhiên tôi sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ các cô đều trở lại cương vị công tác của mình đi. Dạ, Lý Tổng. Tôn Kiều và Phương Huệ lúc này mới dừng lại, bước ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc, Tôn Kiều nhìn bóng dáng Phương Huệ nở nụ cười lãnh khốc. Tôi không tin. Cô gây ra chuyện lớn như vậy mà Lý Tổng sẽ bỏ qua cho cô. Tòa nhà quốc tế, xí nghiệp Ẩn Long. Thần sắc Kim Thành Vũ nôn nóng đi qua đi lại trong văn phòng chủ tịch, thi thoảng nhìn đồng hồ treo trên tường, có vẻ như đang chờ ai đó. Đúng lúc này, cửa mở, khuôn mặt Kim Thành Vũ nháy mắt trở nên kinh ngạc vui mừng, theo phản xạ nhìn qua. Nhưng khi thấy người bước vào là Lý Mộng Đình, lập tức lại hoàn toàn thất vọng. Sao cô lại đến đây? Kim Thành Vũ liếc xéo Lý Mộng Đình, giọng điệu có chút không vui hỏi. Lý Mộng Đình đối với giọng điệu của Kim Thành Vũ có hơi bất mãn, từ khi cô ta trở thành người của Văn Thái, cô ta liền cảm thấy địa vị của mình đã được nâng lên rất nhiều, ngay cả Kim Thành Vũ cũng phải khách khí với mình. Nhưng cô cũng không đả động, chỉ nói ra mục đích của mình đến đây, Chủ tịch Kim, tôi tới hỏi một chút, tôi hỗ trợ Ẩn Long giành được dự án xây dựng thành phố mới, đến lúc đó thì tôi sẽ được chia bao nhiêu phần lợi nhuận. Kim Thành Vũ nhíu mày, trong lòng càng bất mãn với Lý Mộng Đình, trong lòng không có ý định chia lợi nhuận. Lúc đó anh ta nói những lời này, chỉ là để cho Lý Mộng Đình tưởng bở, không ngờ tới lại dựa vào Lý Mộng Đình giành được dự án xây dựng thành phố, ai mà ngờ được Lý Mộng Đình lại thành người của Văn Thái, thế nên lại làm khó Kim Thành Vũ. Anh ta trầm ngâm trong chốc lát, nói, dự án xây dựng thành phố có lợi nhuận tôi sẽ không bạc đãi cô, sẽ chia cho cô 2% lợi nhuận. Trong mắt anh ta, 2% lợi nhuận đã là nhiều rồi. Dự án xây dựng thành phố, là bộ kiến trúc thành phố Thiên An phê duyệt xuống, có nghĩa là thành phố Thiên An sẽ góp một viên gạch, không chỉ có thể kiếm được tiền,
còn có thể giành được danh tiếng tốt, là một chuyện tốt hiếm có. Đừng nghĩ chỉ có 2% lợi nhuận, nếu thật sự có được, Lý Mộng Đình chớp mắt sẽ trở thành tỷ phú rồi. Nhưng Lý Mộng Đình nhíu mày, giọng nói bỗng vụt đến quãng 8, chỉ có 2%. Không phải ít quá chứ? Cô muốn bao nhiêu? Sắc mặt Kim Thành Vũ trầm xuống. Chia cho cô ta 2% đã nhượng bộ lớn nhất, không ngờ Lý Mộng Đình này thế mà không biết tốt xấu. Ít nhất 10%. Lý Mộng Đình đúng lý hợp tình nói với Kim Thành Vũ, Văn Thái hiện giờ là bạn trai của tôi, nếu không có tôi, anh cảm thấy anh có thể giành được hạng mục xây dựng thành phố như mong muốn sao? Không có khả năng. Nháy mắt vẻ mặt Kim Thành Vũ âm trầm hơn, có phải cô cảm thấy tìm được một bạn trai tốt, là có thể leo lên đầu tôi ngồi? Một luồng sát khí mạnh mẽ, từ trên người Kim Thành Vũ bắn ra, Lý Mộng Đình sợ hãi lui về sau một bước. Đang nói chuyện, bỗng nhiên, thư ký vội vã chạy đến, chủ tịch, ngài Văn tới. Tức khắc, vẻ âm trầm trên mặt Kim Thành Vũ biến mất không tăm tích, vui vẻ nói, rốt cuộc cũng chờ được, mau mời anh ta vào. Thư ký gật gật đầu, nhanh chóng ra ngoài. Biết được bạn trai của mình tới, Lý Mộng Đình cũng không sợ như vậy nữa, hung dữ nói, cái này lát nữa bàn lại, tôi có thể để bạn trai đưa dự án xây dựng thành phố cho anh, cũng có thể bảo anh ấy thu hồi lại. Kim Thành Vũ lạnh lùng liếc Lý Mộng Đình một cái, không nói gì, mà lẳng lặng chờ Văn Thái bước vào. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thư ký, Văn Thái một thân tây trang tươi cười đi đến. Anh Văn Thái. Lý Mộng Đình lập tức ngọt ngào cười, thân mật ôm lấy Văn Thái cánh tay. Văn Thái có hơi ghét bỏ liếc Lý Mộng Đình một cái, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy cô ta ra, tức khắc, ánh mắt Lý Mộng Đình thị uy bắn về phía Kim Thành Vũ cảnh cáo. Kim Thành Vũ không phản ứng nhìn cô ta một cái, trực tiếp làm lơ luôn, sau đó bày ra tươi cười, hỏi, ngài Văn, hợp đồng đã đến rồi. Đương nhiên, chuyện quan trọng như vậy sao tôi quên được chứ? Văn Thái cười to 3 tiếng, sau đó đưa một tập tài liệu tới trước mặt Kim Thành Vũ, cậu em Thành Vũ, cậu xem điều khoản hợp đồng có vấn đề gì không, không có vấn đề gì thì ký tên ở dưới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.